Nghe thấy lời của Dương Tiêu, đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Dương Tiêu nói đùa, được rồi, không cần giả vào đâu, tôi hiểu mà, yên tâm, lúc về sẽ làm cho người. Thằng nhóc nhà cậu có làm được không, lần này trở về nhất định phải chuẩn bị hạt giống 3 năm cho tôi. Lý Vận Long mặt đỏ nói. Dương Tiêu cười nói, đừng nói là hạt giống 3 năm, 10 năm cũng sẽ có. Tôi sợ rằng lão thủ trưởng người sẽ gãy xương nghỉ. Được rồi, đã thông báo tin tức xong. Ông già này cúp trước, nhớ kỹ, ít nhất phải là hạt giống 3 năm. Lão thủ trưởng Lý Vân Long nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại với lão thủ trưởng xong, Dương Tiêu thở dài. Ông già này trông bình thường và nghiêm túc, nhưng thực chất ông không phải là người nghiêm túc. Những năm đầu Dương Tiêu còn dòng y ruồi trên đầu trường quốc tế, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, ông già này đều để mình ra nước ngoài mang mây bộ phim màu mè về, còn đặc biệt yêu cầu độ nét cao không cần mã hóa. Lúc đầu Dương Tiêu không hiểu, nhưng về sau đã hiểu, nhưng Dương Tiêu luôn nhờ Trần Khải làm giúp việc này, bởi vì Trần Khải rất giỏi chuyện này. Nghĩ đến đây, Dương Tiêu liên lạc với Trần Khải, chuyện đó, mang cho tôi một ít đồ lưu niệm. Đồ lưu niệm, đội trưởng, đồ lưu niệm gì? Tây Song Bản Nạp bọn tôi có hoa hồng, nhưng chẳng phải anh đã bao biên hoa lớn Nhật ở Tây Song Bản Nạp rồi còn gì? Không có đồ lưu niệm nào nữa đâu. Trần Khải rất kinh ngạc. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, bớt nói với tôi những chuyện này đi, cậu chuyên gia giữ đồ lưu niệm, trong ấn tượng của tôi đĩa máy tính của cậu cũng không chứa nổi nữa rồi nhỉ. Copy cho tôi, lát tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu gửi nó cho tôi. Cái gì, đội trưởng, anh liên lạc với tôi chỉ vì bộ phim. Trời ạ, không được rồi, không được rồi. Lão đại, ấn tượng của anh trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ, anh. Trong lòng tôi anh hoàn toàn không còn trong sáng nữa rồi. Lão đại, anh thế mà không phải là người nghiêm túc. Nghe thấy lời của Dương Tiêu, Trần Khải kêu lên một tiếng kỳ lạ, dường như Dương Tiêu đã hoàn toàn lật đổ tam quan của anh ấy, cả người cũng không còn trong sáng nữa. Lão đại, rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Trần Khải tiếp tục kêu lên. Cứ như thể anh ấy đã khám phá ra một chuyện gì đó rất lớn. Mặt Dương Tiêu nổi đầy vạch đen, bót nói nhảm với tôi đi. Chuẩn bị nhiều tí, sẽ có ích lợi lớn. Có ích lợi, đờ mò, đội trưởng, không phải anh định chuẩn bị học tư thế rồi đến Nhật dân thân vào sự nghiệp vĩ đại đây chứ? Dám hỏi một câu, đội trưởng, anh không phải đàn ông bên ngoài im lặng nhưng bên trong lại điện cuồng đây chứ? Trước kia trông rất nghiêm n mà, Trần Khải hạ giọng. Phụt, nghe vậy, Dương Tiêu suýt không kìm được nội thương. Đàn ông bên ngoài im lặng nhưng bên trong lại điên cuồng cái gì? Tôi... Dương Tiêu có liên quan gì đến mấy chữ này à? Mặt Dương Tiêu đen lại nói, hai ngày nữa tôi sẽ trở về Đế Đô, vừa rồi lão thủ trưởng liên lạc với tôi chuẩn bị một chút đồ cho ông ấy. Vãi ạ, nhiều năm như thế rồi mà ông già này vẫn không nghiêm túc như vậy. Trần Khải nghe vậy khá hỗn loạn. Trước đây, Lý Vân Long dân đầu Long Ảnh, lần nào cũng bảo. Dương Tiêu mang mấy bộ phim nhiều màu sắc về, lúc đầu Dương, Tiêu còn không hiểu độ phân giải cao hay mã hóa. Tất cả đều do một tay Trần Khải làm. Đối với những chuyện này, Trần Khải biết rất rõ ràng. Dương Tiêu tức giận nói, bó ớt nói nhảm đi, cứ làm như lời tôi nói là được rồi. Được, tôi hiểu, Trần Khải trả lời. Do dự nửa giây, Trần Khải chỉnh trọng hỏi, đội trưởng, ông già Lý Vân Long đó liên hệ với anh là muốn để anh trở về đội à? Anh suy nghĩ thế nào? Không phải chuyện trở về đội. Lần trước gặp mặt không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi còn gì. Chắc là tôi không thể trở về đội được nữa, nhưng đất nước gặp khó, triệu tập thì phải chiến đấu. Dương Tiêu nghiêm túc nói. Đúng vậy, Dương Tiêu không thể trở lại đội được nữa. Đầu tiên, anh là chủ của Long Môn, theo như thái độ của thầy anh dịch thấp, chắc chắn sẽ không để anh trở về đội đặc chiến. Thứ hai, một khi trở về đội, anh phải nghe theo sự điều phái, tranh chấp gia tộc, bọn Đường Hạo, Dương Bân Hàn. Mỗi thủ đầm máu trước đây của đội đặc chiến, Dương Tiêu LC thể không báo thủ cho họ. Nghe thấy mấy, từ đất nước gặp khó, triệu tập thì phải chiến đấu, máu trong người Trần Khải chợt sôi lên. Anh rất nhớ những năm tháng huy hoàng cùng chiến đấu với Dương Tiêu, nếu Dương Tiêu trở lại đội, anh nhất định sẽ lập tức lựa chọn trở lại đội. Dù họ đã im lặng nhiều năm, nhưng khi bọn họ đứng lên lần nữa, đã định sẵn sẽ khiến cả thế giới phải run sợ. Cuối cùng Trần Khải đáp lại, đội trưởng. Chuyện này tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi bảo đảm sẽ làm ổn thỏa. À đúng rồi, khi quay về hãy nói với ông già đó,
bảo ông già bớt uống ống lục vị địa hoàng hoàn, cái đó chắc chắn hại thận âm. Uống lục vị địa hoàng hoàn không được đâu, lục vị địa hoàng hoàn chủ yếu trị thận dương. Người anh em Dương, họ hàng của cậu đúng là người tài. Vừa liên lạc với Trần Khải xong, Kim Đại Trung thở hổn hển bước ra khỏi văn phòng. Nháy mắt khi phòng làm việc bị đẩy ra, rõ ràng cô thư ký gợi cảm đã mềm nhũn như bùn. Dương Tiêu nhìn đồng hồ, đã một giờ trôi qua. Nói cách khác, Kim Đại Trung đã chiến đấu tròn một giờ đồng hồ. Ông anh Kim, đã nói rồi, nếu không phải là người tài sẽ không giới thiệu cho anh. Dương Tiêu cười nhẹ. Kim Đại Trung nhìn Tôn Bằng hài lòng, đã lâu rồi không được vui vẻ tràn trề như vậy, Tôn Bằng đúng không? Về phần đêm mãnh liệt chính tông, cậu nghĩ như thế nào? Tôi không biết, Tôn Bằng rụt rè nhìn Dương Tiêu. Tổ tiên của cậu ta đã làm nghề này, nhưng khi đến cậu ta, cơ bản đã xuống dốc. Dương Tiêu cười nói, ông anh này, theo tôi thấy, trước tiên hãy nghiên cứu buôn bán thử xem, nếu thật sự có thể thì quyết định đưa vào thị trường với số lượng lớn. Đến lúc đó chia lãi như nào thì hai người tự bàn bạc. Được, Kim Đại Trung cười to. Hiện tại Dương Tiêu suy nghĩ như ma, anh thật sự không quan tâm lắm đến việc điều khiển chuyện đêm mãnh liệt của Tôn Bằng. Nếu thật sự có thể, đến lúc đó Tôn Bằng sẽ cung cấp đơn thuốc, Kim Đại Trung sẽ chịu trách nhiệm sản xuất và kinh doanh, chuyện chia lợi ích thì dễ nói. Dương Tiêu nói với Tôn Bằng, anh Kim rất phúc hậu, giống như người nhà mình vậy, có chuyện gì thì cứ nói với anh Kim. Tôi còn có việc nên đi trước. Anh dễ, nhìn thấy Dương Tiêu chuẩn bị rời đi, Tôn Bằng nhanh chóng ngăn Dương Tiêu lại. Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi, còn có chuyện gì à? Anh dễ, đêm mãnh liệt mà anh muốn. Tôn Bằng đưa một chiếc hộp nhỏ đêm mãnh liệt cho Dương Tiêu. Vẻ mặt Dương Tiêu cứng lại, vừa nãy anh chỉ thuận miệng nói, ai ngờ Tôn Bằng không chỉ cho là thật, mà còn đưa cho mình ngay trước mặt Kim Đại Trung. Hiện tại có hơi xấu hổ. Kim Đại Trung rất thông minh. Anh ta ngẩng đầu lên thôn thức nói, đúng là, thời tiết hôm nay không tệ nha. Đi theo anh Kim học hỏi tốt nhé. Dương Tiêu cầm đêm mãnh liệt đi về phía của. Sau khi lên xe, Dương Tiêu hơi đau đầu. Ban đầu anh nghĩ giải quyết nhà họ Đường, hỗ trợ Đường Mộc Tuyết lên năm quyên thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ai ngờ, bây giờ mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn. Đường Mộc Tuyết lớn mạnh phải đối đầu với Đường Hạo và những người khác do Đường Hạo đứng đầu tập. Đoàn dược phẩm Hạo Thiên, Lý Thần Chiến bị tấn công, Phùng Tứ câu kết với người bí ẩn ở Đông Nam Á, đang dục dịch. Mấy hôm nữa mình sẽ trở về Đề Đô lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình. Tất cả những thứ này chồng chất lên nhau, khiến cho Dương Tiêu có hơi lo lắng. Ngoài những chuyện này, sắp tới Son Chiên Thân Xô một nước Nga cũng sẽ đến thành phố Trung Nguyên chữa bệnh. Xen lẫn vào nhau, Dương Tiêu chỉ cảm thấy thời gian đối với mình thật sự rất eo hẹp. Anh còn muốn tranh thủ trước khi về Đề Đô phải khôi phục sức chiến đấu của mình đến thời kỳ đỉnh cao, nhưng bây giờ có vẻ rất khó xảy ra. Có thể là đã lâu không thực hiện nhiệm vụ, sự kiên nhẫn và định lực của Dương Tiêu rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Dương Tiêu đậu xe bên đường, châm một điều thuốc, thở dài, trong nháy mắt 5 năm đã trôi qua, phản ứng, tính cách thật sự không tốt như trước. Trong thiên đường thúc dục thành, tải ớp Rao Hệ Nhola đọc nhiều khích lệ nhóm nhé. Phùng Tứ nhìn thanh niên. Không biết khi nào cậu sẽ tấn công tên nghiệp chướng Dương Tiêu. Ông ta cực kỳ hận Dương Tiêu, vì Dương Tiêu mà một số lượng lớn thành viên tinh nhuệ chết thảm, thậm chí ngay, cả hạng thiên bá chiến tướng số một dưới chướng của ông ta cũng chết. Chỉ vì một mình Dương Tiêu mà công sức ông tích lũy bao năm gần như bị suy giảm một nửa. Cho tay bắt tỉa đi giết Lý Thần Chiến, ai ngờ Lý Thần Chiến không chết, điều này khiến Phùng Tứ càng tức giận không ngót. Chọn ngày không bằng chạm mặt, thông báo cho Dương Tiêu. Đêm nay tớ nhận mệnh chê đi. Thanh niên kiêu ngạo nói. Ánh mắt anh ta cực kỳ khinh thường, như thể Dương Tiêu yếu đuối hoàn toàn không chịu nổi công kích bạo lực của anh ta. Vâng, thưa cậu, Phùng Tứ phấn khích không thôi. Nghĩ đến việc em trai song sinh của mình bị Dương Tiêu chặt đầu, nghĩ đến rất nhiều thành viên tinh nhuệ của mình bị Dương Tiêu giết, không cần nói Phùng Tứ căm ghét Dương Tiêu đến nhường nào. Thanh niên tự mình ra tay khiến trái tim Phùng Tứ vững vàng như uống một viên thuốc trấn an. Ông ta nhanh chóng tìm thông tin liên lạc của Dương Tiêu, sau đó quay xô. Dương Tiêu vừa mới hút thuốc xong, rất nhanh đã nhận được điện thoại của Phùng Tứ, anh ngạc nhiên, ôi số điện thoại di động đẹp như vậy, đây là ai? Nhìn kỹ thì thấy số của người gọi là 13.888.888.888. Con số này hoàn toàn vô giá mà người bình thường khó có được. Ai vậy? Dương Tiêu mang theo sự tò mò trả lời điện thoại.
Ngay sau đó, một giọng nói già nua nham hiểm phát ra từ đầu dây bên kia. Tôi, Phùng Tứ, Dương Tiêu, đêm nay Vịnh Thanh Long, đến nhận chết đi. Bảo tôi đến nhận chê. Được, Phùng Tứ, ông nói đi, tối nay ông muốn đánh một chọi một hay đấu nhóm. Tôi thế nào cũng được, tùy ông. Dương Tiêu chế nhạo. Từ đầu đến cuối, trong mắt anh Phùng Tứ là tồn tại như một con bọ chết. Nếu không phải muốn tìm ra kẻ đứng sau Phùng Tứ, nếu không phải muốn giao Phùng Tứ cho Lý Thân Chiến tự giải quyết, thì theo tính cách trước đây của Dương Tiêu, Phùng Tứ đã chơi cờ với Diêm Vương từ lâu rồi, sẽ không sống sót đến tận bây giờ. Phùng Tứ âm hiểm lạnh lùng nói, Dương Tiêu, cậu đừng quá kiêu ngạo, đêm nay sẽ có người xử lý cậu. Gọi tất cả anh em bạn bè của cậu tới đi, đêm nay sẽ tiến các người về châu trời. Nghĩ đến việc em trai song sinh mình bị Dương Tiêu chặt đầu, nghĩ đến cái chết thê thảm của hạng thiên bá chiến tướng số 1 dưới trướng của mình, Phùng Tứ thật sự muốn xé xác Dương Tiêu thành hàng nghìn mảnh ngay lập tức. Đấu nhóm đúng không? Được, vậy tối nay chúng ta gặp mặt tại Vịnh Thanh Long. Dương Tiêu nói đùa dí dỏm. Hiển nhiên, đêm nay ngoài Phùng Tứ, còn có người đứng sau Phùng Tứ đứng ra hỗ trợ Phùng Tứ. Đối với Dương Tiêu, đây là chuyện tốt, anh ngược lại muốn xem người. Đứng sau Phùng Tứ là ai? Người siêu mạnh đến từ Đông Nam Á nào? Im hơi lặng tiếng 5 năm, Dương Tiêu thật sự muốn trải nghiệm sự độc đáo của các cường quốc Đông Nam ấp. Trong 5 năm qua, tình hình đã thay đổi, ngoài một số thế lực lão làng trên khắp thế giới, nhiều thế lực vừa và nhỏ cũng đã cải tổ mấy lần. Giờ đây, với sự trở lại của kẻ mạnh Dương Tiêu, lại phải khơi mào một cơn bão đẫm máu. Mặt Phùng Tứ dữ tợn nói, chống mắt lên mà nhìn, Dương Tiêu, cậu sẽ không cứng được bao lâu nữa đâu. Bớt nói nhảm, đêm nay chúng ta rửa mắt chờ xem. L Dương Tiêu cười nhếch mép. Cúp điện thoại, Phùng Tứ cung kính nhìn thanh niên áo trắng, thưa cậu, đã sắp xếp xong. Đêm nay ở Vịnh Thanh Long thành phố Trung Nguyên. Đêm nay xem tôi giết, con thú này như thế nào? Thanh niên áo trắng chế nhạo. Sau khi nói chuyện với Phùng Tứ, Dương Tiêu nghĩ đến một chuyện. Rất thú vị, anh tìm thông tin liên lạc của Lam Vi Vi trong danh bạ. Ôi Dương Tiêu, sao anh lại rảnh liên lạc với tôi thế? Lam Vi Vi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhẹ, cô Lam, tối nay cô có thời gian không? Có hứng thú tụ tập không? Hả, anh nói gì? Hẹn, anh muốn hẹn tôi, lại còn là buổi tôi. Dương Tiêu, sao, sao anh lại là người như thế? Lam Vi Vi nghe vậy thì xấu hổ. Dương Tiêu bối rồi, hẹn tối thì có vấn đề gì à? A Phiêu không biết xấu hổ, Mộc Tuyết vừa mới mang thai, anh lại muốn hẹn tôi, anh có còn là người không? Lam Vi Vi tức giận nói. Mặc dù sau những chuyện ngày trước, ấn tượng của Lam Vi Vi về Dương Tiêu đã thay đổi rất nhiều, nhưng vì Dương Tiêu là người đàn ông của bản thân cô, nên dù Lam Vi Vi rung động, nhưng cô rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ngoài ra, bây giờ Đường Mộc Tuyết đang mang thai đứa con của Dương Tiêu, Lam Vi Vi càng sẽ không phá hủy gia đình của bản thân NS Dương Tiêu. Nghe vậy, đầu nồi đây vạch đen nói, cô Lam, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm gì về tôi à? Tôi nói tối nay tụ tập không phải kiểu hẹn kiểu. À, tụ tập, không phải hẹn như kia. E hèm, xin lỗi, vừa rồi tôi nghe nhầm. Lam Vi Vi đột nhiên đỏ mặt. Vừa nãy khi nghe thấy chữ đó đầu óc cô trở nên trông rồng, hoàn toàn không nhận ra đó là tụ tập. Dương Tiêu càng dở khóc dở cười, trong đầu Lam Vi Vi nghĩ cái gì vậy? Mình chung trinh với gia đình, sao có thể hẹn Lam Vi Vi gặp mặt chuyện xấu hổ đó? Dương Tiêu cho Lam Vi Vi bậc thang, không có chuyện gì, tối nay tụ tập ở Vịnh Thanh Long có hứng thú không? Kiều rất bạo lực. Kiều rất bạo lực, thấy máu mà không cần phải chịu trách nhiệm à? Lam ầy Vi kích động nói. Là một thế hệ võ sư, điều mà Lam Vi Vi hy vọng nhất là có cơ hội được ra ngoài giao đấu với những người khác. Bởi vì đây là xã hội pháp luật cai trị, nếu bạn đánh bị thương ai đó thì cần phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, mỗi lần tụ tập Lam Vi Vi đều không vui vẻ hết mức, không phát huy hết sức lực của mình. Tuy nhiên, Lam Vi Vi biết Dương Tiêu có kỹ năng rất giỏi, nếu đã hẹn cô thì nhất định sẽ để cô phô diễn hết sức mạnh của mình. Dương Tiêu cười nói, đúng vậy, cho dù chết cũng không sao cả, bởi vì người bị xử lý đêm nay chính là Phùng Tứ, là bọn xã hội đen. Nếu dế người của ông ta thì coi như trừ hại cho dân, không cần phải chịu trách nhiệm. Hết Phùng Tứ, vãi à, Dương Tiêu, anh đang đùa tôi à? Lam Vi Vi kinh ngạc nói. Ở thành phố Trung Nguyên, ai mà chẳng biết tên tuổi của Phùng Tứ ra, đây chính là nhân vật tàn nhân xưng.
vua 10 năm kế từ khi Long Ngũ thế hệ Khổng Lồ thống trị Trung Nguyên về quy ân. Dương Tiêu cười nhẹ, đừng hoảng, vừa nãy lão già Phùng Tứ kia hẹn tôi đêm nay khiêu chiến ở Vịnh Thanh Long. Đã cho cô cơ hội, cô muốn đến thì đến, đây là cơ hội tốt hiếm gọi nghe nói bên lão già Phùng Tứ kia cũng sẽ phái rất nhiều cao thủ đến. Tà Ti Ti Tiêu biết đêm nay có người. Có ý nhằm vào mình, để chặn lão già Phùng Tứ đánh lén mình, Dương Tiêu đã đặc biệt gọi cho Lam Vĩ Ùi. Anh biết rõ Lam Vi Vi là phần tử hiếu chiến, chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của mình. Thế tôi có thể gọi người đi theo không? Rất nhiễu người, Lam Vi Vi ngập ngừng hỏi. Để cô đối phó với Phùng Tứ, trong lòng Lam Vĩ Vi không hề có sự chuẩn bị nào cả. Nếu để cô dẫn theo một nhóm người đến, sự tự tin của Lam Vi Vi sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Tiêu cười nói, được, dù sao cũng là đầu nhóm, gọi mọi người từ Hiệp hội Võ thuật cũng không thành vấn đề. Ok, hẹn tối nay gặp ở Vịnh Thanh Long, Lam Vi Vi hào hứng nói. Sau khi nói chuyện với Lam Vi Vi xong, Dương Tiêu lại liên lạc với Long Ngũ. Long Ngũ đi thẳng đến trụ sở của Lý Thần Chiến tìm một khẩu súng bắn tỉa, bí mật triển khai, tránh cho Phùng Tứ ra tay đánh lén. Dương Tiêu không định huy động bọn Am Kim Long Vương, dù sao uy thế của Long Môn cũng quá lớn, Dương Tiêu cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Anh Dương Tiêu, thật trùng hợp, sao anh lại ở đây? Đúng lúc này, Tô Thiên Lung Thiên Hậu trẻ tuổi châu Á bước ra khỏi xe. Dương Tiêu rất ngạc nhiên, không phải em đi quay phim sao? Sao lại có thời gian ra ngoài đi dạo? Còn nữa, em đeo khẩu trang vào, cẩn thận bị chặn đường. Sau khi được Dương Tiêu nhắc nhở, Tô Thiên Lung mới nhận ra mình đã quá đột ngột, nhanh chóng đeo khẩu trang vào. Anh Dương Tiêu, kịch bản đã hoàn thành, cũng sắp hoàn thành rồi. Đoạn kết cần một bộ váy trắng rất đẹp, đoàn bọn em cũng đã chuẩn bị, nhưng vẫn chưa phải là tốt nhất. Nghe nói bậc thầy Joseph thợ may số một thế giới đã đích thân đến Trụng Nguyên, bọn em muốn nhờ bậc thầy Joseph tự tay làm. Không biết bậc thầy Joseph có phớt lờ bọn em không đây? Rõ ràng Tô Thiên Lung có hơi căng thẳng. Cô biết bậc thầy Joseph thợ may số một thế giới khá xa cách, mặc dù cô là thiên hậu trẻ tuổi châu Á đến thăm, nhưng trong lòng Tô Thiên Lung không có tí tự tin nào. Dương Tiêu nhíu mày, Joseph, sao ông già này lại chạy tới Trung Nguyên, lại còn không nói với mình trước? Hả, anh Dương Tiêu, anh quen biết bậc thầy Joseph à? Tô Thiên Lung rất ngạc nhiên. Dương Tiêu cười dịu dàng, coi như cũng quen biết. Yên tâm, bây giờ anh không làm gì sẽ đi cùng em, chỉ cần anh mở miệng, Joseph nhất định sẽ nể mặt anh mà đo may đồ cho em. Thật tuyệt, anh Dương Tiêu, Tô Thiên Lung hò reo. Bữa tiệc đêm cũng đã qua lâu rồi, Dương Tiêu cũng muốn gặp lại người bạn cũ này. Anh mở miệng thì bậc thầy Joseph sẽ đo may đồ cho Thiên Lung. Nhóc, anh đúng là biết bốc phét đấy. Anh tưởng mình là miệng vàng lời ngọc à, cái đồ không lên nổi sân khẩu, chỉ biết giở trò bịp bọ mồ suốt ngày lừa dối gái đẹp. Đột nhiên, một giọng nói giễu cợt vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi lái chiếc ô tô sang trọng đi tỏi. Thanh niên nhìn chăm chăm Dương Tiêu với ánh mắt khinh thường, như thể Dương Tiêu đang khoác lác, thợ may số một thế giới nể mặt Dương Tiêu sẽ đo may đô cho Tô Thiên Lung là lời nói vô nghĩa. Tô Thiên Lung nghe thấy thế giận sôi máu, Vương Tỉnh, tôi không cho PTN hép anh nói như vậy với anh Dương yêu của tôi. Người tới không phải ai khác mà chính là Vương Tỉnh, con trai của đạo diễn số một trong nước, đã gặp tại phim trường Trung Nguyên. Đúng là một tên khiến người khác khó chịu. Dương Tiêu không nói nên lời khi nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh không chịu phục tùng của Vương Tỉnh. Trước đó ở phim trường đã cho anh chàng này một cú sốc, nhưng ai ngờ Vương Tỉnh lại không biết sống chết đi theo tận đây. Vương Tỉnh tức giận nói, Thiên Lung, em cần phải cảnh giác cao độ, tên này là kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo triệt đề. Em còn trẻ, tên này thấy em dễ bắt nạt, nên mới dùng lời lẽ ngon ngọt lừa em đừng để bị lừa. Có những người trông mặt người dạ thú. Nhưng thật ra lòng dạ đã hư, hỏng. Bây giờ sự nghiệp của Thiên Lung đang phất lên, không thể vì một tên cặn bã xã hội mà hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của mình được. Nghe thấy thế Dương Tiêu không nhịn được bật cười thành tiếng. Tôi nói này anh Vương, anh không chỉ trì hoãn công việc của Thiên Lung, mà còn cao giọng như vậy, lương tâm của anh không bị tổn thương đâu à? Dương Tiêu dám đảm bảo, nếu Tô Thiên Lung và Vương Tỉnh hẹn hò, không biết sẽ tạo nên một làn sóng như thế nào trong nước. Mặc dù Dương Tiêu không tìm hiểu về con người của Vương Tinh, nhưng Dương Tiêu biết Vương Tỉnh không chỉ là một công tử bột, mà còn là một kẻ trơ trễn. Hừ, không biết trong hai chúng ta ai mới là người trì hoãn Thiên Lung đâu. Bộ tôi là đạo diễn số một trong nước,
chỉ cần Thiên Lung ở bên tôi, với nguồn tài nguyên của bố tôi, đủ để đưa Thiên Lung trở thành người nổi tiếng nhất trong nước rồi. Vương Tỉnh kiêu ngạo nói. Như thế có bố là đạo diễn giỏi đạt huy chương vàng, thì trước mặt anh ta Dương Tiêu còn không có cả tư cách xách giày. Nhìn Vương Tỉnh kiêu ngạo, Dương Tiêu cười nói, anh đúng là coi trọng bố anh quá rồi đấy, cũng coi thường Thiên Lung. Thiên Lung ra mắt với tư cách là ca sĩ, đóng phim chỉ là nghề phụ, anh nên bớt lo đi. Tôi nghiêm túc cảnh cáo anh, sau này tránh xa Thiên Lung ra, nếu không, tôi sẽ khiến anh khó lăn lộn ở thành phố Trung Nguyên. Tôi quen biết rất nhiều người, có quan hệ tốt với tân chủ nhà họ Triệu Triệu Vô Cực, một trong tứ đại gia tộc. Chớ gây chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ bảo Triệu Vô Cực giết NHL. Vương Tỉnh nói lời tàn nhẫn. Triệu Vô Cực, Dương Tiêu sững sờ. Phụt. Ngay sau đó, Dương Tiêu lại không nhịn được bật cười. Dương Tiêu giơ ngón tay cái cho Vương Tỉnh, đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Được đó, quả thật Triệu Vô Cực rất giỏi, giúp tôi hỏi, nhà họ Triệu có cần kiếm pháp xua đuổi tà ma không, nếu cần tôi sẽ tặng miễn phí cho anh ta. Kiếm pháp xua đuổi tà ma, có ý gì? Vương Tỉnh không hiểu hỏi. Người khác không biết, nhưng Dương Tiêu biết rất rõ. Linh vật của Triệu Vô Cực bị đóng đỉnh trên mặt đất suốt một đêm, trong quá trình cứu, bị bố ruột Triệu Tín và mẹ ruột đang đánh nhau xô vào phòng phẫu thuật, hậu quả là dao mổ đậm vào cơ thể Triệu Võ Cực, dẫn đến em trai của Triệu Vô Cực hoàn toàn bị phế. Dương Tiêu cố nén cười, anh tự đi hỏi chủ nhà họ Triệu đi, Thiên Lung, chúng ta đi thôi. Vâng, Tô Thiên Lung không quay lại xe của mình mà bước lên xe Maserati của Dương Tiêu. Nhìn Dương Tiêu rời đi. Vương Tỉnh thức đến mức mũi gần như bốc khói. Khinh thường, hoàn toàn mặc kệ anh ta. Vương Tỉnh tức giận nói, mẹ kiếp, khinh thường quyền uy của tôi, Dương Tiêu tên rác rưởi nhà anh tìm chết, xem tôi tìm Triệu Vô Cực giết anh. Nói xong, Vương Tỉnh lập tức gọi cho Triệu Vô Cực. Alo, điện thoại kết nối, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Vô Cực. Vương Tỉnh tức giận nói, Triệu Vô Cực, chủ nhà Triệu. Mẹ kiếp tôi bị khinh thường ở thành phố Trung Nguyên. Thành phố Trung Nguyên là địa bàn của anh phải giúp tôi lây lại thế diện. Ồ, ai dám không cho cậu Vương thể diện vậy? Triệu Vô Cực quái gở nói. Trước kia anh ta đến Đề Đô vui chơi, gặp được Vương Tỉnh không chỉ mời anh ta chơi đùa với người mẫu gợi cảm, mà còn tìm cho anh ta nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp, nên quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Vương Tỉnh nghiến răng nghiến lợi nói, thằng đỏ tên là Dương Tiêu. Dương Tiêu, Triệu Vô Cực nghe thấy tên này thì giật mình như bị điện giật. Vương Tỉnh nghe thấy giọng điệu của Triệu Vô Cực không ôn liên hỏi, chẳng lẽ anh biết người này? Vừa nãy tên này còn nói sẽ tặng cho anh một cuốn kiếp pháp xua đuôi tà ma, sao lại như thế? Cái gì, còn có chuyện như vậy? Triệu Vô Cực tức giận nói. Vương Tỉnh rất tức giận, đúng vậy, Triệu Vô Cực, anh nhất định phải tìm người dạy dỗ anh ta. Hôm nào đến Đề Đô tôi sẽ mời anh chơi người mẫu hạng nhất. Được, tôi biết chuyện này rồi. Triệu Vô Cực tức giận gần như bùng nổ. Triệu Vô Cực đừng mơ mà nghĩ đến việc chơi người mẫu tuyên một, với năng lực hiện tại của anh ta cũng không chơi nổi. Cúp điện thoại, Triệu Vô Cực tức giận lật bàn trước mặt. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, hùng hỗ nói, túc hiếp người quá đáng, ức hiếp người quá đáng, tôi Triệu Vô Cực và anh không đội trời chung. Nghĩ đến việc mình bị Dương Tiêu phê, không cần nói Triệu Vô Cực hận Dương Tiêu đến nhường nào. Về phần Triệu Vô Cực, Dương Tiêu vẫn luôn không có thiện cảm. Bây giờ chủ cũ nhà họ Triệu, Triệu Tín và vợ đồng quy vu tận, Triệu Vô Cực kế thừa nền tảng của nhà họ Triệu bị tụt xuống dưới cùng trong tứ đại gia tộc. Chỉ cần Triệu Vô Cực không gây rắc rối cho anh, không làm phiền Đường Mộc Tuyết, thì tê chốc lát Dương Tiêu sẽ không dạy dỗ Triệu Vô Cực. Nếu Triệu Vô Cực có mắt không tròng, thì Dương Tiêu sẽ không khách sáo với Triệu Vô Cực. Bậc thầy Joseph thợ may số 1 thế giới hiện đang ở trong khách sạn quốc tế Quân Lâm, vì danh tiếng của Joseph quá nổi tiếng nên ngay khi Joseph vừa đến ông chủ khách sạn đã thu xếp toàn bộ khách sạn cho. Joseph! Dừng lại, các người là ai? Vừa đến khách sạn quốc tế Quân Lâm, Dương Tiêu và Tô Thiên Lung đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen chặn ở cửa. Hai người đàn ông mặc đồ đen không phải là người phương Độc, mà là người phương Tây da trắng, rõ ràng là vệ sĩ của Joseph. Tô Thiên Lung vội nói, tôi tên là Tô Thiên Lung, tôi đến đây thăm bậc thầy, Joseph, phiền các anh đi thông báo. Dương Tiêu không nói, Tô Thiên Lung ở trong đoàn phim, Dương Tiêu không nên can thiệp quá nhiều. Nếu lát nữa không gặp được Joseph, Dương Tiêu ra mặt cũng không muộn. Tô Thiên Lung, Tô Thiên Lung thiên hậu trẻ tuổi châu Á,
vệ sĩ trưởng nghi ngờ hỏi. Tô Thiên Lung bỏ khẩu trang, vâng, tôi là Tô Thiên La Ngồ. Xin lỗi cô Tô, bậc thầy Joseph đang chế tạo quần áo trong khách sạn, hai ngày này sẽ không gặp bất kỳ ai, vệ sĩ trưởng lịch sự nói. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, ai cũng không gặp. Đúng vậy, ai cũng không gặp, vệ sĩ trưởng lại nói. Ngay lúc này, Vương Tinh lái một chiếc xe hơi sang trọng, nói với vẻ mặt khinh thường, vừa nãy là ai khoe khoang dáng bậc thầy Joseph sẽ nê mặt ai đỏ may đồ cho Thiên Lung nhỉ? Sao, anh làm được à? Dương Tiêu nhìn Vương Tỉnh. Vương Tỉnh khinh thường nói, tôi không làm được thì chẳng lẽ anh làm được? Rác rưởi, tránh ran. Nói xong, Vương Tỉnh đến trước mặt vệ sĩ trưởng nói, tôi tên là Vương Tỉnh, bố tôi là đạo diễn số 1 đạt huy chương vàng ở Thiên Phủ Chi Quốc. Các anh nhanh chóng báo với bậc thầy Joseph, bậc thầy, Joseph biết tôi tới, nhất định sẽ cho tôi vào. Nói xong, Vương Tỉnh liếc nhìn Dương Tiêu đầy khiêu khích. Như thể đang nói, đấu với tôi, Dương Tiêu nhà anh chỉ là một tên cặn bã nhỏ bé không được coi trọng. Nhìn Vương Tỉnh đang vô cùng kiêu căng, Dương Tiêu bật cười, sao? Chẳng lẽ anh còn quen biết lão già đâu xem kỳ quái này? Trong ấn tượng của Dương Tiêu, ông Joseph này có tính tình khá kỳ lạ, chỉ cần không hợp. Khẩu vị thì ngay cả hoàng thân quý tộc của hoàng gia TNNO, Joseph cũng không cho thể hiện, mặc dù Vương Tỉnh là con trai của đạo diễn số 1 đoạt huy chương vàng ở trong nước. Nhưng Dương Tiêu luôn cảm thấy theo tính cách kỳ lạ của Joseph, hoàn toàn sẽ không nhận một người hạng hai như Vương Tỉnh. Tôi không quen biết, thì chẳng lẽ anh quen biết hả? Xí, đồ không biết tự lượng sức, Vương Tỉnh cao ngạo nói. Tô Thiên Lung bĩu môi, bậc thầy Joseph rất lạnh lùng, sao có thể gặp anh chứ? Thiên Lung, tin tôi, bậc thầy Joseph nhất định sẽ gặp tôi. Vương Tỉnh dương tự đắc nói. Trước đó... Bố của anh ta Vương Sách đã đích thân đưa anh ta đến thăm bậc thầy Joseph, và yêu cầu hai bộ đạo cụ và trang phục trị giá hàng triệu tệ. Bởi vì bố của Vương Tỉnh rất nổi, tiếng ở trong nước, đi thi đấu quốc tế hết lần này đến lần khác, cũng đã gặp Joseph rất nhiều lần, tuy rằng hai người không thân thiết lắm nhưng chí ít cũng biết nhau. Theo quan điểm của Vương Tỉnh, chỉ cần bậc thầy Joseph biết anh ta đến, ít nhiều gì sẽ nê mặt bố anh ta mà cho anh ta cơ hội gặp mặt. Chỉ cần có thể nhìn thấy Joseph người thật. Phần còn lại sẽ nói ỉ dễ. Dương Tiêu nói đùa dí dỏm, bót sát vàng lên mặt mình đi, Joseph là một ông già có tính cách quái lạ, ông ấy chỉ quan tâm đến những thứ đẹp. Đề. Dù bộ anh là ai thì trong suốt quá trình làm việc Joseph sẽ không bao giờ gặp ai. Ngừng một chút, Dương Tiêu nói thêm, tuy nhiên, tôi là một ngoại lệ. Đúng vậy, Dương Tiêu là một ngoại lệ, Joseph không gặp bất kỳ ai, nhưng nhất định sẽ gặp Dương Tiêu. Nhắc mới nhớ. Việc Dương Tiêu quen biết của với Joseph thợ may số 1 thế giới cũng đầy những khúc quanh. Trước đó trong làn Dương Tiêu làm nhiệm vụ, biệt Joseph chế tạo quần áo ân náu rất tốt nên Dương Tiêu đã đến thăm. Lần đầu tiên đến thăm Joseph, Dương Tiêu chẳng gặp được người đâu, còn bị Joseph đuổi ra ngoài. Sau đó, đội phó Lăng Ảnh Huyện và Trần Khải đội trưởng đội 1 đến thăm nhiều lần, nhưng đều bị từ chối một cách tàn nhẫn. Khi đó, một công chúa hoàng gia châu Âu đích thân đến thăm. Bị đâu xếp tàn nhẫn đuổi đi, cho đến bây giờ Dương Tiêu vẫn còn nhớ cảnh tượng đó. Vốn dĩ Dương Tiêu còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có dính dáng gì đến lão già kỳ lạ này, ai ngờ hoàng gia châu Âu bị Joseph tàn nhẫn đuổi đi đã nổi giận phái đồng đảo cao thủ đến ám sát Joseph. Vợ và các con của Joseph đều bị giết, ngay cả bản thân Joseph cũng đang trên đường chạy chôn. Đúng lúc đồng đảo cao thủ chuẩn bị dê Joseph, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Dương Tiêu bỗng xuất hiện cứu Joseph. Joseph rất biết ơn, hứa rằng, chỉ cần Dương Tiêu giúp ông trả mối thù đẫm máu thì ông sẽ thề trung thành với Dương Tiêu. Trùng hợp là lúc đó Dương Tiêu đang nhằm vào vị hoàng gia này, Dương Tiêu nói với đội phó Lăng Ảnh Huyên, thuận tay giết chết công chúa hoàng gia có lòng dạ rắn rết. Trả được mối thù lớn, Joseph không nói lời nào thề trung thành với Dương Tiêu. Giọng điệu của anh đúng là không nhỏ, bậc thầy, Joseph sẽ coi anh là ngoại lệ. Anh biết bốc phét thật đấy. Còn nữa. Anh dám gọi bậc thầy Joseph là lão già, gan chó của anh lớn thật đầy. Vương Tỉnh đặc biệt cao giọng, nói cho hai vệ sĩ ở cửa nghe. Nghe thấy Dương Tiêu gọi Joseph là lão già, ánh mắt hai tên vệ sĩ nhìn anh trở nên không thân thiện. Làm gì có thun Dương Tiêu không biết Vương Tỉnh nói điều này là có ý gì, rõ ràng là anh ta đang cố ý kéo sự thù hận về phía mình. Tô Thiên Lung bĩu môi nói, Vương Tỉnh, anh bất âm một trước mặt anh Dương Tiêu đi, anh Dương Tiêu không bao giờ nói rồi. Anh ấy nói quen biết bậc thầy Joseph, thì nhất định sẽ quen bia.
anh ta quen cái quằn. Vương Tỉnh không hề tin Dương Tiêu quen biết đâu xem. Để thể hiện cảm giác vượt trội của mình, Vương Tỉnh nhìn vệ sĩ trưởng, phiền anh thông báo với bậc thầy đâu xem, cứ nói là Vương Tỉnh con trai của Vương Sách, đạo diễn Xô một giành huy chương vàng ở Thiên Phủ Chi Quốc đến thăm. Bố tôi và bậc thầy, Joseph rất thân. Thân, vệ sĩ trưởng cẩn thận nhìn Vương Tỉnh. Vương Tỉnh nghiêm nghị nói, đúng vậy, phiền các anh đi thông báo. Nhìn vẻ kiêu ngạo của Vương Tỉnh và quần áo của anh ta đều là nhãn hiệu quốc tế cao cấp, vệ sĩ trưởng do dự một chút rồi thập giọng nói, chờ một lát, tôi sẽ liên lạc với bậc thầy Dosefo. Vệ sĩ trưởng sợ Vương Tỉnh thật sự là bạn cũ của Joseph, nếu từ chối người ta ngoài cửa, bị bậc thầy Joseph bia hoàn cảnh khác thì sẽ rất khó coi. Dung rung phổ bên trong khách sạn quốc tế Quân Lâm, Joseph thợ may số một thế giới đeo kính lão cẩn thận đo kích thước, đang đặt làm một chiếc quần lót màu đen. Nếu Dương Tiêu có mặt, chắc chắn anh sẽ dở khóc dở cười, kích cỡ của bộ đồ lót này là may riêng cho Dương Tiêu. Lần này, sở dĩ, Joseph đến Trung Nguyên là muôn đích thân giao bộ quần áo mà Dương Tiêu đặt làm cho Dương Tiêu. Đã 5 năm, ông và Dương Tiêu đã không gặp nhau tròn 5 năm. Nhìn thấy vệ sĩ trưởng gọi, Joseph nhíu mày, ông thật sự không thích bị quây dây trong lúc làm việc. Do dự một lúc, Joseph mắt kiên nhẫn nhắc máy. Có việc gì mà phải gọi tới trong lúc tôi làm việc hả? Xin lỗi bậc thầy Joseph, bên ngoài khách sạn có người tự xưng là con trai của đạo diễn giành huy chương vàng ở Thiên Phủ Chỉ Quốc đến thắm người. Vệ sĩ trưởng cung kính nói. Joseph càng kinh ngạc, cái gì? Đạo diễn giành huy chương vàng ở Thiên Phủ Chi Quốc? Không quen biết, bảo cậu ta cút đi. Hết cách, Joseph đã tiếp xúc với quá nhiều người. Mặc dù Vương Sách Bô của Vương Tỉnh nổi tiếng ở trong nước, nhưng Joseph chỉ biết Vương Sách trông như thế nào, ngay cả tên của Vương Sách ông cũng không nhớ chứ chưa nói đến Vương Tỉnh. Nghĩ đến mình bị gián đoạn trong quá trình làm, Joseph rất khó chịu. Thế nào, có phải bậc thầy, Joseph muốn gặp tôi đúng không? Vương Tỉnh vội vàng bước lên phía trước hỏi. Vẻ mặt anh ta tràn đầy đắc ý, đặc biệt còn ném cho Dương Tiêu cải nhìn khinh thường, như thể mình đã thắng trận. Vệ sĩ trưởng kỳ quái nhìn Vương Tỉnh, bậc thầy Joseph bảo anh cút ra ngoài. Cái gì, cút? Vừa dứt lời, Vương Tỉnh như bị trúng 1 triệu điểm sát thương, anh ta uất ức suýt nôn ra máu. Khanh khách, Tô Thiên Lung nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cười run lên, Vương Tỉnh, cho anh đắc ý, nghe thầy rồi chứ? Bậc thầy Joseph bảo anh cút ra ngoài, anh còn biết xấu hổ không? Chậc, vừa nãy tôi đã nói rồi, lão già này có tính cách rất kỳ quái. Dương Tiểu chế nhạo, nếu không nhờ tính cách kỳ lạ của Joseph, ông ấy đã không đắc tội nhiều người như vậy, 5 năm trước vợ con ông đã không bị giết. Thật không may, 5 năm sau, tính cách của Joseph này vẫn không thay đổi tí nào. Nhìn thấy Dương Tiêu tràn đầy giấy cọt, vẻ mặt Vương Tỉnh lạnh đi, Dương Tiêu, anh cười cái gì? Làm như bậc thầy Joseph sẽ gặp anh ý. Lão già này sẽ không gặp người khác, nhưng chỉ gặp mình tôi là ngoại lệ. Dương Tiêu lại nhắc nhở. Vương Tỉnh khinh thường nói, anh là ngoại lệ. Thôi. Tiếp tục thôi đi. Anh ta cực kỳ khinh thường Dương Tiêu, như thế mỗi câu nói của Dương Tiêu không có câu nào là thật, ngoại trừ cố tỏ ra huyền bí trước mặt Tô Thiên Lung. Không tin, nếu không tin thì chống mắt lên mà nhìn. Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Nhìn thấy lại có một cuộc gọi khác, bậc thầy, Joseph như muốn nổ tung, ông không thèm nhìn số tức giận trả lời, đã nói rồi, tôi đang làm việc, bất kể là ai chớ làm phiền tôi. Tôi nói lại lần nữa. Bất kể là ai. Nghe thấy giọng nói tức giận của Joseph, Dương Tiêu cười nhẹ, lão do, là tôi. Điện hạ, nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Joseph mới lây lại tỉnh thân, ánh mắt của ông đột nhiên trở nên rõ ràng, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Dương Tiêu cười nói, đã 5 năm, ông Vân như cũ không sợ bị người khác đuôi giết nữa à? Điện hạ, thật sự là người. Mũi Joseph chợt thấy chua xót. Mấy năm trước, Dương Tiêu đến thăm. Mời ông may một số quần áo lợi dụng ẩn náu che thân. Lúc đó, Joseph hoàn toàn không biết hai chữ khiêm tốn, đã xúc phạm nhiều người. Ngay cả công chúa hoàng gia Joseph cũng không cho sắc mặt tốt, ai ngờ vì tính cách bạo lực của mình mà bắt đầu cơn ác mộng. Vì đắc tội công chúa hoàng gia, vợ của Joseph và con trai con gái đều bị giết. Nếu không có Dương Tiêu ra tay, e rằng gia đình bọn họ sẽ đoàn tụ dưới địa ngục. Cuối cùng, Dương Tiêu giúp mình. Báo được thù đẫm máu, Joseph vẫn luôn giữ ơn này trong lòng. Tuy nhiên, chính vì cái chết của vợ con mà Joseph càng chán nản, thái độ của ông còn hung bạo hơn trước. Tuy nhiên,
dù có cáu gắt với ai, Joseph cũng sẽ đối xử tôn trọng với Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nói, ừ, 5 năm không gặp rồi nhỉ, biết ông đến thành phố Trung Nguyên, chẳng phải tôi tới gặp ông đấy sao? Cái gì, chẳng lẽ Điện Hạ đang ở bên ngoài khách sạn? Joseph kinh ngạc hỏi. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, ngay bên ngoài khách sạn. Điện Hạ chờ một lát, tôi sẽ đến ngay. Joseph lao ra khỏi khách sạn như được tiêm máu gà. Cúp điện thoại, Dương Tiêu cười với Tô Thiên Lung, được rồi, lát nữa muốn làm quần áo như nào thì bảo Docefo. Anh Dương Tiêu giỏi quá, đôi mắt đẹp của Tô Thiên Lung lấp lánh. Vương Tỉnh khinh thường nói, giả vờ. Anh tiếp tục giả vờ đi, tùy tiện gọi điện thoại, nói mây lời nhảm là có thể liên lạc được với bậc thầy Joseph. A phi, tôi còn lâu mới tin. Sau khi Vương Tỉnh bị thiệt, anh ta càng khinh thường Dương Tiêu hơn. Trong mắt anh ta, Dương Tiêu hoàn toàn là dễ nhưỡi, quen biết bậc thầy Joseph là chuyện không thê. Ngay cả mình đòi gặp bậc thầy Joseph cũng bảo cút, càng không phải nói tới Dương Tiêu. Hừ, Vương Tỉnh, tôi nói cho anh biết, anh không thể tưởng tượng được anh Dương Tiêu mạnh đến mức nào đâu. Tô Thiên Lung tức giận nói. Người khác không biết, nhưng Tô Thiên Lung biết rất rõ. Dương Tiêu đã từng là quân nhân, hơn nữa còn là quân nhân rất mạnh, vì vậy việc biết bậc thầy Joseph không phải là một vấn đề lớn. Vương Tỉnh giễu cợt, Thiên Lung, em quá ngây thơ, chẳng lẽ anh ta nói gì em cũng tin? Lời đàn ông nói em đừng có tin. Ý anh là anh cũng nói những lời vô nghĩa. Dương Tiêu nhìn Vương Tỉnh nói đùa. Tô Thiên Lung kiên định nói, tôi không tin những gì người đàn ông khác nói, nhưng tôi tin những gì anh Dương Tiêu nói, bởi vì người đứng trước mặt tôi là anh Dương Tiêu tốt nhất trên thế giới này. Nghe đến đây, Dương Tiêu cảm thấy trong lòng ấm áp. Mình không yêu thương con nhóc này vô ích. Anh Dương Tiêu tốt nhất, quẹ. Vương Tỉnh tỏ vẻ muốn nôn. Bộp bộp bộp. Đúng lúc này, bậc thầy Joseph đi như bay ra khỏi khách sạn. Tô Thiên Lung nhìn thấy lập tức hô lên, anh Dương Tiêu mau nhìn kìa, bậc thầy, Joseph đến rồi. Bậc thầy Joseph thật sự tới. Chẳng lẽ ông ấy đuổi theo mình? Không lẽ Joseph đã nhớ ra mình là ai rồi? Vương Tinh giật mình. Sau đó, Vương Tinh cười điên cuồng, ha 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 ha. Chắc chắn là Joseph đã nhớ ra tôi là ai, chắc chắn là bậc thầy Joseph tới tìm tôi. Nói xong, Vương Tỉnh giơ ngón giữa về phía Dương Tiêu, như thế trước mặt anh ta Dương Tiêu rất dễ bị tổn thương. Bậc thầy, Joseph, cuối cùng ông cũng nhớ ra tôi. Vương Tỉnh tiên lên một bước với vẻ mặt nịnh nọt. Vẻ on. Tuy nhiên, Joseph quá xúc động nên đã bỏ qua Vương Tỉnh bước đến trước mặt Dương Tiêu. Phí trầu giây phút tiếp theo, Joseph quỳ một gôi xuông nghiêm trang nói. Tôi đâu xếp chào điện hạ. Chào, chào điện hạ. Thợ may xô một thế giới, xô xếp theo phong cách sách giáo khoa trong ngành quần áo vậy mà lại chào Dương Tiêu, đã vậy còn gọi là điện hạ. À mi. Trong phút chốc, Vương Tỉnh chỉ cảm thấy có một trận sấm sét từ trên trời rơi xuống đập vào đỉnh đầu, lập tức khiến cho cả người Vương Tinh trở nên đờ đẫn, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu dày đặc. Dương Tiêu, tên dế nhũi này là điện hạ. Điều này, làm sao có thể? Âu Tô Thiên Lung nhìn thấy cảnh tượng này lập tức che đôi môi đỏ mọng gợi cảm không tin nổi. Hai người vệ sĩ càng choáng váng hơn, họ chưa bao giờ thấy bậc thầy Joseph sẽ có ngày lại thô lỗ như vậy. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, được rồi, 5 năm trước tôi đã nói, không cần lễ phép phức tạp như vậy đâu. Lão dâu, mau đứng lên đi. Vâng, điện hạ vẻ mặt của Joseph xúc động sau đó mới đứng lên. Sau khi đứng lên, hai mắt Joseph cuồng nhiệt, điện hạ. Bên ngoài lạnh chúng ta vào trong nói chuyện đi. Thiên Lung, chúng ta vào rồi nói. Dương Tiêu cười nhẹ. Vâng vâng, Tô Thiên Lung vội vàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp muôn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Cô thật sự khó có thể tưởng tượng được bậc thầy Joseph, thơ may số một thế giới lại quỳ một gối chào anh Dương Tiêu. Nhìn thấy Dương Tiêu và Tô Thiên Lung đang đi về phía bên trong khách sạn, Vương Tỉnh trở nên lo lắng, chuyện đó, đợi tôi với. À đúng rồi. Tôi chẳng quen biết gì với tên này đâu. Dương Tiêu quay đầu lại nói. Joseph liếc nhìn hai vệ sĩ xông lên xách nách Vương Tỉnh đưa ra ngoài. Phịch, Vương Tỉnh bị hai vệ sĩ ném như rác bay ra ngoài rất xa. Dương Tiêu diêu còn nói, anh Vương, tôi đã nói rồi, tôi là một ngoại lệ. Anh không tin, tôi cũng bắt lực. Nói xong, Dương Tiêu vỗ vai Tô Thiên Lung rồi đi về phía phòng của Joseph. Chuyện này làm sao có thể? Làm sao tên dế nhũi này lại có thể quen biết bậc thầy Joseph? Nhìn Dương Tiêu biến mất trong tầm mắt,
đầu Vương Tịnh như bị trúng đạn, hai mắt đờ đẫn, suýt nữa hộc máu. Vào đến phòng của Joseph, Joseph run rẩy nói, điện hạ, những năm qua người Vân khỏe chứ? Tôi rất khỏe, Dương Tiêu đáp. Nhìn thấy đồ lót trên bàn, Dương Tiêu nhìn Joseph xúc động nói, lão Do, vất vả cho ông rồi. Điện hạ, đây là những gì tôi nên làm. Nghe đến đây, Joseph rơi nước mắt. Dương Tiêu đã im lặng trong 5 năm, Joseph đã đợi Dương Tiêu suốt 5 năm. 5 năm qua, Dương Tiêu đã trưởng thành rất nhiều, mà ông cũng già đi rất nhiều. Dương Tiêu thổn thức trong lòng, 5 tháng thật sự là không tha một ai, 5 năm trôi qua trong nháy mắt, Joseph đã bạc đâu. Hồi tưởng kỷ niệm với Joseph một lúc, màn đêm dần buông xuống. Trước khi đi, Dương Tiêu giao Tô Thiên Lung cho Joseph, có Joseph ở đó, Tô Thiên Lung muốn có quần áo đẹp như nào cũng được. Xét cho cùng, Joseph là thợ may số một thế giới, tên tuổi của ông không bị lấn át. Trong màn đêm, Dương Tiêu lái Maserati đi về phía Vịnh Thanh Long. Tiếp theo, anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Giờ phút này, cảnh vật hai bên đường hóa thành hư ảo, hai mắt Dương Tiêu rực lửa, một loại, hơi thở một ngạt trong người chuẩn bị phóng ra ngoài như núi lửa. Phùng Tứ, bây giờ ông đã chuẩn bị hậu sự cho mình xong chưa? Dám ra tay bắn tỉa Lý Thần Chiến, Phùng Tứ này đúng là ăn gan hùm mật gâu. Ngay cả người của Dương Tiêu cũng dám khiêu khích, lại còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng hẹn chiến, Dương Tiêu thật muốn xem rốt cuộc cái gì đã khiến Phùng Tứ không kiêng nể như vậy. Cùng lúc đó, khu vực Vịnh Thanh Long dày đặc bóng người, trong tầm mắt có ít nhất 200-300 người. Những người này hầu như đều là thuộc hạ ưu tú của Phùng Tứ, để giết Dương Tiêu lần này Phùng Tứ đã dốc toàn lực. Thậm chí còn bổ trí tay, bắn tỉa trong tối từ rất sớm, có thể nổ tung đâu Dương Tiêu bất cứ lúc nào. Xê tổ đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện, thông chỉ trên cao, một tay súng bắn tỉa đã nhắm vào bọn Phùng Tứ. Người này không phải ai khác mà chính là Long Ngũ mà Dương Tiêu đã bế trí từ sớm. Nhiệm vụ chính của Long Ngũ đêm nay không phải tham chiến, mà là đề phòng có kẻ ra tay trong bóng tối. Phùng Tứ mặc đồ đen, tay cầm một thanh đao đường sắc bén, như một con dã thú trong đêm, sẵn sàng tung đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Nhìn đồng hồ, Phùng Tứ nhíu mày. Nói, đã giờ này rồi, sao tên rác rưởi Dương Tiêu còn chưa tới? Chẳng lẽ tên rác rưởi Dương Tiêu này chạy mất rồi? Không cần lo lắng, cho dù tên Dương Tiêu này trồn đến cùng trời quê đát, tôi cũng sẽ tìm được anh tai. Thanh niên áo trăng cười sâu xa. Phùng Tứ gật đầu nói, có cậu nói lời này, thuộc hạ yên tâm. Người thanh niên áo trắng tên là Võ Thu Hoàng, là cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải. Kiếm pháp xuất thần nhập hóa, được người đời gọi là mệnh quân tử. Phùng Tứ có kỹ năng sử dụng đao đường phi thường, nhưng đứng trước mặt Võ Thu Hoàng lại không chịu nổi một đòn. Yên tâm, chỉ cần tên nhóc này dám tới, xem tôi chém chết anh ta như thế nào. Thanh niên áo trắng Võ Thu Hoàng âm hiểm nói. Ánh mắt anh ta khinh thường, thái độ ngạo mạn, như thể Dương Tiêu chẳng khác gì gà đát chó sành, chỉ cần anh dám tới, thì sẽ chết dưới kiếm quân tử của anh ta. Khi sắp đến Vịnh Thanh Long, Dương Tiêu đã mở mắt rồng nên dò xét địa hình. Mắt rồng nên có thể chữa bệnh, phát hiện và tiêu diệt kẻ địch. Dưới mắt rồng, nến, Dương Tiêu có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của Vịnh Thanh Long trong màn đêm đen kịt. Nhìn kỹ hơn thì, thấy ca bên kia đã bổ trí 6 tay súng bắn tỉa ẩn náu ở mọi ngóc ngách của Vịnh Thanh Long. Khóa vị trí của 6 tay súng bắn tỉa, Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra nói nhỏ, anh Long Ngũ, hai người ở góc 45 độ phía đông nam, một ở góc 60 độ phía tây nam. Để ngăn tình huống bất ngờ, Dương Tiêu đã thông báo vị trí của 6 tay súng bắn tỉa cho Long Ngũ. Với sự trợ giúp của mắt rồng nến, vô hình trung Dương Tiêu tương đương với việc bật chế độ hack. Chính nhờ mắt rồng nến mà Dương Tiêu có thể chiến thắng nhiều trận chiến trong đêm tối và nhiều lần thoát khỏi bờ vực cái chết. Xét cho cùng, mỗi khi chiến đấu với những sát thủ ngâm và những tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới là chuyện không thể thiếu. Với sự trợ giúp của mắt rồng nến, Dương Tiêu đã khéo léo tránh được những tay súng bắn tỉa và sát thủ này, mỗi lần đều khiến thế lực phía sau dậm chân. Đã biết, Long Ngũ trầm giọng đáp lại. Anh ấy cầm súng bắn tỉa tìm kiếm nơi ẩn náu của 6 người. Sau khi giao phó cho Long Ngũ, Dương Tiêu gửi một tin nhắn văn bản khác, Phùng Tứ đang ở Vịnh Thanh Long, hành động. Đã nhận, ngay sau đó đã nhận được phản hồi. Lúc này, Hình Kiến hô lên với một nhóm người mặc thường phục, lắp đầy đạn cho tôi, ai dám chống cự dê không tha. Tôi không hy vọng bất kỳ ai trong các người lo về tính mạng, nghe rõ không?
nghe rõ ổ đám người mặc thường phục đồng thanh hét lên. Hình Kiến gật đầu nói, tốt lắm, bây giờ đã sẵn sàng thì hành động đi. Phùng Tứ không bao giờ ngờ tới Dương Tiêu lại liên hệ với Hình Kiến, hai bút cùng vẽ, muốn chiếm lấy tổ của Phùng Tứ. Sao giờ anh mới tới? Vừa bước vào Vịnh Thanh Long, Lam Vi Vi đã tức giận nói. Cô đã đợi rất lâu, ai biết rằng Dương Tiêu sẽ đến muộn. Dương Tiêu cười nói, giữa đường gặp chút chuyện nhỏ nên chậm trễ. Anh không thể nói với Lam Vi Vi rằng có những tay súng bắn tỉa gần đó, phải không? Sắp đánh tới nơi rồi, anh còn có lề mề như vậy, đi 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 thôi, dẫn tôi đi đánh đấm. Lam Vi Vi kích động nói. Tiếp xúc với Dương Tiêu lâu như vậy, Lam Vi Vi biết rõ hiệu quả chiến đấu đáng sợ của Dương Tiêu. Không nói quá khi nói Lam Vi Vi là cao thủ thái cực quyền, Lam Vi Vi có thể xử lý 10-20 người cùng một lúc là chuyện bình thường, sức mạnh của Dương Tiêu vượt xa hơn nhiều so với cô. Lam Vi Vi tin rằng một mình Dương Tiêu đủ sức đánh bại 100. Lam Vi Vi không ngờ rằng, cô vẫn còn đánh giá thấp Dương Tiêu. Một lần Dương Tiêu đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, đắc tội một nhóm lính đánh thuê lớn, hàng vạn lính đánh thuê đã đuổi theo giết Dương Tiêu một cách điên cuồng. Dương Tiêu bước đi trong mưa đạn, nhưng anh vẫn bình an vô sự. Cuối cùng, 3 ngày sau, tất cả mọi người trong nhóm lính đánh thuê lớn này đều bị giết. Chuyện này vừa xảy ra đã gây chấn động thế giới. Sau trận chiến này, danh xưng sát thần của Dương Tiêu hoàn toàn được xác lập. Và lúc đó nhóm lính đánh thuê lớn đó đứng thứ 8 trên thế giới, và Dương Tiêu cũng vừa mới ra mắt vào thời điểm đó. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, này cô Lam, không phải tôi đã bảo cô gọi người sao? Gọi ai cũng được, người cô gọi đâu, sao cô lại đền một mình? Chẳng lẽ cô định một đấu 100 à? Phùng Tứ hẹn tôi đánh đâm. Chắc chắn đã bổ trí người trong tối giết tôi. Chẳng lẽ lát nữa một mình cô sẽ đến thách đấu với Phùng Tứ hả? Thế nhưng, phía sau Phùng Tứ còn có một nhóm đàn em đây. Yên tâm, tôi còn lâu mới ngu như vậy, bọn họ tới ngay đây. Lam Vi Vi cười tỉnh nghịch. Nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Lam Vi Vi, Dương Tiêu ngạc nhiên nói, thần bí như vậy. Không phải cô gọi toàn bộ Hiệp hội Võ thuật Trung Nguyên tới đấy chứ? Đó là bí mật, lát nữa anh sẽ biết. Lam Vi Vi cười thần bí. Dương Tiêu không nhịn được bật cười, được, đi thôi, cô Lam cứ mạnh dạn đi. Đáng ghét, bị Dương Tiêu trêu chọc, Lam Vi Vi tức giận nói. Không lâu sau khi vào Vịnh Thanh Lọng, tay bắn tỉa do Phùng Tứ sắp xếp đã thấy Dương Tiêu, sau đó thông báo cho Phùng Tứ, Tứ gia, Dương Tiêu đến rồi, đi cùng với một người phụ nữ. Còn có một người phụ nữ, chẳng lẽ Dương Tiêu dẫn theo Đường Mộc Tuyết, người phụ nữ đẹp nhất Trung Mỹ độ năm tốt. Tốt lắm, tối nay tiễn đôi vợ chồng bọn họ về chầu trời luôn, chờ chết đi. Phùng Tứ cười khẩy. Sau đó, Phùng Tứ cung kính nói với Võ Thu Hoàng, thưa cậu, Dương Tiêu đến rồi. Đi, đi gặp anh ta. Thanh niên mặc đồ trắng Võ Thu Hoàng cười âm hiểm. Bộp bộp bộp. Không chờ Dương Tiêu bước đến khu vực trung tâm của Vịnh Thanh Long, Phùng Tứ đã dẫn người đến nghênh đón. Dương Tiêu, ngay lúc gặp Dương Tiêu, Phùng Tứ hét lên với ánh mắt đầy sát khí. Ánh mắt Dương Tiêu khóa chặt Phùng Tứ, cuối cùng cũng nhìn thấy ông. Cậu giết em trai song sinh của tôi, giết triệt tướng của tôi, đêm nay tôi sẽ lấy đầu của cậu bày tỏ lòng kính trọng với những linh hồn đó. Phùng Tứ tức giận nói. Dương Tiêu khoanh tay trước ngực cười đùa, thật không? Trước khi tới đã viết gì chúc chưa? Hừ, Dương Tiêu, ở chỗ, này bớt mạnh miệng đi, người của cậu đâu? Chẳng lẽ chỉ có hai người các người đến? Ha, thật không biết sống chết. Phùng Tứ khinh thường nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu chỉ có Dương Tiêu và Lam Vi Vi, ông ta có hàng trăm cách khiến hai người họ chết. Lam Vi Vi không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Phùng Tứ, ai nói chỉ có hai chúng tôi. Đúng thế, đã là đấu nhóm, ai nói chỉ có hai chúng tôi tới. Dương Tiêu cười dí dỏm. Phùng Tứ khít mũi nói, đến đi, thế nào cũng được, đêm nay các người tới một người Phùng Tứ này sẽ giết một người. Tới hai người Phùng Tứ này sẽ diệt hai người. Gọi tất cả bạn bè thân thích của cậu đến đi, tối nay Phùng Tứ này sẽ tiễn tất cả các người về châu trời. Tiễn tất cả về châu trời. Ông chắc chứ, Dương Tiêu cười tà ác. Tiễn tất cả bọn tôi về châu trời, Phùng Tứ giọng điệu ông lớn lôi thật đó. Ngay sau đó, một giọng nói âm vang vang lên, chỉ thấy một đoàn xe đang lao tới rất nhanh. Đến hiện trường, người từ trên các ô tô con nổi đuôi nhau đi xuống. Nhìn thấy những bóng dáng này, nụ cười trên mặt Phùng Tứ dần dần đanh lại,
mắt của ông ta như muôn rơi ra ngoài như vừa nhìn thấy ma. Nhìn kỹ hơn, những người này đều đến từ Tiết Hồng Đồ, chủ tịch hiệp hội võ thuật chào bậc thầy dị di. Một người đàn ông trung niên mặc võ phục đi tới trước mặt Dương Tiệu, người này chính là Tiết Hồng Đồ, chủ tịch hiệp hội võ thuật từng có duyên gặp anh mấy lần. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, chủ tịch Tia, vãi à. Vĩnh Xuân Lý Hạ chào bậc thầy Dương. Một người đàn ông trung niên khác bước tới. Hình Ý Quyền Lưu Dung chào bậc thầy Dương. Vương Huân, người kế thừa trưởng bát quái chào bậc thầy Dương. Trong chốc lát, một nhóm người từ hiệp hội võ thuật bước tới kính cẩn hô lên. Nhìn thấy nhóm bậc thầy võ thuật xuất hiện, vẻ mặt của Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc. Khá lắm, cô thật sự dẫn theo tất cả bậc thầy của hiệp hội võ thuật đến. Dương Tiêu sững sờ nhìn Lam Vĩ Vi. Đây đâu phải một cuộc hẹn đơn giản. Tại sao tất cả người của hiệp hội võ thuật lại đến đây? Như đã biết, nhóm người này tùy tiện bước ra một người cũng là ông lớn có máu mặt. Lam Vĩ Vi ưỡn thẳng ngực, đúng vậy, tôi dẫn theo mọi người của hiệp hội võ thuật, đủ thể diện chứ. Vãi ạ, đỉnh, Dương Tiêu vẫn luôn bình tĩnh không nhịn được chửi thề. Vốn dĩ Dương Tiêu chỉ tùy tiện nói đùa với Lam Vĩ Vi, ai dè Lam Vĩ Vi lại thật sự gọi. Hết những người trong hiệp hội võ thuật tới. Tiết Hồng Đồ, chủ tịch hiệp hội võ thuật, nghiêm nghị nói, bậc thầy Dương, chúng tôi nghe nói tối nay bậc thầy Dương sẽ giao đấu với Phùng Tứ, vì vậy chúng tôi đều tới đây, một bên gặp khó, các bên sẽ hỗ trợ. Đúng vậy, võ thuật chúng ta đồng tâm, một bên gặp khó, các bên đều hỗ trợ, một bậc thầy võ sư hô lên. Dương Tiêu sững sờ không nói nên lời. Không đúng, chờ đã, mọi người. Tôi không thuộc hiệp hội võ thuật của mọi người mà tuy nhiên, sức chiến đấu của Dương Tiêu rất phi thường, anh đã chinh phục được các bậc thầy võ thuật có mặt tại hiện trường, từ lâu họ đã tôn vinh Dương Tiêu, coi anh như một vị thân. Biết rằng tối nay Dương Tiêu sẽ đánh nhau, một đám người không nói hai lời lập tức tập trung đi tới. Không có nhiều người, 40-50 người, đại diện cho các môn phái lớn của võ thuật Trung Quốc, nếu rút ra bất kỳ một môn phái nào cũng sẽ làm lung lay sự tồn tại của giới võ thuật ở Trung Nguyên. Ai có thể ngờ rằng bởi vì chỉ một mình Dương Tiêu, nhóm lão quái vật thường ngày kiêu ngạo này lại chạy tới. Dương Tiêu chớp mắt, giờ khóc giờ cười, cảm ơn mọi người tới hỗ trợ. Vừa rồi anh còn lo lắng cho Lam Vĩ Vi, nếu Lam Vĩ Vi đến một mình thì có lẽ sẽ có chút phiền phức. Ai dè, Lam Vĩ Vi lại coi lời nói đùa của mình là thật. Mẹ kiếp, Tiết Hồng Đồ, chủ tịch hiệp hội võ thuật, còn có bậc thầy Lưu, bậc thầy Vương, bọn bậc thầy Lưu. Mẹ kiếp. Tên nhóc này là quái vật hả? Nhóm đàn em đứng phía sau Phùng Tứ không bình tĩnh được nữa. Cho dù thực lực của bọn họ phi thường, nhưng chẳng phải khi đối mặt với nhóm bậc thầy võ thuật thì rõ ràng là bọn họ đang tìm ngược sao? Vừa nãy khi nhìn thầy chỉ có hai người Dương Tiêu và Lam Vĩ Vi, cả nhóm đã vui mừng khôn xiết. Bọn họ có hơn 200 người, giết. Dương Tiêu chẳng khác nào diệt gà dê chó, ai ngờ sức triệu tập của Dương Tiêu lại mạnh mẽ đến vậy. Cho dù đối phương có 40-50 người, nhưng sức chiến đấu tổng thể cũng không thua kém 400-500 người. Đánh, mẹ kiếp đánh chim hải. Hai mắt Phùng Tứ trợn lên như, sắp rơi ra ngoài, tình huống gì? Rốt cuộc là tình huống gì? Sao tên khốn kiếp này có thể gọi người của hiệp hội võ thuật? Tí tách, tí te trồ xác định là nhóm bậc thầy võ thuật trong hiệp hội võ thuật, trên trán Phùng Tứ toát mồ hôi lạnh. Cho dù là ông trùm, thì lúc này Phùng Tứ cũng không thể bình tĩnh. Mặc dù ông ta vô cùng mạnh mẽ, một đao đường cũng quét sạch tứ phía, nhưng khi chạm trán người của hiệp hội võ thuật, Phùng Tứ vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt là Tiết Hồng Đồ, chủ tịch hiệp hội võ thuật, đây là một tồn tại có sức chiến đấu phi thường. Trước kia Phùng Tứ và Tiết Hồng Đồ đã chiến đấu trong tối nhiều lần, và ai cũng không thể kìm hãm được đối phương. Lúc đầu Phùng Tứ còn nghĩ rằng lần này nhất định sẽ có thể xử lý được Dương Tiêu, ai ngờ cuối cùng cục diện lại đảo ngược lớn như vậy. Xảy ra chuyện gì? Võ Thu Hoàng nhìn về phía Tiết Hồng Đồ hỏi. Phùng Tứ chột dạ nói, thưa cậu, những người này là người của Võ Hiệp Trung Nguyên, e rằng đối phó với bọn họ không dễ. Võ Hiệp, Võ Thu Hoàng kinh ngạc. Ngay sau đó, Võ Thu Hoàng khinh thường nói, đồ vô dụng, sợ cái gì? Có tôi đây, còn có tay băn tỉa mai phục trong tối, hiệp hội võ thuật thì sao? Một lũ không lên nổi sân khấu. Nhưng thưa cậu, nếu có người của hiệp hội võ thuật chết thì sẽ gây chuyện, e rằng sẽ đả động đến cảnh sát, đến lúc đó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Phùng Tứ nghiêm mặt nói. Võ Thu Hoàng cười lạnh, vậy thì sao? Đừng quên, sau lưng ông còn có Vương,
Vương Mã sẽ sớm trở lại. Có sự che chở của Vương, mọi chuyện đều như con kiến, hiểu chưa? Nghĩ đến siêu cao thủ chấn động khắp Đông Nam Á sẽ sớm trở lại, Phùng Tứ đã bình tĩnh lại. Vâng, thưa cậu, Phùng Tứ đáp lại. Nhìn sắc mặt Phùng Tứ hơi tái nhọt, Lam Vi Vi khiêu khích nói, Phùng Tứ, những người này đủ đối phó với các người rồi chứ? Đúng, Phùng Tứ đủ chưa? Tiết Hồng Đô nói đùa. Dương Tiêu bất lực nhún vai, ngại quá, tôi vốn định một mình đấu với các người, nhưng ai biết những người này nghe tín tối nay có đánh đâm lại chạy tới đây hết. Phụt, nghe Dương Tiêu nói Phùng Tứ suýt ói ra máu. Mẹ kiếp, một mình đấu với bọn tội. Làm như mình đỉnh lắm không bằng. Đồng thời, trong lòng Phùng Tứ cũng bồn chồn. Mẹ kiếp, bọn bậc thầy võ hiệp các người bị điên à? Tối về nhà ôm vợ con không được hả? Nếu không được thì có thể đến câu lạc bộ massage, ngâm chân tìm gái gú cũng được mài phụ nữ không thơm hả? Dương Tiêu, cho dù như vậy, tôi, Phùng Tứ đệm nay vẫn sẽ tiên các người về châu trời. Vừa nãy tôi đã nói, các người tới một người tôi sẽ giết một người, tới hai người sẽ giết cả hai. Ánh mắt Phùng Tứ ngang ngược nói. Dương Tiêu giễu cọt, vậy chúng ta hãy chờ xem L. Dương Tiêu, bớt nói nhảm đi, xử lý ông tai Lam Vi Vị nóng lòng muôn đánh đấm. Cô nghe nói Phùng Tứ là siêu cao thủ võ thuật, tối nay Lam Vị Vi đến đây là muôn trải nghiệm các kỹ năng của Phùng Tứ. Phùng Tứ không kìm được lửa giận trong lòng, ông ta dẫn đầu phát tay quát, các anh em lên, xử lý bọn họ. Giết! Theo sau lệnh của Phùng Tứ vừa dứt, nhóm đàn em cầm dao pha lao về phía nhóm bậc thầy võ thuật. Bây giờ, bọn họ có mệnh quân tử võ thu hoàng trần thủ. Bây giờ, bọn họ có tay súng bắn tỉa mai phục trong tối. Cho nên, bọn họ không còn sợ hãi nữa. Bậc thầy võ thuật thì sao? Nếu đã đến đây, thì sẽ tiễn bọn họ về chầu trời. Dương Tiêu nghiêng đầu nhìn bọn người Thiết Hồng Đồ, mọi người, giao cho mọi người. Bậc thầy Dương yên tâm, cứ giao, bọn tôm tép này cho chúng tôi. Thiết Hồng Đồ nắm chặt tay nói. Lam Vi Vi dẫn đầu xông lên, mọi người, xử lý bọn họ. Xử lý bọn họ, nhóm bậc thầy võ thuật phát động lao nhanh về phía trước. Dương Tiêu nhìn mệnh quân tử võ thu hoàng, ở đây quá loạn, hay chúng ta đôi chỗ khác. Tìm một nơi có phong cảnh đẹp, tiễn anh lên đường. Võ thu hoàng cười âm hiểm lạnh lẽo. Dương Tiêu diêu cọt, tốt, anh chọn nghĩa trang nào cũng được. Cho tôi lăm miệng hỏi thêm một câu, trước khi anh đến, vợ của anh đã tìm được mái nhà khác chưa? Cái gì, y vợ anh đã tìm được mái nhà khác chưa? Sỉ nhục trắng trợn. Anh tìm chết, trong mắt võ thu hoàng hiện lên vẻ ngang ngược. Là cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải, mặc dù võ thu hoàng không phải là người bên chính phái, nhưng kiếm pháp mệnh quân tử của anh ta tràn trề đến mức gần như không ai có thể so tài trực tiếp với anh ta. Dương Tiêu tiếp tục trêu chọc, anh bạn, tôi là muôn tốt cho NHTL anh còn trẻ, anh ngỏm rồi thì không thể trì hoãn người khác cả đời đúng không? Chưa kể, võ thu hoàng này quả thực còn trẻ, chắc chắn không quá 30 tuổi. Vẻ on võ thu hoàng tức giận đến mức thân thể run lên, anh ta không nói thêm nữa, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, kiếm dài trong tay hóa thành bóng ảo lao về phía cổ của Dương Tiêu. Anh bạn, bây giờ tôi có thể cho anh thêm một cơ hội, anh chắc chắn không cần chuẩn bị tang lễ à? Dương Tiêu nói đùa. Ai tôi giết anh? Võ thu hoàng tức giận gần như bùng nổ. Mặc dù võ thu hoàng có quan hệ với nhiều phụ nữ ở bên ngoài, nhưng Dương Tiêu lại dám lây vợ của anh ta ra đùa khiến võ thu hoàng không thể nhẫn nhịn được. Kiếm dài hóa thành bóng mở chém về phía Dương Tiêu. Tuy nhiên, ngay lúc chém vào Dương Tiêu, kiếm dài lại rơi vào hư không. Anh bạn, ai, anh không lo tang lễ, định để vợ anh trở thành quá phụ à hai? Giọng nói trêu chọc của Dương Tiêu lại vang lên. Nhìn kỹ hơn thì thấy Dương Tiêu đã xuất hiện cách đó 10 mét. Mí mắt võ thu hoàng nhảy loạn xạ, anh ta còn tưởng mình hoa mắt. Vừa nãy anh ta nhớ rõ Dương Tiêu đã ở đây, Dương Tiêu xuất hiện cách đó 10 mét từ lúc nào. Không khoa học, hoàn toàn không khoa học. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt vui đùa của Dương Tiêu, võ thu hoàng không nghĩ nhiều, anh ta gầm lên lao về phía Dương Tiêu một lần nữa. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, nở một nụ cười mê hoặc. Trên người Dương Tiêu tỏa ra một luồng, hơi thở lớn, như thể anh chính là quân vương bóng đêm, nằm trong tay quyền sinh tử. Anh muốn về chầu trời đến thế à? Chậc, nếu đã muốn thì theo tôi. Dương Tiêu cười quyên rũ. Vẻ on vừa dứt lời, thân hình Dương Tiêu như sao băng bay về phía khoảng trống cách đó không xa.
thằng nhãi ranh chạy đâu? Ánh mắt Võ Thu Hoàng khóa chặt bóng dáng của Dương Tiêu, anh ta theo sát phía sau. Nụ cười trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng đậm, anh có thể cảm nhận được Võ Thu Hoàng mạnh hơn Hạng Thiên Bá, chiến tướng số một dưới trướng của Phùng Tứ gấp mấy lần. Đối với Dương Tiêu mà nói, anh đã rút kiếm thì tôi sẽ làm kiếm sáng. Coi nhẹ sinh tử, không phục thì cứ làm. Im lặng suốt 5 năm, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu gặp cao thủ như Võ Thu Hoàng sau 5 năm. Trong trận chiến này, Dương Tiêu cần phải thay đổi chiến trường. Bởi vì, trận chiến tiếp, theo không phải là thắng thua, mà là sinh tử. Dù sao nhóm bậc thầy như Lam Vi Vị, Tiết Hồng Đà, là những người ngoài sáng, Dương Tiêu không muốn thể hiện mặt tàn bạo của mình trước mặt nhóm người này. Và Dương Tiêu không muốn dê Võ Thu Hoàng trước mặt Lam Vi Vi. Không phải Dương Tiêu quan tâm đến cảm xúc của Lam Vi Vi, mà Lam Vi Vị là bạn tốt nhất của Đường Mộc Tuyết. Nếu Lam Vi Vị nhìn thấy mặt cây em nhẫn đẫm máu của mình, vô tình để Đường Mộc Tuyết biết, điều này chắc chắn sẽ khiến Đường Mộc Tuyết chịu kích thích lớn. Dịu dàng với người yêu. Tàn bạo với kẻ thù. Dương Tiêu quay đầu nhìn Võ Thu Hoàng, anh chưa ăn tối à? Nhanh như vậy, loại người như anh làm việc trên công trường, ăn cơm còn lâu mới ăn được đô nóng. Đồ khốn, lại bị Dương Tiêu trêu chọc, mũi của Võ Thu Hoàng gần như bốc khói. Là kẻ mạnh số một trong sáu tỉnh Đông Hải, Võ Thu Hoàng chưa bao giờ phải chịu một nỗi nhục nhã như vậy. Ăn cơm còn lâu mới ăn được đồ nóng cái gì? Với thân phận của tôi, còn cần phải tranh thức ăn với người khác hả? Vèo vèo on trong chốc lát, hai bóng người càng lúc càng bay nhanh về phía một bãi đát trông. Đi ngang qua khu vực phục kích của tay bắn tỉa, Dương Tiêu cười xấu xa, tay phải nhặt một chiếc lá úa vàng bản ra ngoài. Hự, tay bắn tỉa đau khổ đang khóa hướng Dương Tiêu, anh ta hoàn toàn không chú ý Dương Tiêu sẽ ra tay với mình. Trong khoảng cách 80 mét, những chiếc lá úa vàng rơi xuông như những thanh kiếm sắc bén. Khi những chiếc lá úa vàng rơi xuống, trên những chiếc lá úa vàng xuất hiện một màu đỏ tươi, tay súng bắn tỉa N đầu hoàn toàn mất hết hơi thở thực lực mạnh. Thầy Dương Tiêu dễ dàng giết chết một tay súng bắn tỉa, Võ Thu Hoàng giật mình. Như đã biết, dùng lá giết người là một thủ đoạn phi thường, Võ Thu Hoàng tỏ vẻ kinh ngạc. Thủ đoạn này không khác gì chơi poker, giống như trong phim do Phát Ca đóng, giết người băng poker chuyện đó chỉ có trong phim. Ở ngoài đời, có thể dùng poker khiến người khác bị thương đã là rất tốt, nhưng muốn diệt người thì e là không ai làm được. Mà thủ đoạn dùng lá giết người còn biến thái hơn, Võ Thu Hoàng tự cho rằng mình phi thường, nhưng loại thủ đoạn này anh ta hoàn toàn không làm được. Lần đầu tiên Võ Thu Hoàng nhận ra sức mạnh của Dương Tiêu. Không hồ là thần chết, không hổ là truyền thuyết một thế hệ, thằng nhóc này đúng là tên biến thái mạnh. Tên ngốc này lại dám tìm Dương Tiêu gây rắc rồi, là cố ý tới tặng đâu à? Long Ngũ đang ở độ cao chỉ huy nhìn thấy cảnh này thốn thức không thôi. Cùng lúc đó, Phùng Tứ nhìn chằm chằm hướng mà Dương Tiêu và Võ Thu Hoàng biến mắt cười khẩy nói, Dương Tiêu, bị Võ Thu Hoàng nhắm vào, cậu chờ chết đi. Võ Thu Hoàng, kẻ mạnh nhất trong sáu tỉnh Đông Hải. 5 năm trước, khi Võ Thu Hoàng ra mắt đã gây chấn động khi một kiêm mệnh quân tử giết kẻ mạnh nhất ở Đông Hải năm xưa. 3 năm trước, Võ Thu Hoàng đã so tài với Ngô Đạo Tôn, người mạnh nhất trong giới võ thuật, Trung Quốc. Trong vòng 30 chiêu cả hai đã hòa, lần nữa gây nên chấn động. 1 năm trước, Võ Thu Hoàng đến Nhật so tài với cao thủ thế hệ trẻ. Mạnh nhất của Nhật, Võ Thu Hoàng đã đánh bại đối thủ chỉ bằng một kiêm với kỹ năng võ thuật của mình. Nếu không phải Võ Thu Hoàng ra tay đánh khẽ thì e rằng con cưng của nước Nhật đã bị Võ Thu Hoàng chém thành hai. Điều quan trọng nhất là Võ Thu Hoàng vẫn còn trẻ, năm nay anh ta còn chưa đến 30. Nếu để tồn tại như vậy phát triển thêm mấy năm nữa, thì e rằng Ngô Đạo Tôn, bậc thầy số một trong giới võ thuật Trung Quốc cũng không phải là đối thủ của anh ta. Vì vậy, trong mắt Phùng Tứ, Dương Tiêu đối đầu với Võ Thu Hoàng thì nhất định sẽ chết. Giết, với sự giúp đỡ của Võ Thu Hoàng, Phùng Tứ rút đao đường chém mạnh về phía Tiết Hồng Đô, người đứng đầu hiệp hội võ thuật trước. Tiết Hồng Đô giễu cọt, Phùng Tứ, tội và ông đã lâu không giao đấu, tới, để tôi xem trong khoảng thời gian này kỹ năng của ông có tiến bộ không. Nói xong, Tiết Hồng Đô cầm thanh sắt phung về phía Phùng Tứ. Bắt bọn họ lại, Lam Vi Vi nắm tay đẩy lui một người hét lên. Xử lý bọn họ, nhóm bậc thầy võ thuật hưng phán, đã lâu không gặp phải một trận ô đả liều lĩnh như vậy. Giết, nhóm đàn em của Phùng Tứ tức giận hét lên. Có sự giúp đỡ của Võ Thu Hoàng và các tay súng bắn tỉa trong tối, bọn họ thật sự không để nhóm cao thủ võ thuật này vào mắt. Cùng lúc đó,
Dương Tiêu và Võ Thu Hoàng đã đến một khu đất trồng. Võ Thu Hoàng nhìn chằm chằm Dương Tiêu dữ tợn nói, nhóc, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh. Tôi không có nhiều thời gian dành cho anh, và tôi cũng không có tâm trạng chơi với anh. Nói, người đứng sau anh là ai? Dương Tiêu đứng sừng sững tại chỗ, trên người Dương Tiêu bộc phát ra một loại hơi thở của cấp trên quét về mọi hướng. Hơi thở mạnh mẽ khiến cho hồn phách của Võ Thu Hoàng không kìm được rét run, toàn thân nổi da gà, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ sộc thẳng lên đâu. Ngay bây giờ, thần chết, chính thức đến. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Võ Thu Hoàng chỉ cảm thấy như bị một con dã thú nhìn chằm chằm, cảm giác này thật sự rất không ổn. Nhưng thân là cao thủ một thế hệ, Võ Thu Hoàng cũng không sợ hãi lắm, anh ta nhìn Dương Tiêu chế nhạo, muốn biết Vương là ai, hừ, người như anh không có tư cách biết. Ồ, Vương, thú vị, Dương Tiêu cười nhếch mép. Từng rong ruổi trên đấu trường quốc tế, đây đúng là lần đầu tiên Dương Tiêu nghe thấy có người tự xưng ỉ à Vương. Dương Tiêu lại nhìn Võ Thu Hoàng lạnh nhạt nói, xem ra sắp chết đến nơi mà anh còn định giữ chặt miệng. Muốn biết thân phận của Vương, trước hết hãy chỉnh phục tôi. Vẻ mặt của Võ Thu Hoàng tràn đầy sát khí. Dương Tiêu diêu cọt, chinh phục anh. Xin lỗi, trước đây có một người phụ nữ cũng nói với tôi như vậy, tôi không có hứng thú với phụ nữ, cũng không có hứng thú với một tên thô kệch như NHTL. Anh dám sỉ nhục tôi. Võ Thu Hoàng tức giận phối như muốn nổ tung. So sánh anh ta với một người phụ nữ, đây không phải là cố ý làm anh ta khó xử sao? Dương Tiêu móc tay với Võ Thu Hoàng, phải thừa nhận anh rất mạnh, đáng tiếc, tôi mạnh hơn anh, ra tay. Đi. Hừ, là con la hay con ngựa thì ra tay mới biết, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của anh khiến người khác rất khó chịu. Võ Thu Hoàng tức giận nói. Vẻ on trong phút chốc, thân thể của Võ Thu Hoàng bay ra như ông bay ra khơi, với ánh mắt âm hiểm, như thể muốn một chiêu giết chết Dương Tiêu. Vèo vèo, y kiếm dài bay nhanh như chớp, trên không trung xuất hiện một luống gió, kiếm hung bạo bay ra. Ngay lúc đang đến gần Dương Tiêu, Võ Thu Hoàng liên tục múa quân tử kiếm trong tay, phóng ra 13 bóng kiếm, thoạt nhìn trước mắt tràn đầy bóng kiếm. Thú vị đó, Dương Tiêu chế nhạo. Nếu những người bình thường, đối đầu với Võ Thu Hoàng thì sẽ vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, kiếm quân tử đoạt mệnh của Võ Thu Hoàng không phải là trò đùa. 13 bóng kiếm có thể vẽ theo ý muôn, hơn nữa chúng còn trông rất thật nên dễ tạo ra ảo giác mạnh. Như đã biết 13 bóng kiếm này đều là giả, nếu không phân biệt được thật giả, rất có thể sẽ bị đối phương giết chết trong một đòn. Xuống địa ngục đi, Võ Thu Hoàng cười dữ tợn. Về sức chiến đấu, anh ta vẫn còn kém Ngô Đạo Tôn, bậc thầy số 1 võ thuật Trung Quốc một khoảng cách không xa. Tuy nhiên, với chiêu thức của kiêm quân tử đoạt mệnh, ngay cả Ngô Đạo Tôn cũng không dám đổi đâu trực diện với anh ta. Tiếc là đường kiếm quân tử đoạt mệnh kiêu hãnh của Võ Thu Hoàng lại không đáng được nhắc đến trước mặt Dương Tiêu. Mắt rồng nến có thể chiến đấu, bảo vệ chống lại kẻ thù, nhìn thấu mọi hư ảo. 13 bóng kiếm có vẻ phức tạp, nhưng lại đơn giản trong mắt Dương Tiêu, chỉ cần mở mắt ra là có thể phá. Vẻ on ngay khi quân tử kiếm đến gần Dương Tiêu nghiêng người tránh cú đánh nhanh như chớp của Võ Thu Hoàng. Thủ đoạn rất hay, nhưng tiếc là loè loẹt, tất cả chỉ là thùng rỗng. Dương Tiêu nói đùa. Cái gì, tránh được? Tên này lại tránh được. Một chiêu chém vào hư không, gương mặt của Võ Thu Hoàng tràn đầy kinh hoàng. Để đầy nhanh trận chiến, Võ Thu Hoàng đã trực tiếp tung ra chiêu chí mạng. Chiêu thức 13 bóng quân tử kiếm này là một trong những chiêu chí mạng của Võ Thu Hoàng, không ngờ Dương Tiêu lại có thể dễ dàng nhìn thấu nó. Như đã biết. Cho dù Ngô Đạo Tôn gặp phải chiêu này cũng chỉ có thể rút lui, chẳng lẽ người trước mặt này còn mạnh hơn Ngô Đạo Tôn. Võ Thu Hoàng cười khinh thường, giả thần giả quỷ, may mắn tránh được thì thế nào. Sau khi nói xong, trong mắt Võ Thu Hoàng tỏa ra ánh sáng lạnh, anh ta nhanh chóng phát động công kích mạnh mẽ về phía Dương Tiêu. Vùi ngay khi đang tiến đến chỗ Dương Tiêu khoảng 1 mét, Võ Thu Hoàng nhảy lên đứng phía sau lưng của Dương Tiêu, kiếm dài đâm thẳng vào cơ thể Dương Tiêu với tốc độ cực nhanh. Yến Phản, không hổ là quân tử đoạt mệnh, xem ra quả thật có chút tài năng. Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Phản công chính xác, thủ đoạn này chính là phản công. Yến Phản, thuật kiếm do Sasaki Kojiro, một kiếm sĩ nổi tiếng cuối thời chiến quốc của Nhật tạo ra, rất giỏi sử dụng kiếm dài khoảng 1 mét, thân kiếm dài và phạm vi tấn công lớn. Tương truyền, mỗi khi Kojiro sử dụng chiêu thức này đều có thể giết chết đối thủ, vì vậy ngoài bản thân ra, không một người sông nào nhìn thấy chiêu thức của Yến Phản. Cái tên Yến Phản bắt nguồn từ
Sasaki Kojiro, ông đã đi đến nhiều quốc gia luyện kiếm với tư cách là một chiến binh, chém những con én bay trên không trung ở Suou tỉnh Yamaguchi, tạo nên câu chuyện về Yến Phản. Có một không hai. Trên thực tế, rất nhiều người biết chiêu thức này từ trong Hoán Hoa Tẩy Kiếm LNG, truyền thể từ tiểu thuyết của Cô Long được phát hành vào năm 2007. Hỏi đó, bộ phim này đã gây ra một cơn sốt cô xưa ở trong nước, nhân vật chính Đại Tạng trở nên nổi tiếng với Yến Phản. Chiêu thức của Yến Phản là bất ngờ mà nhanh chóng. Ngay khi đến gần kẻ thù sẽ lao lên không trung nhanh chóng đâm thẳng vào lưng đối thủ, hạ gục đối thủ. Võ thủ hoàng đủ nhanh, nhưng đáng buồn là anh ta đã gặp nhầm đối thủ. Nếu là cao thủ võ thuật bình thường, thì không ai có thể chịu được một đòn của võ thủ hoàng, thậm chí ngay cả Tiết Hồng Đồ, chủ tịch hiệp hội võ thuật cũng không tránh được. Nhưng người võ thủ hoàng gặp phải là ai? Đó chính là thần chết Dương Tiêu. Chậc, Dương Tiêu cười xấu xa. Võ thủ hoàng hơi kích động trong lòng, chí cần Dương Tiêu không chặn được chiêu thức chí mạng của anh ta, thì tiếp theo việc giết chết Dương Tiêu sẽ dễ như trở bàn tay. Võ thủ hoàng là cao thủ, anh ta rất tự tin vào tốc độ của mình. Bó pi. Ngay khi kiếm dài sắp tới gần lưng của Dương Tiêu xoay người lại như bóng ma, chân phải lướt ra như sao băng đá mạnh vào mông của võ thủ hoàng. Võ thủ hoàng mở to mắt, anh ta không ngờ tới, anh ta đã nhanh nhưng Dương Tiêu còn nhanh hơn. Khuyết điểm lớn nhất trong chiêu HC Yến Phản là đối thủ nhanh hơn mình, tốc độ của Dương Tiêu thật sự nhanh hơn anh ta quá nhiều. Bị Dương Tiêu đá vào mông, võ thủ hoàng mất trọng tâm bị đá văng xa 5 mét, gục đầu xuống đất. Võ thủ hoàng nhanh chóng bật dậy, sợ Dương Tiêu thừa thăng xông lên. Chỉ thấy Dương Tiêu đứng ở chỗ cũ, bình tĩnh nói, Yến Phản, động tác rất tốt, đáng tiếc anh quá yếu. Nhưng mà này, mông của anh đàn hôi đó. Phụt! Nghe Dương Tiêu nói. Võ thủ hoàng suýt hộc máu. Bị đàn ông đánh giá mông của mình rất đàn hồi, cảm giác này thật sự khó chịu. Dương Tiêu, tôi phải giết anh. Hai mặt võ thủ hoàng ngập tràn tơ máu. Anh ta tức giận run lên, nổi tiếng đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh ta bị sỉ nhục mạnh mẽ như vậy. Dương Tiêu dửng dưng nhún vai, được rồi, bót nói nhảm đi, một chiêu, anh còn có một cơ hội. Sau chiêu, này, nếu không nói rõ lai lịch người đứng sau. Thì chính là cái chết của NHTL. Còn, có một cơ hội. Võ thủ hoàng sững sờ, Dương Tiêu này muốn nhường anh ta ba chiêu. Đúng vậy, Dương Tiêu đã nhường võ thủ hoàng ba chiêu, để võ thủ hoàng hiểu rằng sức chiến đấu của hai người không cùng đẳng cấp. Dương Tiêu rất tò mò về vương bí ẩn đứng đằng sau võ thủ hoàng. Có thể khiến lão già Lý Vân Long chỉ huy Long Ảnh ở đề đô coi trọng, thì rốt cuộc là ai? Được, một chiêu đúng không? Sát thần kiếm. Chiêu chí mạng mạnh nhất của quân tử đoạt mệnh, giết. Võ thủ hoàng nổi trận lôi đình phát động chiêu tấn công cuối cùng. Vèo 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 on ngay sau đó, võ thủ hoàng điên cuồng múa kiếm, hàng trăm bóng kiếm xuất hiện trên bầu trời. Vùi trong bóng kiếm trên bầu trời, quân tử kiếm trong tay anh ta bộc, phát cuốn lấy Dương Tiêu như sấm sét, như mãnh hổ xuống núi muốn giật lấy linh hồn của con người. Sát thần kiếm là chiêu kiếm mạnh nhất của quân tử đoạt mệnh. Mỗi lần tấn công đều bất khả chiến bại. Võ thủ hoàng nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ mặt u ám, như thể dưới sát thần kiếm, Dương Tiêu chắc chắn sẽ ủ ê tàn lụi. Danh con, trận chiến kết thúc, võ thủ hoàng cười dữ tợn. Trong bóng kiếm trên bầu trời, quân tử kiếm mạnh mẽ như rồng điên bay ra khơi. Nhanh, thật sự rất nhanh. Quân tử kiếm như biến thành một ngôi sao băng, muốn đâm xuyên qua cổ của Dương Tiêu. Nhìn võ thủ hoàng nở nụ cười dữ tợn, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên, kết thúc. Ích ngồi đáy giếng, anh đâu biết là tôi mạnh đến nhường nào. Tôi là Ace ngồi đáy giếng. Hừ, thằng ngu không biết sống chết. Võ thủ hoàng cười khinh thường. Sát thần kiếm là chiêu chí mạng mạnh nhất, kiếm quân tử đoạt mệnh vừa xuất hiện hầu như tất cả các cao thủ đều bị lu mờ. Chính vì kiếm quân tử đoạt mệnh mà anh ta mới được vương đứng sau coi trọng. Võ thủ hoàng tràn đầy tự tin, trong nước có rất ít người có thể chặn hoặc phá giải sát thần kiếm. Mặc dù tên nhóc trước mặt này rất mạnh mẽ, nhưng võ thủ hoàng không tin Dương Tiêu có thể may mắn sống sót dưới sát thần kiếm. Ngu, anh đang nói bản thân mình đây à? Dương Tiêu cười quyên rũ. Vẻ on ngay khi sát thần kiếm như trẻ tre muốn giết chết Dương Tiêu, thì trong mắt Dương Tiêu lóe lên gợn sóng vi diệu, tay phải của anh càng rông bóng ma đưa lên không trung. Kêu vang, y ngay sau đó, âm thanh của kim loại vang lên, Dương Tiêu chỉ dùng hai ngón tay. Kẹp lây quân tử kiếm của võ thủ hoàng.
Nhìn thấy Dương Tiêu thê mà chặn được quân tử kiêm của mình, Võ Thu Hoàng trọn mắt há hốc mồm, trong, lòng càng nổi lên từng trận sóng gió, rồng bay giò xét mây, anh. Làm sao anh có thể điều khiển tuyệt chiêu này? Rồng bay giò xét mây là một kỹ năng võ thuật nổi tiếng thế giới, đã thất truyền từ lâu. Nghe nói, rất khó thấu hiểu được rồng bay giò xét mây, người có thể hiểu được đều là những thiên tài vô song. Bây giờ, Dương Tiêu dễ dàng sử dụng rồng bay giò xét mây, khiến Võ Thu Hoàng chấn động. Rồng bay giò xét mây? Không, nói chính xác thì chiêu thức này do tôi tạo ra, có tên là Kinh Hồng Nhật Chỉ. Dương Tiêu cười nói. Đúng vậy, chiêu này được gọi là Kinh Hồng Nhất Chỉ. Kinh Hồng thoáng qua Kinh Hồng. Không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì khiến người khác phải kinh hãi. Vì vậy, Dương Tiêu đã đặt tên là Kinh Hồng Nhất Chỉ. Kinh Hồng Nhất Chỉ là do Dương Tiêu kết hợp giữa rồng bay giò xét mây và kỹ năng ngón tay thông minh sắc sảo tạo ra. Đây là kỹ năng đặc trưng của thần chết Dương Tiêu. Nghe Dương Tiêu nói, Võ Thu Hoàng cảm thấy có khí lạnh từ gót chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, Kinh Hồng Nhất Chỉ. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể. Kinh Hồng Nhất Chỉ là do thần chết Dương Tiêu tạo ra, sao anh có thể là thần chết được? Anh bạn, trước khi đến đây anh không biết tên tôi là Dương Tiêu đâu à? Dương Tiêu chế nhạo. Võ Thu Hoàng lại giật mình, anh ta thật sự không chú ý đến, Dương Tiêu lại trùng tên với thần chết Dương Tiêu trong truyền thuyết. 5 năm trước, thần chết con cưng của một thế hệ xuất ngũ đã gây chấn động thế giới. Trong mắt Võ Thu Hoàng, thần chết Dương Tiêu đã xuất ngũ từ lâu, câu chuyện thần thoại về thần chết Dương Tiêu đã tan biến từ lâu. Nghĩ thông suốt những chuyện này, ánh mắt của Võ Thu Hoàng càng lạnh lẽo hơn, thần chết Dương Tiêu. Anh là thần chết Dương Tiêu, nực cười. Thần chết Dương Tiêu đã chết từ lâu rồi, sao anh có thể là thần chết được? Tôi lười nói nhảm với anh, nói cho tôi biết, Vương là ai? Tôi chỉ hỏi câu này một lần, nếu anh không nói, thì anh có thể sắp, xếp hậu sự rồi. Đừng dùng sự ngu dốt của anh khiêu khích danh sách đen của tôi. Ánh mắt Dương Tiêu dần dần trở nên lạnh lẽo. Từ trong người Dương Tiêu toát ra một loại hơi thở vô hình, bỗng xung quanh nổi lên một trận gió, thổi đến mức khiến quần áo của con người bay phấp phới. Không khí dần dần đặc lại, hiện trường rộng lớn vô cùng lạnh lẽo. Như thể quân vương bóng đêm đang đến, sắp nắm quyền sinh tử trên thế giới. Dương Tiêu đã nhường Võ Thu Hoàng 3 chiêu, nếu Võ Thu Hoàng lại không nhìn rõ trắng đen, Dương Tiêu sẽ không ra tay đánh khẽ nữa. Võ Thu Hoàng hét lên như điên, muốn biết vương là ai 2 kiếp sau đi. Vừa dứt lời, Võ Thu Hoàng móc một viên thuốc màu đen trong túi ra, anh ta không hề do dự nuốt viên thuốc màu đen đó. Răng rắc, răng rắc. Khi viên thuốc tiên vào trong cơ thể, cánh tay và cơ bụng của Võ Thu Hoàng sưng phồng tại chỗ, một lực lượng mạnh hơn quét qua tất cả các kinh mạch, quần áo của anh ta đột nhiên bung ra. Chê, Võ Thu Hoàng gầm lên, hai tay hóa thành móng vuốt đại bàng, tung đòn tấn công bất ngờ vào ngực Dương Tiêu. Móng vuốt đại bàng cực kỳ sắc bén, chúng dường như có thể xé toạc lồng ngực của một người chỉ trong một động tác. Dương Tiêu cười khẩy, uống thuốc à? Chậc, anh cho rằng sau khi uống thuốc có thể hạ gục được tôi à? Nực cười. Anh đã muốn chết, vậy tôi sẽ thỏa mãn NHTL. Nhìn chằm chằm Võ Thu Hoàng đang tấn công từ chính diện, ánh mắt của Dương Tiêu càng trở nên lạnh hơn. Vẻ mặt Võ Thu Hoàng gớm ghiếc, hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt. Thuốc mà anh ta uống là do Vương đứng sau ban cho, và nó có thể làm tăng lực lượng tham. Chiến trong một khoảng thời gian ngắn, Võ Thu Hoàng không tin. Sức chiến đấu của anh ta đã tăng lên mấy lần vẫn không thể hạ gục được Dương Tiêu. Vẻ on Võ Thu Hoàng tấn công mạnh mẽ, ngay lúc tiếp cận, đôi mắt của Dương Tiêu lóe lên ánh sáng lạnh, tay trái của anh hóa thành bóng mở giữ chặt tay phải hóa thành móng vuốt đại bàng của Võ Thu Hoàng. Dương Tiêu đột nhiên dùng lực, một lực lượng khổng lồ phun ra như núi lửa, răng rắc. Tay phải của Võ Thu Hoàng mất cảm giác ngay tại chỗ. Quỳ xuống cho tôi, Dương Tiêu tức giận mắng. Bếp! Dương Tiêu đá vào đầu gối của Võ Thu Hoàng, Võ Thu Hoàng nào có thể chống lại sức lực của Dương Tiêu, anh ta lập tức quỳ xuống. Võ Thu Hoàng rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lúc này, trong lòng anh ta nổi lên từng trận sóng gió. Sức chiến đấu của anh ta đã tăng lên mấy lần, nhưng anh ta vẫn không phải là đối thủ của Dương Tiêu, lẽ nào người này thật sự là thần chết điện hạ năm xưa. Xét cho cùng, Võ Thu Hoàng là anh hùng một thế hệ, anh ta quỳ một gối xuống. Tay phải của anh ta biên thành dư ảnh tấn công vào đũng quân của Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn từ trên xuống, kế vật của Võ Thu Hoàng hoàn toàn không tránh khỏi ánh mắt của Dương Tiêu. Bóp,
Hai ngày sau đó, không chờ Võ Thụ Hoàng phản công thành công, Dương Tiêu đã đá mạnh vào hàm của Võ Thụ Hoàng. Võ Thụ Hoàng chỉ cảm thấy quai hàm của mình như sắp bị đá thành tùng, mảnh, thân thể nô 100 cân vôn mắt trọng tâm lại bị đá thẳng lên trời. Cùng lúc đó, Dương Tiêu dậm chân, giống như một con hạc trăng bay lên trời. Bùi! Dương Tiêu lại ra tay đá mạnh vào bụng của Võ Thu Hoàng. A Ali, Võ Thu Hoàng đột nhiên hét lên một tiếng, thảm thiết như giết heo, anh ta chỉ cảm thấy thân thể như bị một chiếc xe tải lớn va vào. Dưới sức mạnh to lớn thân thể anh ta giống như một quả đạn pháo bay về phía cây liễu. Lưng của anh ta đập vào cây liễu lớn, Võ Thu Hoàng lại phát ra một tiếng thét chói tai. Phụt! Máu tươi trào dâng, miệng Võ Thu Hoàng bắn ra một mũi tên máu. Tình trạng thể chất của anh ta thực sự rất tệ, những đợt kích thích thần kinh ập đến, khiến đôi mắt của Võ Thu Hoàng không ngừng chuyển sang màu đen. Khi gót chân tiếp đất, Dương Tiêu dửng dưng nói như thân chê, sắp đến giờ rồi, nên tiễn anh lên đường rồi. Vu Ti vừa dứt lời, quân tử kiếm trong tay Dương Tiêu bắn ra, bắn nhanh như chớp, giống như rồng điên lao ra khơi, khí thế vô hình lan tràn khắp nơi. Nhanh như chớp, khí thế như sấm. Kiếm bay trăm bước, thần chết tuyệt sát. Kiếm vừa xuất hiện, thần chặn giết thần, ma chặn giết ma. Tất cả chỉ là hư ảo, 5 năm sau, thần chết Dương Tiêu trở lại, không gì có thể ngăn cản. Kiếm bay trăm bước, đây là kiếm bay trăm bước, anh thật sự là thần chết Dương Tiêu. Nhìn thấy quân tử kiếm bật ra, Võ Thu Hoàng thốt lên. Phập, vừa mới hét lên, quân tử kiếm như trẻ tre đâm thẳng vào ngực Võ Thu Hoàng, trước ngực đỏ tươi tan vỡ chân động dữ dội. Trong nỗi kinh hoàng. Đôi mắt của Võ Thu Hoàng dần dần mờ đi mất hết ánh sáng lộng lẫy. Trong cảnh tượng cuối cùng, ngoài sự kinh hoàng sâu sắc, gương mặt của Võ Thu Hoàng còn có hồi hận vô hạn. Xúc phạm thần chết chắc chắn là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Vì thế, Võ Thu Hoàng cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải chính thức mật mạng. Sau khi tiêu diệt Võ Thu Hoàng xong, Dương Tiêu bước tới rút quân tử kiếm ra. Nhìn vết máu trên quân tử kiếm, Dương Tiêu khịt mũi. Ngửi thấy một mùi, Dương Tiêu không khỏi nhíu mày, Bá Vương Tán, loại này không phải gần như tuyệt chủng rồi sao? Bá Vương Tán là một loại thuốc kích thích tiềm năng con người, tốt hơn cả chất kích thích. Sau khi xác nhận vừa nãy Võ Thu Hoàng đã sử dụng Bá Vương Tán, vẻ mặt của Dương Tiêu đột nhiên trở nên rất xấu xí. Bởi vì loại thuốc này diệt 1.000 kẻ thù và tiêu diệt 800, kích thích tiềm năng của con người cũng tiêu hao tuổi thọ của con người. Lúc trước khi rong ruổi trên đầu trường quốc tê, Dương Tiêu gặp phải nhân vật dùng Bá Vương Tán, chỉ là điều mà Dương Tiêu không ngờ tới là Bá Vương Tán, thứ gần như tuyệt chủng vậy mà đã xuất hiện trở lại. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, Dương Tiêu đã gọi điện cho Lý Vân Long, lão thủ trưởng ở Đề Đồ. Lý Vân Long đang nghiên cứu tư thế mới, nhìn thấy Dương Tiêu gọi tới, ông tức giận trả lời, nhóc Dương, cậu có thể thay đổi thời gian không? Cậu có biết tôi đang góp phần vào cuộc sống hạnh phúc của nhân loại không? Cuộc sống hạnh phúc của ông là hài âm đúng không? Dương Tiêu không kìm được khóe miệng giật mạnh. E rằng không ai có thể ngờ tới Lý Vân Long, người đứng đầu Long Ảnh lại giỏi trong việc này. Lý Vân Long tức giận nói, không có chuyện gì thì cúp máy đây. Bá Vương Tán đã xuất hiện ở trong nước, Võ Thu Hoàng, cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải đã bị tôi giết. Dương Tiêu thập giọng nói. Cái gì, Bá Vương Tán? Nghe vậy Lý Vân Long thay đổi sắc mặt. Vẻ không nghiêm túc trên khuôn mặt ông lập tức biên mật. Lý Vân Long kinh ngạc nói, Bá Vương Tán, nhóc Dương, cậu có chắc không? Thứ này không phải chủ yếu được phân phối ở các khu vực khác của châu Á sao? Trước đây trong nước chúng ta không hề có. Xem ra là Vương đến từ Đông Nam Á kia dở trò quỷ. Xem ra trong khoảng thời gian này Long Ảnh cần phải tấn công mạnh, cần phải điều tra kỹ bồn tỉnh Giang Nam và 6 tỉnh Đông Hải. Dương Tiêu thấp giọng nói. Lý Vân Long biết ý của Dương Tiêu, ông gật đầu nói, nhóc Dương yên tâm, tôi sẽ điều động người của Long Ảnh tấn công. Kết thúc cuộc gọi, Lý Vân Long gọi một cuộc gọi khác, một số lượng lớn các cao thủ Long Ảnh rời khỏi Đề Đô. Trong chốc lát, gió nổi mây mù. Lúc này, cuộc chiến giữa nhóm người của Hiệp hội Võ Thuật và phe của Phùng Tứ gần như rơi vào trạng thái ác liệt. Bát quái trưởng, một võ sư ra tay hạ gục một người. Đạn chân, lại thêm một võ sư khác ra tay. Đá bay hai người. Vịnh Xuân Quyền, Hình Ý Quyền. Trong phút chốc, dưới sự tấn công của nhóm cao thủ võ thuật, nhóm thuộc hạ của Phùng Tứ đã bị đánh bại. Đương nhiên, không phải tất cả thuộc hạ của Phùng Tứ đều là người vô tích sự, trong lúc lơ đãng cũng có vô số võ sư bị thương.
Lam Vị Vi nói với Tiết Hồng Đà, Chủ tịch Tiệt, chúng ta có cần phải đến giúp Dương Tiêu một tay không? Bậc thầy Dương có kỹ năng hơn người, chúng ta không cần phải lo lắng. Tia Hống Đô thập giọng nói. Không hiểu tại sao, Lam Vị Vi lại đột nhiên lo lắng cho sự an toàn của Dương Tiêu. Phùng Tứ cầm đao đường nghiêm nghị nói, các người còn có tâm tư để ý đến tên khốn kiếp Dương Tiêu kia. Có sự giúp đỡ của cậu, Võ, hôm nay tất cả các người sẽ chết ở Vịnh Thanh Long Gồ. Mẹ kiếp, dám kiêu ngạo như vậy, Chủ tịch Tiết, tôi tới giúp. Lam Vĩ Vị lao tới, hợp lực với Tiết Hồng Đồ đối đầu với Phùng Tứ. Vẻ mặt Phùng Tứ dữ tợn, tới thì tốt, tôi sẽ tiễn các người về châu trời. Trận chiến đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ác liệt. Phùng Tứ sử dụng tất cả vô liếng muốn chém chết Tiết Hồng Đồ và Lam Vi Vi. Tuy nhiên, Tiết Hồng Đồ và Lam Vi Vi cũng không phải ngôi không, hai người tấn công càng ngày càng mạnh hơn. Theo quan điểm của Phùng Tứ, Võ Thu Hoàng là cao thủ trong các cao. Thủ, cho dù Dương Tiêu có mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của Võ Thu Hoàng. Tuy nhiên, Phùng Tứ đã đánh giá thấp Dương Tiêu. Thần chết con cưng một thế hệ đã trở lại, mọi thứ chỉ là hư ảo. Sự xuất hiện trở lại của huyền thoại nhất định là bát khả chiến bại. Lúc này, Dương Tiêu đã lao thẳng tới chiến trường. Bóp bóp, bóp 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 bóp. Trong nháy mắt, đám đàn em của Phùng Tứ bại trận lần lượt rút lui. Hết cách, các cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật đều là những người có sức chiến đấu phi thường, hoàn toàn không phải người mà họ có thể đánh bại. Lần trước, nhóm chiến tướng tỉnh nhuệ của Phùng Một Tứ đã bị các cao thủ Long Môn chặt đầu. Ngay cả em trai song sinh của Phùng Tứ cũng bị Dương Tiêu giết. Nói trắng ra, Phùng Tứ đã bị thương gân cốt từ lâu, có thể phái ra cao thủ thì chỉ lác đác mấy người. Tứ gia, những bậc thầy võ thuật này quá hung tợn, chúng ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Một tên thân tín của Phùng Tứ hét lên với vẻ mặt chua xót. Phùng Tứ tức giận nói, đứng lên, chống đỡ cho tôi, chờ cậu Võ giết chê Dương Tiêu, những bậc thầy võ thuật này đứng trước mặt cậu Võ sẽ không khác gì cỏ rác. Vâng, một nhóm người lại xông vào chiến đấu kịch liệt. Theo đó càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, còn không tới 50 người có thể chống đỡ. Lam Vi Vi hét lên, các bậc thầy không cần ra tay đánh khẽ, dù có lỡ tay giết chết bọn họ, chúng ta cũng không phải chịu trách nhiệm, chúng ta đang trừng trị cái ác nêu cao cái thiện. Xử lý bọn họ, nhóm bậc thầy vui vẻ tràn trề tiếp tục đuổi theo. Nghe thấy giọng nói than thở của Lam Vi Vi, sắc mặt của nhóm Phùng Tứ đều tái xanh. Đúng vậy, bọn họ đều là xã hội đen, nếu chẳng may bị đám cao thủ võ thuật giết chết thì bọn họ sẽ chết uổng phí. Thuộc hạ thân tín lại hét lên, tứ gia các anh em thật sự không chống đỡ được nữa, hay là khởi động chiều cuối mà chúng ta đã bố trí đi. Ừ, bắt đầu bắn tỉa, Phùng Tứ cũng không muốn giãng co nữa. Pằng pằng pằng. Lúc này, Long Ngũ cầm súng bắn tỉa bóp cò liên tục, cách đó không xa ba người bị Long Ngũ giết chết. Mà một tay bắn tỉa nhận ra có người đang bí mật bắn tỉa, anh ta lập tức khóa vị trí của Long Ngũ, muốn tiêu diệt Long Ngũ. Vẻ mặt của Long Ngũ thay đổi, anh không ngờ phản ứng của đối phương lại nhạy bén như vậy. Long Ngũ muốn tránh, nhưng đã không kịp. Mẹ kiếp, dám núp trong bóng tối, xuống địa ngục đi. Tên bản tỉa tức giận hét lên, ngang tàng bóp cò. Vẻ on ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng lạnh lẽo bắn ra, quân tử kiếm nhanh chóng chém súng bắn tỉa làm đôi. Tên bắn tỉa càng thê thảm hơn, bị quân tử kiếm đâm thẳng vào cổ, thân thể anh ta run lên lùi mạnh ra sau tường. Phù, nhìn thấy thế, Long Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh thì thấy Dương Tiêu đang cười nhẹ với anh. Long Ngũ kinh ngạc cười nói, không hồ là thân chết, thực lực này quá đỉnh. Bóp bóp. Ở một nơi khác, Phùng Tứ phát động cuộc tấn công thần tốc, liên tục đẩy lùi Tiết Hồng Đồ và Lam Vi Vi. Phùng Tứ này mạnh như vậy, Lam Vi Vi kinh hãi. Tiết Hồng Đô không kìm được cảm thán, trình độ sử dụng đao đường của Phùng Tứ này mạnh hơn trước mây lân, e rằng chỉ tôi và cô sẽ khó phân thăng bại. Giết lũ chó già này, mau giết chết lũ chó già này. Phùng Tứ hét lên. Tuy nhiên, không có tiếng đáp lại, và không một bậc thầy nào bị tấn công. Phùng Tứ sững sờ, nhóm đàn em cũng sững sờ. Bọn họ đã bố trí các tay súng bắn tỉa từ trước, tại sao những tay bắn tỉa này không đáp lại dù chỉ là một tiếng? Trong lòng Phùng Tứ dâng lên một linh cảm không tốt, ông ta lại hét lớn, tay bắn tỉa đâu? Bọn họ đã đến âm phủ điểm danh rồi. Phùng Tứ, ông đang chờ không nổi muốn chết à? Trong giây tiếp theo, Dương Tiêu đi về phía ông ta từ một chỗ cao với vẻ mặt lạnh băng. Dương Tiêu.
nhìn thấy toàn thân Dương Tiêu toát ra vẻ lạnh như băng và ngạt thở đi về phía mình, con ngươi của Phùng Tứ co rút trước, sau đó xác định Dương Tiêu chưa chết, Phùng Tứ như vừa nhìn thấy ma linh hồn run lên. Tên này thế mà còn sống. Nhóm đàn em của Phùng Tứ càng kinh hãi hơn. Ngay lúc này, bọn họ thất bại liên tiếp, bọn họ đã gọi tay bắn tỉa, mà những tay bắn tỉa không trả lời yêu cầu của họ. Không cần suy nghĩ nhiều, những tay bắn tỉa được bố trí cẩn thận trước khi đến chắc chắn đã bị giết hết. Lam Vi Vi ngạc nhiên nói, Dương Tiêu, anh không sao chứ? Đối mặt với nhân, vật không lên nổi sân khẩu thì có thể có chuyện gì được. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Sau đó, Dương Tiêu chậm rãi nói với bọn họ, mọi người hãy tránh ra, giao Phùng Tứ này cho tôi. Bậc thầy Dương cẩn thận, Tiết Hồng Đồ, Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật nghiêm nghị nói. Nói xong Tiết Hồng Đồ né sang một bên, nhóm bậc thầy cũng rút lui, để lại hiện trường cho Dương Tiêu và Phùng Tứ. Ánh mắt Dương Tiêu lanh lùng nhìn về phía Phùng Tứ, tiếp theo, đã đến lúc tính số tông của chúng ta rồi, dư ẩm hai cậu võ bị cậu giải quyết rồi. Phùng Tứ nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt kinh ngạc. Dương Tiêu lạnh lùng nói, vừa nãy tôi đã nói, chỉ là một tên không lên nổi sân khấu, Võ Thu Hoàng đã chết. Phùng Tứ, tiếp theo ông sẽ dựa vào ai? Cậu võ thật sự đã chết. Phùng Tứ rên rỉ trong lòng giống như bị trúng một triệu phát chí mạng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù ông ta đã mơ hồ đoán được Võ Thu Hoàng đã bại dưới tay Dương Tiêu, nhưng khi những lời này thốt ra từ miệng Dương Tiêu, Phùng Tứ vẫn không khỏi nôi sóng trong lòng. Dương Tiêu không đáp lại. Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, Dương Tiêu chỉ vào Phùng Tứ với tư thế thống trị thiên hạ, cho ông một cơ hội, bây giờ, tấn công tôi. Cái gì, tấn công? Điên cuồng, thật sự quá kiêu ngạo. Kỹ năng cùng thực lực của Phùng Tứ cũng phi thường, ngay cả Tiết Hồng Đồ, Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật và Lam Vị Vị cũng chưa từng thắng Phùng Si Úp, nếu không biết Dương Tiêu mạnh đến mức nào, chắc hẳn ai cũng nghĩ Dương Tiêu nói sằng nói bậy. Bị Dương Tiêu khiêu khích, sắc mặt Phùng Tứ vô cùng xấu xí. Hành vi của Dương Tiêu hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Ngay cả Võ Thu Hoàng, cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải cũng bị đánh bại, với thủ đoạn của ông ta hoàn toàn không thể bắt đầu một cuộc đối đầu trực diện với Dương Tiêu. Phùng Tứ, tấn công tôi. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lẽo khiển trách một lần nữa. Dưới hơi thở cực lớn của Dương Tiêu, Phùng Tứ không khỏi nuốt nước bọt. Khóa chặt Phùng Tứ, Dương Tiêu lại hét lớn, Phùng Tứ, ông là kẻ nhát gan hả? Ngay cả can đảm tấn công tôi cũng không có hả? Dương Tiêu, cậu ức hiếp người quá đáng. Phùng Tứ hoàn toàn nổi giận. Tốt xấu gì ông ta, Phùng Tứ cũng là anh hùng một thể hệ, đâu đã phải chịu nỗi nhục nhã như vậy. Giết, hai mắt Phùng Tứ tràn đầy sát khí, cầm đao đường sông lên tấn công Dương Tiêu. Lúc này, Phùng Tứ hiểu rằng cho dù mình làm gì cũng không thể thoát khỏi cái chết. Thay vì chết trong nhục nhã, thì hãy phát động một cuộc tấn công cuối cùng. Ngay, cả khi chết. Ông ta vẫn là anh hùng một thế hệ. Vẻ on đao đường hóa thành một vầng sáng lạnh lẽo trong đêm đen nhanh chóng chém về phía Dương Tiêu. Nhanh, tốc độ của đao đường quá nhanh, đã vượt quá giới hạn ra tay của Phùng Tứ. Lạm Vi Vi dao động nói, Dương Tiêu cẩn thận. Tốt lắm, nhìn chằm chằm Phùng Tứ đang lao về phía mình với vẻ căm hận, máu trong người Dương Tiêu sôi lên. Nghĩ đến việc Phùng Tứ dám đến tập đoàn Tuyết Tiêu đe dọa khiêu khích. Nghĩ đến việc Phùng Tứ cử người đến giết anh và Đường Mộc Tuyết, và nghĩ đến việc Phùng Tứ ra tay ban lý thân chiến, Dương Tiêu không khỏi siết chặt nắm đấm, sự tức giận trong lòng anh bùng lên như núi lửa phun trào. Dương Tiêu, tôi và cậu không đội trời chung. Phùng Tứ tức giận gầm lên. Trong nháy mắt đao đường từ trên trời rơi về phía đầu của Dương Tiêu. Trong mắt Dương Tiêu léo lên tia sáng lạnh, tay phải hóa thành bóng mờ lập tức giữ chặt miệng hỗ của Phùng Tứ. Khoảnh khắc anh giữ miệng hỗ của Phùng Tứ. Một sức lực cực kỳ mạnh mẽ bộc phát ra, Phùng Tứ kêu lên một tiếng, đao đường trong tay ông ta cũng rơi tại chỗ. Tay trái Dương Tiêu cầm lấy đao đường chợt hóa thành hai bóng mờ trong đêm đen. Ngay sau đó, vang lên một tiếng kêu chói tai vang vọng cả bầu trời. Sau khi nhìn thấy bóng mờ, ngực của Phùng Tứ chợt hiện ra hai vết đao rướm máu thâu xương. Tách tách, máu trào ra theo vết đao, những cơn đau lan ra khiến Phùng Tứ suýt ngất xỉu. Bị thương nặng, hai mắt Phùng Tứ tối sầm lại khụy trên mặt đất. Tứ gia, đám thuộc hạ đồng thanh kêu lên. Bọn họ đoán được Dương Tiêu rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại mạnh như vậy. Một chiêu, chỉ một chiêu, Phùng Tứ được mệnh danh là cao thủ dùng đao đường đã bị hạ gục. Trời ạ, nhóm bậc thầy võ thuật trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
Đặc biệt là Tiết Hồng Đồ và Lam Vi Vi, hai người bọn họ là người chấn động nhất. Vừa nãy họ đấu với Phùng Tứ, có thể kiểm chứng thành tích võ thuật của Phùng Tứ nạn đến mức nào. Thậm chí, tốc độ ra tay của Dương Tiêu nhanh đến mức họ còn không nhìn rõ. Đôi mặt với vết thương của Phùng Tứ, Dương Tiêu làm ngơ, anh nhìn chăm chằm vào Phùng Tứ lạnh lùng nói, hợp tác với Đường Hạo khiêu khích tập đoàn Tuyết Tiêu, một đao. Phái sát thủ tới ám sát Mộc Tuyết, thêm một đao hai đao, Phùng chết, hôm nay tôi không giết ông, hai đao nên trả đã trả, giữ gìn mạng chó này của ông, mấy hôm nữa Lý Thần Chiến sẽ tới đòi mạng của ông. Đưa đại ca của các người đi, cút. Vâng vâng vâng, nhóm đàn em của Phùng Tứ mất hôn mắt vía lao tới giúp Phùng Tứ đang bị thương nặng như một con chó chết. Nhìn chằm chằm dáng vẻ của Dương Tiêu, Phùng Tứ đang bị thương nặng sắp bất tỉnh, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Điều mà ông ta không bao giờ ngờ tới là Dương Tiêu có thể cướp đoạt tính mạng của ông ta bất cứ lúc nào, nhưng lại không giết ông ta. Đúng vậy, Dương Tiêu muốn giữ lại mạng chó của Phùng Tứ giao cho Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến trông như là thuộc hạ thân thiết của Dương Tiêu, nhưng thật ra, trong mặt Dương Tiêu, Lý Thần Chiến đã là anh em vào sinh tử với anh từ lâu. Phùng Tứ này đúng là ăn gan hùm mật gâu, dám ra tay với Lý Thần Chiến. Điều này tương đương với việc vi phạm nghiêm trọng đên điểm mâu chốt của Dương Tiêu. Đồng thời, bên của Hình Kiến về cơ bản đã kết thúc. Sau khi được Dương Tiêu báo tin, Hình Kiến lập tức huy động rất đông người đến trấn áp chặn chẽ trụ sở của Phùng Tứ. Một số lượng lớn lực lượng tại trụ sở Phùng Tứ đã bị đưa đi, chỉ còn lại nhóm Già Ôm Yêu và Tàn Tật, bọn họ đâu phải đối thủ của bọn Hình Kiến. Nói cách khác, lần này Phùng Tứ hẹn Dương Tiêu chiến đấu, gần như đã tiêu diệt toàn bộ quân. Anh Kiến, tất cả những phần tử phạm tội này đã bị bắt. Một người báo cáo. Hình Kiến hài lòng gật đầu, lần này phá hang ô của Phùng Tứ cũng đủ chấn động toàn bộ thành phố Trung Nguyên, dẫn người đi cho tôi. Vâng, anh Kiến, người nọ kính cần nói. Sau khi lật tung hang ổ của Phùng Tứ, Hình Kiến gọi cho Dương Tiêu, cậu Dương, chúng tôi đã tiếp quản hoàn toàn hang ô của Phùng Tứ, lần này công lao lớn nhất thuộc về cậu. Việc nên làm. Dương Tiêu bỏ đao đường xuông thờ ơ đáp lại. Kết thúc cuộc trò chuyện với Hình Kiên, Lam Vì Vi tiền về phía trước với vẻ không tin hỏi, Dương Tiêu, anh thả Phùng Tứ đi, anh nghiêm túc đấy à, yên tâm, sẽ có người tới dọn dẹp ông ta sớm thôi. Ánh mắt Dương Tiêu hiện ra vẻ lạnh lẽo. Lúc này, Lý Thần Chiến đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Sau khi nghe tin Lý Thần Chiến tỉnh lại, Dương Tiêu chào tạm biệt Tiết Hồng Đỏ, Chủ tịch Hiệp hội Võ Thuật, Lam Vi Vi và những người khác, lập tức chạy đến phòng bệnh. Điện hạ, nhìn thấy Dương Tiêu tới, Lý Thần Chiến tái nhợt rùn dây cố gắng đứng lên. Dương Tiêu nhanh chóng động viên, vết thương của anh vừa mới lành, không nên cử động mạnh, dưỡng thương cho tốt, đừng để vết thương vỡ ran. Vâng, điện hạ nghe được những lời động viên của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến cảm động suýt khóc. Vừa nãy tỉnh lại, Lý Thần Chiến biết được từ cấp dưới của mình rằng Dương Tiêu là người phẫu thuật chính lấy viên đạn ra khỏi cơ thể anh ta. Điều này khiến Lý Thần Chiến cảm động rơi nước mắt, đột nhiên trong lòng Lý Thần Chiến trỗi dậy một cảm giác chết vì người bạn tri kỷ. Nhiều năm trước, anh ta làm lính đánh thuê ở nước ngoài không may gặp nạn, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tiêu đã bất chấp mưa đạn cứu anh ta ra khỏi bờ vực sinh tử. 5 năm trước, huyền thoại bắt nguồn từ thần chết kết thúc, và mọi người đều nghĩ rằng Dương Tiêu đã chết. Tuy nhiên, anh ta đã theo Dương Tiêu đến thành phố Trung Nguyên. Trong những năm qua, Lý Thần Chiến đã ngấm ngầm phát triển quyền lực, thậm chí còn có dã tâm tạo phản. Và Dương Tiêu đã bỏ qua những hiềm khích lúc trước, cho anh ta thêm một cơ hội, để anh ta bình tĩnh suy nghĩ lại. Lần này, anh ta bị Phùng Tứ tấn công suýt chết, chính Dương Tiêu lại là người kéo anh ta từ quỷ môn quan trở về. Nhìn vẻ mặt Lý Thần Chiến tái nhợt, Dương Tiêu thấp giọng nói, vừa nãy Phùng Tứ bị tôi chém hai đao, tổn hại sức mạnh. Đây là ông ta nợ tôi, nhưng tôi không dê. Phùng Tứ, anh dưỡng thương cho tốt, đầu của Phùng Tứ sẽ do anh tới lấy. Cảm ơn điện hạ, Lý Thần Chiến cảm động không nói nên lời. Là ông lớn trong vùng xám Trung Nguyên, anh ta đã chiến đấu trong sáng ngoài tối với Phùng Tứ 5 năm. Lần này lại bị Phùng Tứ tấn công, không cần nói Lý Thần Chiến phân hận Phùng Tứ nhiều như thế nào. Lý Thần Chiến chiến đấu sắt thép, trong lòng cuồng dã. Anh ta đương nhiên hy vọng tự mình sẽ báo thù lớn này. Dương Tiêu nói tiếp, hang ổ của Hùng Tứ đã bị lật đổ, bây giờ Phùng Tứ chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Thời gian dành cho anh cũng không còn nhiều, sắp tới có thể có một nhóm cao thủ từ Đông Nam Á tới ẩn nấp ở Trung Nguyên. Rất nhiều việc đang chờ anh xử lý đó người anh Imo.
Cái gì, người anh em? Nghe Dương Tiêu xưng hô như vậy, Lý Thân Chiên không kìm được nữa nước mắt tuôn trào. Anh ta vẫn luôn lấy thân phận cấp dưới đối xử với Dương Tiêu, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại coi anh ta như anh em. Ba từ đơn giản nhưng sự khác biệt giữa thân phận của hai người lại nghiêng trời lật đất. Hóa ra bao năm qua, Điện Hạ không coi mình là thuộc hạ, mà coi mình như anh em vào sinh ra tử. Chờ anh Huy Vũ trở về, Dương Tiêu nhìn Lý Thần Chiến cười nói. Lý Thần Chiến lau nước mắt, nhìn Dương Tiêu cười nói, đúng vậy, tôi nhất định sẽ không làm Điện Hạ thất vọng. Ừ, Dương Tiêu gật đầu. Trước đây không nói rõ cho Lý Thần Chiến biết thái độ của mình đối với anh ta, đêm nay Dương Tiêu đã nói rõ cho Lý Thần Chiến biết thái độ của mình. Đúng vậy, Dương Tiêu coi Lý Thần Chiến như anh em. Anh em một đời, anh em vào sinh ra tử đời đời kiếp kiếp. Giống như khi Dương Tiêu phụ trách đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, bên trong không có ai là thuộc hạ của anh, tất cả đều là anh em vào sinh ra tử nghe lệnh anh chiến đấu. Cùng lúc đó, Hình Kiên thu hoạch trở về, phong tỏa tứ phía nơi ở của Phùng Tứ, sau đó dân người đi nhanh về phía trụ sở. Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, trên người Phùng Tứ đầy những vết bờ hoàng tím hỏi, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tứ gia, xảy ra chuyện lớn, hang ổ của chúng ta đã bị chiêm rồi. Một tên thuộc hạ thân tín báo cáo với vẻ mặt chua xót. Cái gì? Hang ổ bị chiếm? Phụt! Nghe thấy những lời này Phùng Tứ cảm thấy ngực căng cứng, nôn ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Ánh mắt ông ta dần trở nên đỏ đẫn, trong lòng nổi lên từng đợt sóng gió. Kết thúc rồi, chúng ta xong đời rồi. Phùng Tứ lắm bẩm. Vốn ông ta nghĩ rằng cuộc chiến xử lý Dương Tiêu tôi nay sẽ thành công, thể hiện rõ danh tiếng mạnh mẽ của Phùng Tứ này. Không ngờ, trong trận chiến tôi nay, bọn họ không chỉ bị quét sạch mà hang ô của bọn họ cũng bị đánh chiêm. Võ Thu Hoàng, cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải đã chết, đám thuộc hạ do ông ta đứng đầu đều bại trận, hang ô cũng không còn. Dương Tiêu, cậu thật tàn nhẫn, cậu thật tàn nhẫn. Phùng Tứ không kìm được kích động hét lên. Sau khi thời đại Long Ngũ thống trị Trung Nguyên kết thúc, thời đại thuộc về ông ta đã đến. Trong 10 năm qua, Phùng Tứ rung trời chuyên đất, hầu hết mọi người trong toàn bộ khu vực màu xám Trung Nguyên đều lấy ông làm lãnh đạo. Trước kia đối đầu kiềng ba chân, Lý Thần Chiến và Vương Thiên Long không dám so tài trực diện với ông ta, đều phải gọi ông ta là Tứ gia. Theo sau cái chết của Vương Thiên Long, tình thế kiềng ba chân đã hoàn toàn tan vỡ. Trời thay đổi. Và thành phố Trung Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Phụt! Nghĩ đến đây, Phùng Tứ lại cảm thấy lông ngực căng cứng, ông ta lại nôn ra một ngụm máu giả, hai mắt đen kịt rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Tứ gia, đám thuộc hạ đồng loạt kêu lên. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dương Tiêu nhận được cuộc gọi từ Đường Mộc Tuyết. Thấy đó là cuộc gọi của Đường Mộc Tuyết, sát khí lạnh lẽo trong mắt Dương Tiêu mới biến mất. Mộc Tuyết, anh về nhà ngay đây. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, ỷ Dương Tiêu, em muốn thảo luận với anh một chuyện. Hay về nhà rồi nói. Dương Tiêu mỉm cười. Đường Mộc Tuyết đáp lại, vâng, em đợi anh ở nhà. Về đến nhà, Triệu Cầm đưa cho Đường Mộc Tuyết một bát canh gà. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Tiêu cười thật lòng. Xem ra, từ khi Đường Mộc Tuyết mang thai, Triệu Cầm này quả thật đã bớt làm mấy chuyện không đứng đắn. Dương Tiêu không khỏi thở dài, đời sau thật sự là tồn tại thần kỳ. Vợ chồng có con, mối quan hệ của họ sẽ tốt hơn nhiều, và nhiều tranh chấp. Sẽ được giải quyết vì lợi ích của đứa trẻ. Bề trên sẽ vì con cháu mà suy nghĩ, nhiều mâu thuẫn gia đình cũng biết mắt. Mộc Tuyết, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà muốn thảo luận với anh thế? Dương Tiêu cười hỏi. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt dịu dàng. Không phải anh nói hành trình tương lai của tập đoàn Tuyết Tiêu là sao trời biển rộng sao? Đúng vậy, Mộc Tuyết, em muốn làm gì? Dương Tiêu tò mò hỏi. Đường Mộc Tuyết mỉm cười nói, trận chiến vị trí đứng đầu trong lĩnh vực y tế 10 năm một lần sắp bắt đầu. Em đã hỏi thăm, trận chiến vị trí đứng đầu này diễn ra ở Trung Nguyên, em muốn anh giúp thần y. Liễu Giang Hà giành chiến thắng lấy được danh hiệu đứng đầu trong ngành y tế ở đất nước chúng ta. Dương Tiêu rất kinh ngạc. Anh thật sự không ngờ Đường Mộc Tuyết y lại phát triển nhanh như vậy, đã sắp xếp cho sự phát triển tiếp theo của tập đoàn Tuyết Tiêu. Nếu Liễu Giang Hà thực sự thành công giành được vị trí đứng đầu trong ngành y, điều đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Đường Mộc Tuyết lại thấp giọng nói, hơn nữa, theo em được biết, lần này Long Lân Các, tổ chức y học lớn nhất nước ta sẽ đích thân bãi ra trận chiến,
cho nên, Dương Tiêu em cần anh giúp. Cuối cùng Long Lân Các cũng muốn can thiệp vào giới y học. Dương Tiêu híp mắt. Cùng lúc đó, ở đề đô trong thiên phủ chỉ quốc, trên nóc trụ sở của Long Lân Các. Các chủ của Long Lân Các nhìn về phía Trung Nguyên, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, Dương Tiêu, tôi và cậu đã không giao đấu nhiều năm. Lần này là trận chiến tranh giành vị trí đứng đầu ngành y, cậu đừng có không chịu nổi một đòn đây nhé. Sự sỉ nhục năm đó mà cậu mang lại cho tôi, lần này tôi sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Dương Tiêu không hề hay biết, lần này Long Lân Các, tổ chức ỷ tê số 1 Trung Hoa chĩa kiếm về phía anh. Trong chốc lát, sóng ngầm cuồn cuộn, thay đổi bất ngờ đồng thời cùng lúc đó, ở Âu Mỹ một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh mặc áo khoác trăng nói với Dương Bân Hàn, chúc mừng anh Dương, anh đã bình phục rồi. Cuối cùng cũng khỏi rồi. Dương Bân Hàn vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, anh Dương, người nước ngoài mỉm cười cung kính. Sau khi xác nhận vết thương của mình đã bình phục, Dương Bân Hàn cười dữ tợn, tốt quá rồi, Tiểu Lâm, đặt cho tôi một vé bay trở lại đề đô vào 3 ngày sau. Cậu chủ lớn, không phải anh nói chờ một khoảng thời gian nữa sao? Thư ký Tiêu Lâm ngạc nhiên nói. Dương Bân Hàn chế nhạo, chờ. Những lời kia chỉ để xoa dịu tên ngốc Dương Tiêu đó thôi. Hiện tại bà cụ đã nảy sinh cảnh giác với tôi rồi, việc đầu tiên tôi phải làm bây giờ là trở về đề đô, trước khi tên ngốc Dương Tiêu này về đề đô, phải lấy được vị trí thừa kế của nhà họ Dương ở đề đô. Cậu chủ lớn phòng ngừa chu đáo, quả nhiên rất sáng suốt. Thư ký Tiểu Lâm khen ngợi. Dương Bân Hàn nhảy ra khỏi giường duỗi eo, ánh mắt anh ta âm hiểm như răn độc, Dương Tiêu, cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu thời gian sắp xếp. Chờ tôi trở về đề đô, toàn bộ nhà họ Dương ở đề đô chắc chắn sẽ là thế giới của Dương Bân Hàn này. Đúng vậy, những lời Dương Bân Hàn nói với Dương Tiêu trước đây chỉ là cho có lệ. Dương Bân Hàn sẽ không bao giờ cho Dương Tiêu cơ hội trở về đề đô trước, điều anh ta muốn là khi Dương Tiêu tỉnh táo lại, nhà họ Dương ở đề đô đã nằm trong sự kiểm soát của anh ta. Dương Tiêu đang nói chuyện với Đường Mộc Tuyết thì nhận được cuộc gọi từ Âm Kim Long Vương. Điện hạ. 3 ngày nữa Dương Bân Hàn sẽ trở về để đôi ám Kim Long Vương nhận được tin tức. Dương Tiêu giễu cọt, anh cả tốt của tôi luôn chỉ biết làm mấy chuyện hèn hạ này, nhiều năm như thế vẫn không thay đổi được thói quen này. 3 ngày sau, tốt, tốt lắm, 3 ngày nữa tôi sẽ đích thân đến để đô. Dương Bân Hàn, muốn giết tôi trước, đúng là kẻ ngu nằm mo một. Lúc trước Dương Tiêu đã để người của Long Môn theo dõi mọi hành động của Dương Bân Hàn ở Âu Mỹ, phòng ngừa Dương Bân Hàn giở thủ đoạn hèn hạ. Không nằm ngoài dự đoán, Dương Bân Hàn này quả thật mặt dày trơ trên. Nếu không phải có hệ thống tình báo mạnh mẽ của Long Môn, e rằng lần này Dương Bân Hàn đã thành công. Dương Bân Hàn giỏi thủ đoạn âm hiểm không biết xấu hổ nhát, và lần này chắc chắn Dương Tiêu sẽ đè bẹp mọi thủ đoạn nhỏ của Dương Bân Hàn. Dương Bân Hàn, sau ngần ấy năm, không lẽ anh vẫn không dám đối mặt với tôi? Nghĩ đến việc mình bị Dương Bân Hàn tính kế đuổi ra khỏi đề đô mấy năm trước. Cơn tức giận của Dương Tiêu không ngừng trào dâng trong người, đặt vé máy bay cho tôi, còn nữa, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến thăm, lấy thân phận của Long Môn tới thăm. Chịu đựng nhiều năm như vậy, sự trở lại của Dương Tiêu này, chắc chắn sẽ khiến mây bay tứ phía. Vâng, điện hạ ám Kim Long Vương đáp. Nhớ lại bộ mặt xấu xí của nhà họ Dương ở đề đô, lửa giận trong người Dương Tiêu không có cách nào dập tắt được. Khi Dương Tiêu này trở lại, toàn bộ đề đô sẽ sôi sục. Đường Mộc Tuyết nhìn ra được tâm trạng của Dương Tiêu đang rất dao động, Đường Mộc Tuyết hiên huệ hỏi, sao vậy? Mộc Tuyết, 3 ngày nữa anh sẽ trở về đề đô. Dương Tiêu trịnh trọng nói. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc, nhanh như vậy. Ừ, không thể trì hoãn được nữa. Em nói đúng, tập đoàn Tuyết Tiêu phải tiếp tục phát triển, nếu Liễu Giang Hà có thể giành được vị trí đứng đầu trong giới y học trong nước, nhất định sẽ nâng cao uy tín của tập đoàn Tuyết Tiêu lên rất nhiều. Lần đại hội trong giới y học này, anh sẽ đích thân tham gia vào toàn bộ quá trình. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Anh đã đoán được từ lâu Dương Bê Hàn sẽ chơi thủ đoạn nhỏ, về đề độ trước thời hạn. Chỉ là Dương Tiêu không ngờ rằng Dương Bản Hàn lại điên cuồng như vậy, trở về sớm hơn nhiều ngày. Thế cũng tốt, Dương Tiêu cũng đã chờ không nổi muốn giết tới đề đô rồi. Bây giờ, dưới sự lãnh đạo của Đường Mộc Tuyết, tập đoàn Tuyết Tiêu đang phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng. Phùng Tứ đã trở thành chó nhà có tang. Lý Thần Chiến đã tỉnh. Tiếp theo, Lý Thần Chiến sẽ không dễ dàng buông tha cho Phùng Tứ. Một khi mối đe dọa của Phùng Tứ được dỡ bỏ, chỉ dựa vào thủ đoạn của bọn Đường Hạo, Điền, Lộc, Tạ Quân hoàn toàn khó có thể hạ gục được Đường Mộc Tuyết.
Cả Đường Mộc Tuyết và Long Ngũ đều cần phải phát triển, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tuyết Tiêu phải có ý chí sắt thép, trong sự phát triển sau này mới không quan tâm hơn thua, bát khả chiên bại. Về phần an toàn của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không lo lắng, anh đã triệu tập Bắc Hải Long Vương rồi. Sức mạnh của Bắc Hải Long Vương vượt qua Ám Kim Long Vương, có Bắc Hải Long Vương bảo vệ Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết sẽ được an toàn tuyệt đối. Điều duy nhất khiến Dương Tiêu lo lắng là người được gọi là Vương. Đứng sau Võ Thu Hoàng cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải là ai? Tuy nhiên, anh đã liên lạc với Lý Vân Long, thủ lĩnh của Long Ảnh ở Đề Đô. Lý Vân Long đã phái một số lượng lớn cao thủ Long Ảnh đi càn quét khắp bốn tỉnh Giang Nam và 6 tỉnh Đông Hải, những kẻ sâu này chắc chắn sẽ bị người của Long Ảnh đánh bại. Tiếp theo, hy vọng trước khi mọi chuyện ở Đề Đô lăng xuống sẽ không có rắc rối nào xảy ra. Đường Mộc Tuyết biệt nhiều năm trước Dương Tiêu bị anh trai cùng cha khác mẹ với mình hãm hại và bị buộc rời khỏi nhà họ Dượng ở Đề Đô, sự việc này vẫn luôn khiến Dương Tiêu canh cánh. Chú ý an toàn, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói. Đường Mộc Tuyết tin rằng người đàn ông của cô chắc chắn là rồng giữa dòng người. Đường Mộc Tuyết tin rằng người đàn ông của cô sẽ thống trị thế giới. Dương Tiêu khẽ vuốt má Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, anh không thể ở lại Trung Nguyễn lâu được. Sau này tình hình chung của tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ giao cho em quản lý. Anh tin bọn Đường Hạo đứng trước mặt em sẽ không chịu nổi một đòn. Anh yên tâm, Đường Mộc Tuyết mạnh nhát trên trái đất không phải là nói giỡn. Ánh mắt Đường Mộc Tuyết tự tin nhìn Dương Tiêu. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết ủng hộ mình như vậy, Dương Tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau khi trở về phòng, khi Dương Tiêu cởi áo, đột nhiên đêm mãnh liệt rơi ra khỏi túi của Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc, đây là cái gì? Hả, đây là, Dương Tiêu xấu hổ gãi đầu. Đường Mộc Tuyết càng tò mò hơn, thứ gì sẽ khiến cho Dương Tiêu xấu hổ như vậy? Đường Mộc Tuyết lại hỏi, không tiện trả lời em à. E hèm, đây là đêm mãnh liệt, Mộc Tuyết, nó em cũng đã nghe nói đến rồi chứ. Mặt mo Dương Tiêu đỏ bừng. Đường Mộc Tuyết không thể tin được che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, đêm. Đêm mãnh liệt. Ngay sau đó, trên khuôn mặt ngọc bích xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết xuất hiện dáng mây đỏ. Cô đương nhiên biết đêm mãnh liệt, cô biết tổ tiên của Tôn Bằng làm nghề này, đây là chuyện trước đây Đường Mộc Tuyết vô tình nghe được. Chỉ là Đường Mộc Tuyết không ngờ tới Dương Tiêu lại chuẩn bị thử như này. Mộc Tuyết, em đừng nghĩ nhiều. Dương Tiêu càng xấu hổ hơn. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt đến mức sắp vặt ra nước, anh. Anh đã rất liệt, anh không sợ em chịu không nổi à hai tê hả? Mộc Tuyết, em nghĩ nhiều rồi. Không phải để anh uống. Ý anh là, sao chúng ta không nghiên cứu thử, nâng cao khả năng chịu đựng của em? Dương Tiêu đỏ mặt nói. Cái gì, nâng cao khả năng chịu đựng của mình? Đường Mộc Tuyết rất xấu hổ. Cô biệt mình và Dương Tiêu cá nước thân mật đều kết thúc vội vàng vì lần nào cô cũng không chịu đựng nổi. Đường Mộc Tuyết tức giận nói, ai nói em không chịu được? Anh là đồ ngốc. Hả, Mộc Tuyết, chẳng, phải lần nào em cũng không chịu nổi còn gì. Dương Tiêu bôi rồi xoa mũi. Đường Mộc Tuyết tức giận nói, anh là đồ ngốc lớn, anh chưa từng nghe nói chỉ có bỏ chết vì kiệt sức mới không có đất cày sao. Hơn nữa em mới tiếp xúc, chắc chắn trong chốc lát không chịu đựng được. Nhưng bây giờ được rồi. Có phải anh đang nghĩ về chuyện đó không? Nhìn chằm chằm thân thể trưởng thành và gợi cảm của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu gật đầu không trôi cãi. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt đi tới trước mặt Dương Tiêu, ghé tai ngượng ngùng nói, em nghe. Nói khi mang thai mà quan hệ sẽ rất dễ bị kích thích. Dương Tiêu, anh muốn sinh nhiều à? Sinh nhiều, Dương Tiêu sững sờ. Hình như có trường hợp đó thật, có khả năng dẫn đến sinh thiệu. Đường Mộc Tuyết xấu hổ không thôi, em muốn sinh cho anh một trai, một gái, Dương Tiêu, vì em mà cởi áo nới thắt lưng đi. Ừng ực. Nghe lời này của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không khỏi. Nuốt nước miếng, vươn tay cởi quần áo của Đường Mộc Tuyết. Sáng sớm hôm sau tại khu vực quảng trường Ngân Cơ ở thành phố Trung Nguyên đã chật cứng người. Cuộc chiến giành vị trí đứng đầu trong lĩnh vực y tế ở Thiên Phủ Chỉ Quốc hoàn toàn diễn ra, Liễu Giang Hà thần y số 1 Trung Nguyên cũng tham gia. Ở trong nước, cứ 10 năm một lần, ngành y sẽ có một cuộc đối đầu đỉnh cao, chọn ra thế hệ thánh y mới của Trung Hoa. Liễu Giang Hà đã có tuổi, ông từng tham gia hai trận đấu tranh thánh, nhưng lần nào ông cũng không vào được top 10. Hết cách, Thiên Phủ Chi Quốc đất rộng của nhiều, có nhiều người kỳ lạ tài giỏi xuất hiện lớp lớp. Không giới hạn độ tuổi, chỉ cần can đảm là có thể tham gia tranh đoạt thánh y. Năm nay Liễu Giang Hà thật sự không còn trẻ,
hơn nữa đã từng tham gia 2 lần. Tà thần y số 1 chung, nguyên, Liễu Giang Hà nằm mơ cũng muốn đăng quang ngôi vào vị trí thánh y. Kể từ ngày Dương Tiêu dạy ông y thuật, thực lực của Liễu Giang Hà không ngừng tăng vọt. KS bây giờ, đối thủ lớn nhất của ông là Mục Lâm, các chủ của Long Ấn các tổ chức y tế số 1 Trung Hoa. Mục Lâm, người sáng lập Long Lân Ga năm nay mới ngoài 30, có vị thế cao trong lĩnh vực y tế trong nước. Ngay cả các nguyên thánh y cũng khen ngợi Mục Lâm. Nghe nói, kể từ khi ra mắt, Mục Lâm mới chỉ thất bại 1 lần, cũng không rõ người bí ân đó là ai. Lần này, lý do khiến Mục Lân ra tay cũng là vì người này. Dương Tiêu dậy sớm đến quảng trường Ngân Cơ, Liễu Giang Hà nhìn thấy Dương Tiêu tới, vội vàng chào hỏi, Dương tài bai. Thần y Liễu, chuẩn bị tâm lý xong chưa? Dương Tiêu hỏi. Liễu Giang Hà trịnh trọng nói, đã sẵn sàng, nhưng đối thủ lần này quá, mạnh, không chỉ có Mục Lâm, các chủ của Long Lân các đích thân tới, mà nghe nói cả đối thủ cũ của Mục Lâm cũng sẽ xuất hiện trong trận chiến tranh giành thánh y này. Đối thủ cũ của Mục Lâm, Dương Tiêu cười nhẹ. Những người khác không biết đối thủ cũ của Mục Lâm, các chủ của Long Lâm Ga là Si, nhưng Dương Tiêu biết rất rõ. Nhiều năm trước, ở châu Âu, ông chủ của một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới ôm nặng. Lần đầu tiên Dương Tiêu và Mục Lâm gặp nhau, tài năng y thuật của Mục Lâm vô song, hai người bắt đầu một cuộc so tài đỉnh cao. Cuối cùng, Dương Tiêu đã đánh bại Mục Lâm bằng kỹ năng y thuật cao siêu của mình. Mục Lâm là người cao ngạo đã nói với Dương Tiêu rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đánh bại Dương Tiêu. Điều mà Dương Tiêu không bao giờ ngờ tới là bao năm qua, Mục Lâm này thật sự đến. Y thuật của Mục Lâm siêu việt, không hề quan tâm đến những tên tục trên thế giới. Dương Tiêu biết, với y thuật của Mục Lâm, anh ta có thể dễ như trở bàn tay giành được ngôi vị thánh y. Bởi vì nghe nói Mục Lâm đã tiếp nhận y học cổ đại y thuật của Hoa Đà. Hoa Đà là ai? Đó là người có sức mạnh chân chính của y học cổ đại. Hoa Đà được các thế hệ sau gọi là bậc thầy về y học và người sáng lập ra ngoại khoa. Ông được các thế hệ sau gọi là thần Yêu Hoa Đà, được ca tụng là vị bác sĩ có kỹ năng chữa bệnh hơn người, Hoa Đà tái thế, nguyên hóa tái sinh. Chuyện Mục Lâm kế thừa y học cổ đại của Hoa Đà đã đủ cho thấy sức mạnh của Mục Lâm. Ừ, lần này hơi khó, Liễu Giang Hà rất lo lắng. Với y thuật học được từ Dương Tiêu, nếu Khi Lâm, các chủ của Long Lân các không đến, nếu đối thủ cũ của Mục Lâm không đến, Liễu Giang Hà quyết tâm phải giành được danh hiệu thánh y này. Đáng tiếc những ông lón tới lần này đều là những tồn tại phi thường trong y học, Liễu Giang Hà rất không yên lòng. Dương Tiêu cười nhếch mép, lát nữa cứ cố gắng, hết sức, có tôi đây, Mục Lâm này cũng không thể làm nên sóng gió gì. Những người khác không biết về Mục Lâm này, nhưng anh Dương Tiêu lại hiểu rõ Mục Lâm. Người này chắc chắn không chỉ đơn giản là các chủ của Long Lân Các, anh ta còn có một thân phận bí ấn khác. Trong đội hình có Dương Tài Ba, lão già này nhất định sẽ dốc toàn lực. Liêu Giang Hà trịnh trọng nói. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, tất cả các dụng cụ y tế cao cấp trên thế giới đều được đưa đến. Trận chiến giành ngôi vị thánh y 10 năm một lần, vô số bác sĩ hùng mạnh đã đến tham gia. Một khi có thể đoạt được danh hiệu thánh y, thật sự có thể vinh dự cả đời, chết cũng có thể nhắm mắt. Hôm nay, có ít nhất hàng chục nghìn bác sĩ từ khắp nơi trên đất nước đến quảng trường Ngân Cơ. Rốt cuộc, có thể tham gia hội nghị như này chỉ có thể là các chuyên gia trong lĩnh vực y học, tất cả đều có thành tích phi thường. Được tận mắt chứng kiến sự ra đời của thế hệ thánh y mới thì đó là một vinh dự. Mọi người nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc trong hội nghị thánh y lần? Tôi nghĩ Liễu Giang Hà khá giỏi. 2 lần trước đều thể hiện tốt, trong khoảng thời gian này, tốc độ cải tiến y thuật tăng vọt như cưỡi tên lửa. Đúng là Liêu Giang Hà rất giỏi, nhưng anh đặt Mục Lâm, các chủ của Long Lân Các ở đâu? Mục Lâm siêu mạnh, mặc dù Liễu Giang Hà đứng trước mặt Mục Lâm vẫn kém hơn một chút, nhưng Mục Lâm đã đạt tới thực lực thánh y từ lâu, chẳng qua là chưa ra tay mà thôi. Chậc, Mục Lâm rất mạnh, nhưng từ khi ra mắt Mục Lâm cũng đã thua 1 lần. Nghe nói người mà Mục Lâm thua còn là người Trung Hoa chúng ta. Ừ, buổi tụ tập cao thủ năm nay hẳn là rất náo nhiệt. Nhiều người xì xào bàn tán, tất cả đều mong chờ sự kiện tiếp theo. Nhìn kìa, Vương Chí Viễn thần y một ma đô đến rồi. Một người thốt lên. Vèo 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 on trong tích tắc, vô số người di chuyển ánh mắt lên một ông già. 10 mấy người đi theo sau ông già, kiêu ngạo đi về phía khu vực trung tâm. Dương Tiêu có chút hưng phấn, xem ra hôm nay chắc sẽ có nhiều chuyên gia y tế trong nước đến.
Tất nhiên, điều mà Dương Tiêu mong đợi hơn cả là trong những năm qua Mục Lâm đã đạt được mức độ y thuật như thế nào. Điều đáng nói là cuộc thi giành danh hiệu thánh y không phải là cuộc thi của một người mà có thể là cuộc thi của cả một tập thể. Bởi vì sự kiện không đơn giản và diễn ra quá lâu, các đội có thể tham gia chiến đấu. Cũng giống như ông Viên Long Bình, có rất nhiều loại lúa lai, cũng không phải nghiên cứu một mình, phía sau ông còn có một đội rất lớn, chỉ là do ông ấy phụ trách. Cho nên mọi người đều biết là ông Viên rất mạnh, nhưng lại phớt lờ đội ngũ phía sau ông ấy. Tiêu Nại, thần y số 1 Kim Lăng cũng tới rồi. Một người khác thốt lên. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên dẫn đội đến hiện trường. Ngay sau đó, cảnh tượng sôi sục, giới y học từ khắp nơi trên toàn quốc lần lượt đến hiện trường. Kít. Cuối cùng, một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen dừng lại ở quảng trường Ngân Cơ. Tới rồi, cuối cùng các chủ của Long Lận Các cũng tới rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc Rolls Royce Phantom. Dương Tiêu cũng nhìn sang, Mục Lâm, cuối cùng anh cũng tới rồi à hai. Đúng vậy, tôi tới rồi, thần chết điện hạ. Một người đàn ông kỳ lạ bên trong chiếc Rolls Royce Phantom nhắm mắt nhìn Dương Tiêu trong đám đông với nụ cười quyến rũ. Qua đôi mắt rồng nến, Dương Tiêu có thể thấy rõ vẻ sâu xa và nụ cười quyến rũ ma quỷ của người đàn ông. Trong chốc lát, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Chưa gặp mặt, nhưng đã dương cung bạt kiếm. Một cuộc đối đầu đỉnh cao, mưa gió nổi lên. Bộp bộp, dáng người thon dài của Mục Lâm bước ra khỏi xe. Anh ta mặc một chiếc áo choàng đen sạch sẽ và tươm tất, dáng người cao thẳng, mái tóc bồng bênh. Một đôi mắt phẳng lặng, lạnh nhạt nhưng lại đầy vẻ quyến rũ, trăm người nhìn không chán, như biết thiên hạ, bao gồm cả biển sách, vẻ mặt sắc bén nhưng đầy cơ trí. Đây chính là các chủ của Long Lân Các à? Khí thế quá mạnh, nhiều người sao động. Ánh mắt Mục Lâm đầy khôn ngoan, anh ta đi thẳng về phía Dương Tiêu. Mục Lâm muốn làm gì? Nhiều người thầm kinh ngạc. Trong giới y học của Thiên Phủ Chi Quốc, không ai không biết đến cái tên Mục Lâm. Người ta nói rằng ngoài thân phận các chủ của Long Lân Các, Mục Lâm còn có một thân phận bí ẩn chưa từng được biết đến. Liễu Giang Hà nhận ra Mục Lâm đang đi về phía Dương Tiêu, ông nhìn Dương Tiêu, Dương Tài Ba, chẳng lẽ cậu quen biết Mục Lâm? Cũng coi như là người quen. Dương Tiêu gật đầu có hơi mong đợi. Mục Lâm đi tới bên người Dương Tiêu, thần chết điện hạ, đã lâu không gặp. Các chủ Mục. Quả thật đã lâu không gặp, Dương Tiêu cười nhẹ. Đáy mắt Mục Lâm nồng đậm mùi thuốc súng, lần này tôi ra khỏi núi tới chỗ của cậu, thần chết điện hạ, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, chờ anh thắng thần y Liễu rồi nói xô. Dương Tiêu liếc nhìn Liễu Giang Hà. Mục Lâm liếc nhìn Liễu Giang Hà, kiêu ngạo nói, ông ta không phải là đối thủ của tôi, cậu tới. Phải đối thủ của anh hay không thì cứ thử rồi biết. Dương Tiêu cười nhẹ. Mục Lâm biết tính cách của Dương Tiêu. Vì vậy anh ta không nói thêm nữa, được. Vậy chúng ta chờ xem, cậu yên tâm, lát nữa cậu sẽ ra tay, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo. Vừa dứt lời, Mục Lâm đi thẳng về phía bên trong trận chiến giành ngôi vị thánh y. Nhìn chăm chú vào bóng lưng kiêu ngạo của Mục Lâm, Dương Tiêu xoa đầu có hơi đau đầu, anh biết lần này Mục Lâm tới là nhắm vào mình. Không nằm ngoài dự đoán, Mục Lâm thật sự tới vì anh. Thân y Liễu, Mục Lâm rất mạnh, còn mạnh hơn ông tưởng tượng. Tiếp theo, ông hãy dùng hết sức mạnh y học mà tôi đã dạy cho ông chiến đấu với anh ta. Dương Tiêu nói thẳng. Liễu Giang Hà trịnh trọng nói, Dương Tài Ba yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Liễu Giang Hà hiểu rằng đây là một bài kiểm tra của Dương Tiêu dành cho ông. Bất kể như thế nào, ông cũng cần phải thể hiện một trận chiến tay đôi vô hình với Mục Lâm. Dương Tiêu cũng có ý tương tự, anh thật sự muốn xem trong khoảng thời gian này trình độ y thuật của Liễu Giang Hà đã đạt đến mức nào. Anh muốn xem khoảng cách giữa Liễu Giang Hà và Mục Lâm kém bao xa. Thằng, nhóc này là ai? Làm sao lại có thể khiến Mục Lâm coi trọng đến vậy? Nhiều người kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Không biết, thằng nhóc này là ai? Tại sao chưa từng thấy người này trong giới y học? Có lẽ chỉ là đồ rác rưởi tầm thường không dễ thấy thôi. Không phải chứ, được Mục Lâm coi trọng, e rằng trình độ y thuật cũng không đơn giản. Ha! Ai bảo Mục Lâm tới đây là vì thằng nhóc này? Có lẽ là tới vì thần y Liễu Giang Hà. Vì độ nổi tiếng của Dương Tiêu trong ngành y tế quá thấp nên nhiều người đã nhìn Dương Tiêu với ánh mặt khinh thường. Nhóm người này cho rằng Mục Lâm không đi về phía Dương Tiêu, mà là đi về phía Liễu Giang Hà. Xét cho cùng, Liễu Giang Hà là người có quyền trong ngành y tế, một chuyên gia trong ngành y tế được toàn quốc công nhận. Thầy, là người sao?
Đột nhiên, một thanh niên tóc vàng mắt xanh nói với giọng run rẩy. Chỉ thấy vẻ mặt của chàng trai trẻ vô cùng phân khích, cứ như được nhìn thấy thiên vương thân tượng của mình. Nhìn thanh niên tóc vàng mắt xanh, không ít người thốt lên, bậc thầy Alan, bậc thầy Alan làm sao thế? Chàng trai trẻ tên là Alan đến từ Âu Mỹ, là một chuyên gia y tế nổi tiếng trong giới y học thế giới, trước đó đã từng được đề cử giải Nobel y học. Bởi vì Alan đã đủ nổi tiếng, lần này được chính phủ thiên phủ chi quốc mời làm giám khảo chính. Alan hai nhìn thấy rõ người nọ, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Thật sự là thầy, Alan vui mừng đến mức suýt bật khóc. Phí Trầu sau khi xác nhận đó là Dương Tiêu, Alan kích động sải bước đến chỗ, Dương Tiêu, nghiêm trang quỳ xuống, học trò Alan chào thầy. N2 thầy, nghe thầy lời của Alan, vô số người chỉ cảm thấy mình bị ảo giác thính giác. Thậm chí, nhiều người còn há to mồm, há hốc mồm thành hình chữ O, có thể nhét được vài quả trứng lớn. Alan, chuyên gia y tế tầm cỡ thế giới, được đề cử giải Nobel y học lại quỳ quỳ gối trước một thằng nhóc không có tên tuổi. Chuyện này, làm sao có thể? Cảnh tượng này quá thót tim. Dương Tiêu nhanh chóng vươn tay nói, Alan, không cần đa lễ, mau đứng dậy. Đi. Thầy, cuối cùng học trò cũng gặp được thầy. 5 năm qua thầy đã ở đâu? Học trò phìm thầy rất vất vả. Alan nói với vẻ mặt xúc động. Dương Tiêu khẽ thở dài, trong đầu không khỏi nhớ lại những cảnh tượng đã qua. 5 năm trước, Dương Tiêu đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, thấy tài năng y thuật siêu phàm của anh, Alan đã nhận anh làm thầy. Dương Tiêu vẫn luôn không có thói quen nhận học trò, nhưng Alan khá có chấp, đợi ngoài cửa suốt 3 ngày 3 đêm. Dương Tiêu cảm động trước tinh thần học hỏi của Alan, vì vậy anh đã nhận Alan, để cậu ấy đi theo anh học y, chữa trị cho các thành viên bị thương của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Dương Tiêu chưa bao giờ nhận Alan làm học trò, nhưng Alan lại đối xử với anh như thầy bê trên. Năm đó, Dương Tiêu chào hỏi bên trụ sở ở Đề Đô, bên Đề Đô đã đồng ý để Alan trở thành bác sĩ chữa trị chính của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Trong trận chiến cách đây 5 năm, Alan là bác sĩ hiện trường, nhưng Dương Tiêu không để cậu ấy tham gia vào cuộc chiến. Không ngờ giữa đường lại bị các cao thủ hàng đầu thế giới tập kích, 2/3 đội đặc chiến bị giết, theo sau là Dương Tiêu xuất ngữ, Alan không thể liên lạc được với Dương Tiêu nữa. Sau đó, bên chính phủ thông báo thần chết con cưng một thế hệ xuất ngũ, Alan suy sụp tỉnh thần lựa chọn trở về nước. Lần này, giới y học thiên phủ chỉ quốc mời Alan đến, Alan đã không từ chối, bởi vì y thuật của anh là do Dương Tiêu chỉ dạy, về nguyên tắc, anh là một nửa người Trung Hoa, anh cũng có tình cảm sâu đậm với vùng đất thiên phủ chi quốc. Điều mà Alan không bao giờ ngờ tới là trong trận chiến tranh giành ngôi vị thánh y Trung Hoa này lại gặp được ân sư Dương Tiêu. Dương Tiêu đỡ Alan đứng lên, Alan, tôi biết cậu đang rất khó hiểu, nhưng những gì đã xảy ra trong những năm này thật sự rất khó diễn tả. Khi nào có thời gian sẽ nói chuyện xô. Vâng, thầy, Alan kích động liên tục. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong xương cốt của Mục Lâm, các chủ của Long Lân các ấn hiện sự hứng thú, ngay cả Alan cũng là học trò mà cậu ta dạy sao. Dương Tiêu, cậu thật sự không làm tôi thất vọng. Mục Lâm biết rằng Alan là một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực y học thế giới, trẻ tuổi trình độ y học đã vượt qua vô số bề trên. 1 năm trước, Alan đã được trường X Harvard, trường đại học số 1 thế giới, tuyển dụng làm giáo sư danh dự. Người ta nói rằng Alan đang phát triển một loại thuốc chống ung thư, nếu phát triển thành công, Alan chắc chắn sẽ có thể giành được giải Nobel y học tiếp theo. Những thiên tài y học như vậy lại được Dương Tiêu dạy, một khi những tin tức như này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây sóng gió trong giới y học thế giới. Bậc thầy Alan lại là học trò của thằng nhóc này. Vô số người đờ đẫn. Cha Ti Nhật là những người vừa nãy đã khinh thường, coi thường Dương Tiêu, bọn họ chỉ cảm thấy như có cái tát vô hình tát vào mặt. Cảm giác nhục nhã nông đậm tràn ngập trong lòng, khiến bọn họ sắp mất hết mặt mũi. Trong chốc lát, ánh mắt của vô số người nhìn về phía Dương Tiêu đều thay đổi. Không ai ngờ rằng Alan giám khảo chính của cuộc thi giành ngôi vị thánh y lại quỳ gối thảm hại trước một người Trung Hoa. Thấy Alan có được vị trí như ngày hôm nay, Dương Tiêu cảm thấy rất vui mừng. Anh không khỏi nghĩ tới, chờ tập đoàn Tuyệt Tiêu Tiên Quân ra thế giới, có thể để Alan gia nhập tập đoàn Tuyết Tiêu. Khi đó tên tuổi của tập đoàn Tuyết Tiêu nhất định sẽ nổi tiếng hơn. Hiện tại, việc Alan gia nhập tập đoàn Tuyết Tiêu là chuyện hoàn toàn không cần thiết. Xét cho cùng, cơ cấu của tập đoàn Tuyết Tiêu quá nhỏ, cần phải nâng cao vị thế của mình ở trong nước, vươn lên tầm thế giới.
nếu không thể vươn ra tầm thế giới, với danh tiếng của Liễu Giang Hà ở trong nước cũng đủ làm tập đoàn Tuyết Tiêu phát triển. Lần này giúp Liễu Giang Hà giành được danh hiệu thánh y trong ngành y, Dương Tiêu có thể yên tâm trở về Đê Đô đối phó với bọn Dương Bân Hàn, bà cụ. Bậc E. Allen, không còn sớm nữa, vào vị trí thôi. Một người thanh niên trẻ tuổi tôn kính nói với Allen. Allen là giám khảo chính của cuộc thi giành ngôi vị thánh y trong giới y học Trung Hoa. Dương Tiêu nói với Allen, bắt đầu đi. Vâng, thầy, Allen xoay người rời đi. Sau khi Allen đã ngồi vào chỗ, lại có hai ông già tóc hoa râm đền. Với sự hiện diện của hai ông già, hiện trường lại vang lên sự náo động khác. Bởi vì hai vị ông già này đều là các thánh y mùa trước, sự tồn tại trụ cột chân chính của y học Trung Hoa. Người dẫn chương trình cầm micro gần cô hét lên, các vị thần y, mời vào chỗ. Dương Tiêu gật đầu với Liễu Giang Hà, tinh thần của Liễu Giang Hà được nâng lên rất nhiều bước đến vị trí thi đấu. Trong chốc lát, nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực y học lần lượt đến các vị trí tương ứng. Mục Lâm ở giữa hiện trường, anh ta nhìn Dương Tiêu với ánh mắt nồng đậm mùi thuốc súng. Muốn đấu với tôi, đánh bại tôi đến thế à? Dương Tiêu bắt lực xoa mũi. Mục Lâm cười nham hiểm, thần. Chết điện hạ, tôi rất mong chờ buổi biểu diễn tuyệt vời hôm nay của cậu. Dương Tiêu tránh ánh mắt hung hãn của Mục Lâm, anh biết Mục Lâm muốn đánh bại anh đã lâu. Hôm nay chưa tới bước đường cùng, Dương Tiêu đã quyết tâm không làm loạn trật tự hiện trường. Chào mừng tất cả các vị thân y tham gia cuộc thi giành ngôi vị thánh y Trung Hoa lần thứ 6. Giám khảo của cuộc thi giành ngôi vị thánh y lần thứ 6 này là bậc thầy Allen, giáo sư danh dự của trường y Harvard, bậc thầy Lâm Viễn, thánh y mùa thứ 4, bậc thầy Vương Mông, thánh y mùa thứ 5. Người dẫn chương trình giới thiệu. Khơi dậy cảm xúc của mọi người tại hiện trường, người dẫn chương trình lại nói, hôm nay, thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, tổng số 88 vị thần y, họ là. Sau đó, người dẫn chương trình lần lượt đọc tên các thí sinh. Nhiều thần y như vậy, Dương Tiêu thầm kinh ngạc. Không thể không nói, những người có thể tham gia vào cuộc chiến giành ngôi vị thánh y hôm nay đều là những bác sĩ có tiếng trong nước. Chỉ cần lầy ra một người đã có thể ngồi ở một chỗ trên lãnh thổ. Những người này vì danh hiệu thánh y chắc chắn sẽ dốc toàn lực, giống như những bác sĩ vô danh thì không dám tham gia, tránh tự chuốc lấy thất bại. Rốt cuộc, 99% các bác sĩ đều quý trọng danh dự. Nếu không đủ sức lại tham gia cuộc chiến giành ngôi vị thánh y, thì đó hoàn toàn là tự chuốc lấy nhục nhã. Trận chiến tranh giành ngôi vị thánh y 10 năm một lần, thu hút sự chú ý của cả nước, và các phương tiện truyền thông lớn trong nước đã tới đây từ sớm. Tuy nhiên, Dương Tiêu hoàn toàn tin tưởng Liễu Giang Hà, anh tin Liễu Giang Hà sẽ có thể đánh bại tứ phía bằng những kỹ năng y học mà ông đã học được từ anh. Đối thủ chính của Liễu Giang Hà là Mục Lâm, các chủ của Long Lân Các, chỉ mong Liễu Giang Hà sẽ không mất hy vọng. Người dẫn chương trình phần khích hét lớn, thể lệ của cuộc thi giành ngôi vị thánh ni này. Rất đơn giản. Tiếp theo, 88 bệnh nhân tình nguyện mặc bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu đã gây mê sẽ vào hiện trường. Việc mà các thần y cần làm là xem ai có thể diệt sạch các tế bào ung thư hoặc loại bỏ được nhiều nhất cho những bệnh nhân này. Hiện trường có những dụng cụ y tế hàng đầu thế giới. Các vị thần y cứ việc sử dụng, trong suốt thời gian PK có thể huy động sức mạnh của tô đội. Không nói những lời vô nghĩa nữa, cuộc chiến giành ngôi vị thánh y chính thức bắt đầu. Cái gì, hát loại bỏ tế bào ung thư? Vừa rút lời, tại hiện trường đã vang lên từng đợt náo động. Vô số người kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ trận chiến này lại khó khăn như vậy. Những trận chiến giành ngôi vị thánh y trước đây không quá khốc liệt, việc tiêu diệt các tế bào ung thư không phải là một thử thách dễ dàng. Diệt sạch tế bào ung thư, nhiều thần y có mặt tại hiện trường không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Như chúng ta đã biết, ung thư là kẻ thù của nhân loại và rất khó chữa khỏi. Thông thường phải kiểm tra, phẫu thuật và hóa trị, bây giờ bảo họ diệt sạch các tế bào ung thư trong cơ thể bệnh nhân trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đây không phải trò đùa chứ. Nói trắng ra, điều này rõ ràng cho phép các bác sĩ phẫu thuật điều trị xem ai phẫu thuật điều trị thành công hơn. Dương Tiêu nghe vậy thấy rất có hứng thú, bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu. Đây không phải vấn đề bình thường. Cho dù y thuật của Dương Tiêu rất giỏi, nhưng anh cũng không đủ tự tin 100% đối mặt với căn bệnh ung thư. Xét cho cùng, ung thư thật khủng khiếp. Đặc biệt là đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cơ hội sống sót rất nhỏ, rất nhiều người sống lay lắt sau khi hóa trị. Trong ánh nhìn của mọi người,
88 bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu đã được gây mê được đưa lên bàn mô. Những bệnh nhân này đều có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có tiền chạy chữa, chỉ có thể tự nguyện đứng ra cho người ta phẫu thuật thử. Bằng cách này, sau khi phẫu thuật thử, tương đương với việc thực hiện một đợt điều trị miễn phí, đó là một vinh dự lớn đối với họ. Đừng quên, bản thân nghèo đói cũng là một căn bệnh, thế giới của những đội ệt trưởng thành không hề dễ dàng. Có không ít thần y do dự trong giây lát, sau đó lần lượt bắt tay vào làm. Đối với họ mà nói, những bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu vẫn còn ổn, nhưng trong giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối lại là điều khó với họ. Liễu Giang Hà không hề do dự, nhanh chóng chữa trị cho bệnh nhân trước mặt theo những gì đã học được trong nhiều năm. Tốt lắm, nhìn thấy Liễu Giang Hà đậu vào đấy, Dương Tiêu hài lòng gật đầu. Các thần y khác từ khắp nơi trên đất nước cũng bắt đầu, rất nhiều người có vẻ mặt ngưng trọng. Mặt khác, Mục Lâm các chủ của Long Lân các lại tràn đầy rạng rỡ. Tốc độ tay của anh ta rất nhanh, dùng nhiều loại dụng cụ tỉnh xảo điều trị cho bệnh nhân. Mọi người nghĩ rốt cuộc ai sẽ lấy được danh hiệu thánh y hay một người mong đợi hỏi. Ai biết được, những người này đều là những bác sĩ nổi tiếng, có lẽ là Mục Lâm, các chủ của Long Lân các chăng. Tuy nhiên, chuyện này cũng chưa chắc, đối thủ cũ của Mục Lâm Vân chưa lộ diện, e là lát nữa đã định sẵn sẽ có ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thời gian trôi qua từng chút một, trái tim của hàng vạn bác sĩ như thắt lại, tất cả đều đang chờ đợi thế hệ thánh y mới xuất hiện. Xong rồi, nửa tiếng sau, Mục Lâm các chủ của Long Lân các ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Cái gì, chỉ như vậy đã làm xong? Nghe vậy, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Ellen và hai vị thánh y mùa trước cũng phải sửng sốt, hiển nhiên là các phương pháp của Mục Lâm đã vượt xa sự mong đợi của họ. Ellen bước xuống tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Ellen thốt lên, tất cả các tế bào ung thư đã biến mất. Thần kỳ, thật là kỳ diệu. Tất cả đều biến mất, thật hay giả. Vô số người ngắn ra. Việc chữa khỏi cho một bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu trong nửa tiếng là chuyện chưa từng có, điều này thực sự gây sốc. Không hổ danh là Mục Lâm, không hổ danh là các chủ của Long Lân Các, quả thật rất mạnh. Xong rồi, các thần y khắp nơi trên toàn quốc tái mặt. Về cơ bản, bọn họ có thể làm giảm hoặc ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư ở bệnh nhân, nhưng muốn chữa trị tận gốc lại là chuyện không dễ dàng. Vẻ mặt Liễu Giang Hà tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Có thể chữa khỏi bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu một cách nhanh chóng, thành tựu y học như vậy đã vượt xa trình độ của ông. Làm xong tất cả những điều này, Mục Lâm chắp tay sau lưng, nhìn bằng nửa con mắt nói, bậc thầy Ellen, tị nghĩ không cần tiếp tục cuộc chiến giành ngôi vị thánh nữa đâu nhỉ. Thông báo thế hệ thánh y mới luôn đi. Mục Lâm quá mạnh, anh ta xứng đáng là thế hệ thánh y mới. Một nhóm người lại cảm thán. Khoan đã. Ngay lúc mọi người tin rằng Mục Lâm đã hoàn toàn giành được danh hiệu thánh y, Dương Tiêu ở dưới khán đài từ từ đứng dậy. Mục Lâm nhìn Dương Tiêu nở nụ cười âm mưu thành công, thần chết điện hạ, cuối cùng cậu cũng muốn ra tay rồi à? Tôi muốn ra tay, không, nói chính xác, đó không phải là điều anh muốn à? Dương Tiêu biết Mục Lâm đang buộc mình phải ra tay. Trước sức ép mạnh mẽ của Mục Lâm, Dương Tiêu bước lên phía trước, quyết định sẽ không giữ thái độ khiêm tốn nữa. Bậc thầy Ellen kinh ngạc nói, thầy cuối cùng người cũng định ra tay rồi. Người này là ai? Hai vị thánh y các mùa trước hơi kinh ngạc. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Dương Tiêu bước tới khu vực thi đấu, anh liếc mắt nhìn Mục Lâm, đã qua mấy năm, Mục Lâm, anh vẫn còn nhớ chuyện hồi đó nhỉ? Ra tay đi. Mục Lâm cười xấu xa. Dương Tiêu biết Mục Lâm muốn trực tiếp xem phương pháp của anh, cho nên Dương Tiêu cũng không vòng vo, trực tiếp đi tới bên cạnh Liễu Giang Hà. Liễu Giang Hà thông minh bước sang một bên, Dương Tiêu mở mắt rồng nến kiểm tra vị trí của các tế bào ung thư trong người này. Sau khi kiểm tra xong, Dương Tiêu hài lòng gật đầu, không tệ. Nghe vậy, Liễu Giang Hà cảm thấy nhẹ nhõm, ông sợ mình sẽ không thể có được sự hài lòng của Dương Tiêu. Phải thừa nhận rằng, mặc dù Liễu Giang Hà đã già nhưng sức mạnh của ông vẫn còn mạnh, vẫn có tấm lòng của một người khám phá y học. Trong vòng nửa tiếng, Liễu Giang Hà đã tiêu diệt 7-8 phần tế bào ung thư khỏi cơ thể người này, một số tế bào ung thư ẩn vẫn còn tồn tại. Liễu Giang Hà đã có thể đạt được trình độ này, nói thật, Dương Tiêu đã rất hài lòng. Rốt cuộc, Liễu Giang Hà là người duy nhất ở hiện trường có thể làm được điều này ngoại trừ Mục Lâm. Các thần y khác chỉ ngăn chặn tế bào ung thư trong cơ thể. Ngăn chặn sự mở rộng quy mô lớn của tế bào ung thư, kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân ung thư.
Giờ phút này, gần như toàn bộ hàng chục vị bác sĩ tài giỏi trên khắp cả nước đều toát mồ hôi lạnh, thậm chí có đội viên còn đau đầu. Nếu có thể đổi bệnh nhân khác thì còn có thể giải quyết được, nhưng đây là ung thư, là thiên địch của con người. Muốn loại bỏ hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn là điều rất khó. Mục Lâm nhìn thẳng Dương Tiêu, ánh mắt âm hiểm, Dương Tiêu, lát nữa đừng làm tôi thất vọng. Ngoài đồ lót ra, hãy cởi hết quần áo của người này ra cho tôi. Dương Tiêu nhìn chăm chú bệnh nhân trước mặt thấp giọng nói. Cái gì, cởi hết đồ ra? Nghe những gì Dương Tiêu nói, nhiều người có mặt tại hiện trường vô cùng bất ngờ. Liêu Giang Hà ra sân cũng dẫn theo bác sĩ phụ trợ, những bác sĩ phụ này đều nhìn về phía Liêu Giang Hà, Liễu Giang Hà gật đầu. Không lâu sau, trên người đàn ông mặc bệnh ung thư không còn gì ngoài chỗ vùng kín. Hai mắt Dương Tiêu sáng quắc, anh thăm dò huyết mạch và dây thần kinh chính của người này, sau đó áp tay về phía người này. Kỹ thuật của anh cực kỳ điêu luyện, tự nhiên trông rất thoải mái. Nhìn thấy Dương Tiêu lại xoa bóp cho người nọ, mí mắt của vô số người nhảy loạn xạ. Một bác sĩ kinh ngạc, đây là đang làm gì vậy? Xoa bóp trung y hai. Không phải chứ, hình như là xoa bóp trung y thật, dùng xoa bóp trung y chữa bệnh ung thư, đây là trò đùa quốc tế à hai? Đúng vậy, tên này đang đùa à? Khuôn mặt của vô số người đanh lại khi nhìn Dương Tiêu đắm mình trong những bài xoa bóp trung y, thân thể rơi vào trạng thái hóa đá. Xoa bóp trung y có lịch sử lâu đời ở đất nước ta, từ xa xưa, ở nước ta đã có hoạt động xoa bóp chữa bệnh. Khi đó, khi con người bị chấn thương và đau khi chuyên dạ, họ xoa bóp. Chỗ đau theo bản năng, cơn đau sẽ thuyên giảm hoặc biến mất. Trải qua quá trình luyện tập lâu dài, người xưa nhận thấy vai trò của xoa bóp trở thành một hoạt động y học có ý thức, sau này dần dần phát triển thành xoa bóp trong trung y. Các phương pháp xoa bóp trung y chính là xoa, bóp, ân, giữ, nhào, véo, rung, đập. Thích hợp cho bong gân, chật khớp, căng cơ vùng thắt lưng. Trong mắt mọi người việc sử dụng phương pháp xoa bóp trung y đối phó với bệnh ung thư đơn giản là vô nghĩa. Xoa bóp trung y loại bỏ các tế bào ung thư, thật nực cười. Mục Lâm nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, trên khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta hiện lên vẻ khinh thường. Các thành viên Long Lân các theo sau Mục Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Một thanh niên khoanh hai tay trước ngực như thể đang nhìn chằm chằm vào một chú hề đang nhảy nhót, chế nhạo, xoa bóp trung y. Chậu, tôi còn tưởng được các chủ coi trọng là thần thánh phương nào cơ, ai dè chỉ là bọn bịp bợm giang hồ lòe thiên hại. Đúng thế, thật sự quá thất vọng. Nếu biết là như thế này thì tôi đã không tới rồi. Lãng phí thời gian. Một thành viên khác của Long Lân các cười đùa. Trong chốc lát, vô số người có mặt tại hiện trường lắc đầu, không ai trong số họ cái nhìn tốt về Dương Tiêu. Phương pháp xoa bóp trung y chỉ phù hợp với các bệnh bong gân chật khớp và căng cơ, thắt lưng, xoa bóp trung y ức chế tế bào ung thư thực sự là một điều viên vông. Liễu Giang Hà nhìn kỹ thuật điều huyện của Dương Tiêu ngạc nhiên nói, xoa bóp trung y. Dương tài ba Liễu Giang Hà còn chưa kịp nói hết, Dương Tiêu đã cười nhẹ. Ra hiệu cho Liễu Giang Hà không cần nói. Làm gì có chuyện Liễu Giang Hà không biết ý của Dương Tiêu, ông lập tức ngừng nói. Xoa bóp trung y đối phó với tế bào ung thư, thầy thực sự là thiên tài. Bậc thầy Alan cảm thán. Những người khác không biết y thuật của Dương Tiêu tuyệt vời như thế nào, nhưng bậc thầy Alan theo học với Dương Tiêu biết rất rõ. Y học Trung Hoa rất rộng và sâu sắc, với một lịch sử lâu đời, những bí ẩn phi thường. Cùng với sự đối đầu của y học phương Tây và Trung Hoa, y thuật của Dương Tiêu đã sớm đạt đến đỉnh cao. Đừng nhìn thấy đó chỉ là xoa bóp trung y, nhưng có Dương Tiêu ở đây có thể biên hư không thành phép thuật. Alan hiểu rõ, mình có được địa vị danh giá như ngày hôm nay là nhờ Dương Tiêu dạy bảo. Kể từ khi anh theo học với Dương Tiêu, bất cứ khi nào anh gật gù đắc ý, Dương Tiêu sẽ nói với anh rằng con đường phía trước còn rất dài, cuộc đời của tôi đang hướng tới điều đó. Dương Tiêu mở mắt rồng nến, tiếp tục đây nhanh quá trình xoa bóp. Trong quá trình Dương Tiêu xoa bóp, một nội lực đã được tiêm vào cơ thể bệnh nhân, và tất cả các tế bào ung thư ấn trong người của bệnh nhân đều bị Dương Tiêu đẩy lên một vùng trống. Tất nhiên, người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra bằng mắt thường. Chưa tới 10 phút, Dương Tiêu dừng lại nói với Liễu Giang Hà, việc còn lại giao cho ông. Được, Dương Tài bét mặc dù Liễu Giang, Hà không hiểu ý của Dương Tiêu lắm. Nhưng ông đã sử dụng các công cụ tiên tiền kiểm tra theo những gì Dương Tiêu nói. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình.
Liễu Giang Hà vui mừng khôn xiết khi thấy tất cả các tế bào ung thư ẩn trong cơ thể bệnh nhân đã được đẩy về một chỗ. Ông biết rằng chỉ cần có thể loại bỏ hết những tế bào ung thư này thì bệnh ung thư của bệnh nhân có thể chữa khỏi hoàn toàn. Liễu Giang Hà không do dự nữa, ông sử dụng thiết bị cao cấp và bài thuốc cổ xưa do Dương Tiêu truyền dạy cho ông, liên tục bài trừ các tế bào ung thư. Chậc, vẫn là phương pháp cũ, tôi nghĩ thanh danh của thần y Liễu nhất định sẽ bị tên nhóc này đập nát. Đúng vậy, xoa bóp trung y bài trừ tế bào ung thư, tên nhóc này tới chọc cười à. Chờ lát nữa nếu không có tác dụng gì, e rằng mọi người sẽ cười rụng răng. Các bác sĩ nổi tiếng khắp cả nước nhìn Dương Tiêu với ánh mắt vui đùa, như thể xoa bóp trung y của Dương Tiêu là vô dụng. Mà Mục Lân nhìn chằm chằm Liễu Giang Hà làm đâu ra đấy chữa trị cho bệnh nhân, Mục Lâm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khoan đãi xoa bóp trung y hoàn toàn không, thể loại bỏ tế bào ung thư, nhưng nó có thể truyền vị trí của tế bào ung thư, chẳng lẽ vừa nãy Dương Tiêu đang. Nghĩ đến đây, Mục Lâm các chủ của Long Lân các kinh hãi, không khỏi hít sâu một hơi. Chờ mà xem, lát nữa thần y Liễu nhất định sẽ vì thằng nhóc này gây nên trò cười. Hàng ngàn người nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với vẻ mặt vui đùa. Nhưng đúng lúc này, Dương Tiêu mở mắt rồng lên, nhìn thấy tế bào ung thư cuối cùng trong cơ thể bệnh nhân bị đào thải, anh hơi nhếch khóe miệng riêu còn nói, các người. Muốn xem trò cười, xin lỗi mọi người, chúng tôi đã chẩn đoán và điều trị xong. Người này đã khôi phục như trước. Cái gì? Chẩn đoán và điều trị xong, bệnh nhân đã hồi phục như trước. Vừa dứt lời, giống như có tiếng sấm âm vang, khiến tất cả mọi người chấn động. Ngay sau đó, trong mắt mọi người hiện lên vẻ kỳ lạ. Chỉ như vậy đã xong, thật hay giả? Hàng chục nghìn người lần lượt nhìn Dương Tiêu, như thể đang muốn nói, thằng nhóc nhà cậu đúng là biết chém gió. Dương Tiêu biết rằng mình hiếm khi hành động ở trong nước. Ít người biết anh. Nhóm bác sĩ thiền cận này không hề biết mình là ai, nên họ ném ra những ánh mắt khinh, thường, điều này đờ sự rất nực cười. Vừa nãy Dương Tiêu ra tay, anh không định dùng phương pháp xoa bóp chung. Khi tiêu diệt tế bào ung thư mà thay vào đó, anh tập hợp các tế bào ung thư lại một chỗ để Liễu Giang Hà bài trừ nó. Dù sao hôm nay Dương Tiêu tới đây là để giúp Liễu Giang Hà giành được danh hiệu thánh y. Chứ không phải Dương Tiêu muốn đứng ra tranh giành danh hiệu thánh y chỗ hết tài năng. Hoàn toàn có thể nói, Dương Tiêu giúp Liễu Giang Hà làm như vậy là gian dối. Tuy nhiên, với kỹ năng y thuật tỉ mỉ của Liễu Giang Hà, ông có đủ sức ngồi vững trên ngôi vị thánh y mùa này. Nói trắng ra, lần này Mục Lâm các chủ của Long Lân các tới đây là nhắm vào mình, anh ta không hề quan tâm đến ngôi vị thánh. Về y thuật của Mục Lâm, Dương Tiêu biết quá rõ ràng. Không nói quá khi nói Mục Lâm được mệnh danh là thánh y tâm cỡ thế giới. Thực lực của Ellen giám khảo chính của cuộc thi giành ngôi vị thánh y 10 năm một lần và hai vị thánh y các mùa trước ngôi vững trên hiện trường này hoàn toàn không bằng Mục Lâm. Ở trong nước, mọi người chỉ biết Mục Lâm là các chủ của Long Lân Các. Không hề hay biết, trước khi Dương Tiêu ra mắt, Mục Lâm đã được đề cử giải Nobel Y học, suýt chút nữa Mục Lâm đã nhận được giải Nobel Y học. Chỉ là Mục Lâm có một thân phận đặc biệt. Anh ta đã từ chối giải thưởng Nobel dành cho anh ta. Nếu không, cái tên của Mục Lâm đã đủ gây chấn động trong giới y học trong nước. Mọi người trong giới y học quốc tế đều biết rằng có hai bác sĩ yêu nghiệt ở đất nước phương Đông, bọn họ là Dương Tiêu, Dương Tài Ba và Mục Lâm, các chủ của Long Lân Các. Hai người này đều là những siêu đẳng cấp thế giới được giới y học công nhận, chỉ là cả hai đều quá kín tiếng, hiểm khi xuất hiện trên sàn đấu thế giới. Nếu Dương Tiêu và Mục Lâm đề lộ thân phận trên hiện trường của cuộc chiến giành ngôi vị thánh y của Thiên Phủ Chỉ Quốc, thì e rằng trên toàn thế giới sẽ có một sự chấn động. Không còn cách nào, cả hai quá mạnh, mạnh đến mức khiến người khác thầm líu lưỡi. Chỉ như vậy đã xong, chém gió hả, một thành viên của Long Lân Các chê nhạo. Đúng vậy, tôi thấy tên nhóc này chẳng có bản lĩnh gì, nhưng kỹ năng chém gió lại quá đỉnh. Ha 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 ha, buồn cười chết mất. Câu chỉ xoa bóp thôi tế bào ung thư đã không còn nữa, làm sao có thể? Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu người nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt vui đùa, như thể đang nhìn chằm chằm một tên hề nhảy nhói. Dương Tiêu thờ ơ nói, chém gió. Phải chém gió hay không, chẳng phải qua kiểm tra sẽ biết ngay à? Bậc thầy Ellen, mời. Liễu Giang Hà nói với Ellen. Ellen nhìn Dương Tiêu gật đầu với Ellen. Được sự cho phép của Dương Tiêu, Ellen bước tới tiến hành kiểm tra. Sau khi xác nhận tất cả các tế bào ung thư trong người bệnh nhân đã được bài trừ hết, Ellen thốt lên,
biết mắt rồi, tế bào ung thư đã thực sự đã biến mắt. Xoa bóp trung y kết hợp với điều trị bằng dụng cụ khoa học có thể dễ dàng loại bỏ tế bào ung thư, thật sự quả thần kỳ. Biến mắt. Tế bào ung thư đã biến mắt. À mi. Vừa rút lời, không kém một tiếng sấm chói tai từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Chỉ như vậy đã khỏi. Không phải chứ, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Theo ý kiến của họ, Dương Tiêu chỉ đơn giản xoa bóp trung y đã loại bỏ tất cả các tế bào ung thư, điều này là không khoa học. Làm sao có thể, đám người Long Lân các càng kinh hãi hơn. Từng người trong số họ choáng váng trước sự đảo ngược tình thế quá lớn. Dương Tiêu chắp tay sau lưng, tư thế kiêu hãnh. Hai vị thánh y các mùa trước bước lên kiểm tra, cuối cùng hai người nhìn nhau kinh ngạc nói, thật sự đã khỏi bệnh. Trời ạ, hai vị thánh y các mùa trước lại lên tiếng, mọi người lại sững sờ như bị sấm sét đánh trúng. Vừa nãy có người cho rằng Dương Tiêu quen biệt bậc thầy Alan đang cố ý ưu ái cho Dương Tiêu và Liêu Giang Hà. Ai ngờ, đích thân hai vị thánh y lão luyện cũng công nhận, vừa nói như vậy, chuyện chữa bệnh là điều không thể chối cãi. Dương Tiêu nhìn Mục Lâm, không làm anh thất vọng đâu chứ. Đã nhiều năm không thấy thực lực của cậu, vẫn khiến người khác phải ngạc nhiên như vậy. Chỉ là cậu làm như vậy là đang may áo cưới cho người khác, thật sự thích hợp sao? Mục Lâm nhìn thẳng Dương Tiêu. Lúc đầu, anh ta thực sự bị phương pháp của Dương Tiêu che đậy. Nhưng khi tỉnh táo lại, Mục Lâm nhận ra rằng Dương Tiêu không hề có ý định ra tay, mà chỉ đổ thêm dầu vào lửa, đóng vai trò phụ giúp Liễu Giang Hà loại bỏ tế bào ung thư. Dương Tiêu hiểu rõ Mục Lâm muốn đường đường chính chính khiêu chiến anh, nhưng hôm nay anh không tới so tài với Mục Lâm, mà là tới giúp Liễu Giang Hà đoạt danh hiệu thánh nhi. Dương Tiêu bất lực nhún vai, may áo cưới cho người khác. Mục Lâm à Mục Lâm, sao anh lại không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy thế? Anh có cấp bậc gì? Liễu Giang Hà có cấp bậc gì? Nếu anh không tói, anh có tin thần y Liễu có thể dễ dàng giành được danh hiệu thánh y không? Cho dù là toàn bộ tài năng trẻ tuổi trong Long Lân IEAO của anh cũng không phải là đối thủ của thần y Liễu, anh có thể chấp nhận lời này. Bị Dương Tiêu chế nhạo, Mục Lâm cười chế giễu. Anh ta có thể nhìn ra Liễu Giang Hà đã học được một phần y thuật của Dương Tiêu. Các bác sĩ do Dương Tiêu đào tạo tự nhiên rất phi thường. Đúng vậy, Long Lân Các là tổ chức y tế lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc, và chỉ tuyển dụng những tài năng trẻ. Với trình độ y học của Liễu Giang Hà cũng thuộc hàng tốt nhất trong Long Lân Các, nhưng Liễu Giang Hà đã quá già, hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của Long Lân Các. Tuy nhiên, thời gian Liễu Giang Hà học với Dương Tiêu không kém gì mùa xuân thứ hai trong đời. Người do chính Dương Tiêu đào tạo, quả thực không phải người mà nhóm thanh niên trong Long Lân Các có thể sánh được. Dương Tiêu, bót nói những lời vô nghĩa đi, cậu biết lần này tôi ra ngoài mục tiêu chính là cậu. Mục Lâm tràn đầy ý chí chiến đấu. Dương Tiêu xua tay, xin lỗi, tôi không đăng ký thi đầu. Hiện tại hai người đều đã chữa khỏi cho bệnh nhân, chẳng lẽ với y thuật của anh còn muốn tranh giành danh hiệu thánh y hay? Không đăng ký thì sao? Nói cho cậu biết, Dương Tiêu, hôm nay cậu không ra tay cũng phải ra tay, bắt buộc phải ra tay. Đây mới chỉ là hiệp đầu tiên của cuộc thi, tôi sẽ tiếp tục đăng ký vòng phụ, cậu không ra tay đúng không? Tốt, vậy thì tôi sẽ hoàn toàn dâm đạp Liêu Giang Hài. Muốn sinh ra hai thánh y, ngang hàng với tôi, ông ta còn chưa đủ tư cách, Mục Lâm cao ngạo nói. Bị Mục Lâm khinh thường, Liễu Giang Hà cũng không cảm thấy khó chịu. Ông biết Mục Lâm rất mạnh, một nhân vật đại diện thực sự của giới y học Trung Hoa. Nếu Mục Lâm hoàn toàn ra khỏi núi, bất kỳ bác sĩ thiên tài, bác sĩ tài ba nào trong nước cũng sẽ bị lu mờ trước mặt Mục Lâm. Dương Tiêu có hơi nhức đầu, vòng phụ, Mục Lâm. Vì để tôi ra tay anh thật sự không biết xấu hổ. Nếu đã như vậy, tôi tìm một người, nếu anh có thể chữa khỏi cho người đó, Dương Tiêu này sẽ mặc cảm, thế nào? Ồ, là ai? Mục Lâm thấy hứng thú hỏi. Dương Tiêu quay đầu lại, chỉ vào một người đàn ông người Nga cao 2 mét có khí thế như câu vông trong đám đông, là anh ấy. Hả, đây là Son Chiến Thần số 1 nước Nga. Nhìn rõ người Dương Tiêu chỉ tay, vẻ mặt của Mục Lâm đột nhiên thay đổi dữ dội. Son, chiến thần số 1 nước Nga. Nghe những lời của Mục Lâm, ánh mặt của mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông vạm vỡ khoảng 30 tuổi này. Chỉ thấy người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo kính dây vàng, lịch sự, đẹp trai, khí thế N câu vông, nhìn thoáng qua cũng biết AI này đã giữ vị trí hàng đầu rất Âu. Thoạt nhìn,
người này không hề dông chiến thần nhuốm máu chút nào, mà là một nhà văn học có trí tuệ xuất chúng đến từ nước ngoài. Cậu Dương, nhìn Dương Tiêu, người đàn ông đi về phía Dương Tiêu, mỗi bước đi của anh ta tràn đầy kiêu ngạo, toát ra khí chất điềm đạm trong xương. Dương Tiêu cười nhẹ, Son, đã lâu không gặp. Đúng vậy, cậu Dương, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi. Trên mặt Son mang theo vẻ thôn thức. Anh ta không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Dương Tiêu, khi đó anh ta bị hàng trăm siêu cao thủ truy đuổi, rơi xuống động băng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính Dương Tiêu đã cứu anh ta thoát khỏi biển khổ. Khi đó, Dương Tiêu đã tạm thời kìm nén được chất độc lạnh lẽo trong người anh ta, bảo anh ta sau này đến tông bộ của lực lượng đặc chiến Đông Phương Thần Ứng ở Đế Đô TADFL Thiên Phủ Chi Quốc. Khi Son mang theo mong đợi đặt chân đến Đế Đô, chính phủ Thiên Phủ Chi Quốc thông báo thần chết kiêu ngạo một thế hệ đã xuất ngũ. Mọi người đều cho rằng Dương Tiêu đã chết, nhưng trong lòng của Son, Dương Tiêu sẽ sống mãi. Bởi vì anh ta tin rằng một tài năng hiếm có như Dương Tiêu sẽ không bao giờ dễ dàng gục ngã. Dương Tiêu cười nhếch mép, không khỏi nhớ lại những năm tháng huy hoàng ấy. Mới tối hôm qua, Dương Tiêu nhận được điện thoại của Son, Dương Tiêu bảo Son trực tiếp đến hiện trường tranh danh hiệu thánh y. Đêm qua, Dương Tiêu đã linh cảm rằng khi Mục Lâm các chủ của Long Lân các đến, nhất định sẽ oai phong lẫm liệt, trở thành vật cản Liễu Giang Hà giành được ngôi vị thánh y. Chắc chắn, đúng như anh dự đoán, Mục Lâm đúng như anh tưởng tượng, rất khó đối phó. Khụ khụ, lúc này Son lại ho khan. Anh ta dùng khăn tay màu trắng che miệng, trong nháy mắt khăn tay màu trắng đã bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ. Sau khi ho, mặt Son càng ngày càng tái mét. Được sự trợ giúp của mắt rồng nền, Dương Tiêu nhanh chóng kiểm tra độc lạnh trong người Son, vẻ mặt anh dần trở nên ngưng trọng, cũng may, bây giờ anh đã tới đây, nếu chân trừ thêm nửa tháng nữa, sợ rằng ngay cả khi thần tiên đến cũng khó mà cứu được. Nói thật, từ một tháng trước tôi đã chuẩn bị quan tài cho mình rồi. Son cười tự giễu, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn khó tả. Là chiến thần, vì bị tập kích mà thân thể bị nhiễm độc lạnh hành hạ suốt mấy năm trời. Những năm qua Son vẫn luôn trong trạng thái tĩnh dưỡng, chưa từng lộ diện. Nhưng đối với Son thường xuyên chiến đấu trên chiến trường, trong những năm này mỗi một ngày đổi với anh ta như là một năm. Anh ta hy vọng chất độc lạnh giá trong người anh ta sẽ được xua tan biết mấy, sớm ngày trở lại chiến trường. Sinh ra là chiến thần đời đời kiếp kiếp. Chiến thần được định sẵn là bảo vệ quê hương đất nước, dù chiến thần có chê cũng phải chết trên chiến trường. Để anh ta sống thoi thóp, đó không phải là niềm tin và sự theo đuôi của Son. Dương Tiêu cũng cảm thấy như vậy, đừng nói, mấy năm trước tôi cũng từng như vậy. 5 năm trước, đội đặc chiến Đông Phương Thần Ứng bị tập kích, Dương Tiêu bị thương nặng suýt chết. Son nhìn Dương Tiêu cười thật lòng, họ đều là huyền tê thoại của một thế hệ, là niềm tin của vô số người. Không ai có thể hiểu rõ tâm trạng của đối phương hơn họ. Kéo dài bao nhiêu năm, khí độc lạnh đã gần như xâm chiếm. Trái tim tôi, cậu có nắm chắc có thể chữa được không? Tôi không muốn chết, tôi muốn sống thêm mấy năm nữa, tôi còn rất nhiều việc quan trọng chưa làm được, chẳng hạn như đâu với cậu. Son nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt điên cuồng. Son không sợ chết, nhưng anh ta không cam lòng trước một cái chết vô ích như vậy. Dương Tiêu nhìn Mục Lâm, Son đã lên tiếng, một người giỏi cập điện đường như anh có phải nên ra tay chữa trị không? Dương Tiêu, là cậu gọi chiến thần Son đến. Sắc mặt Mục Lâm càng ngày càng ngưng trọng. Dù anh ta biết trong cơ thể, Son, chiến thần số một nước Nga nhiễm khí độc lạnh, nhưng Mục Lâm chưa bao giờ thực sự hiểu về nó. Mục Lâm là các chủ của Long Lân Các, một thế hệ thiên tài y học. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Mục Lâm cũng có thể thấy tình hình trong cơ thể Son không hề lạc quan, và việc Son có thể sống sót đến bây giờ đã là một kỳ tích. Dương Tiêu bất lực nhún vai. Người ta là bệnh nhân, chúng ta là bác sĩ, bệnh nhân cậu cứu, chúng ta không thể cứ trơ mắt nhìn không giúp đâu đúng không? Vừa hay, chẳng phải anh muốn so tài với tôi sao? Cho anh cơ hội, chỉ cần anh có thể chữa khỏi chất độc lạnh trong cơ thể Son, tôi sẽ thừa nhận mình yêu hơn anh. Nếu anh không thể trấn áp hoặc bài trừ độc lạnh trong người Son, vậy thì rất xin lỗi, chỉ có thể nói anh hãy quay về luyện tập 2 năm nữa, rồi hãy quay trở lại. Khiêu khích trắng trợn. Vẻ mặt Mục Lâm trở nên lạnh lùng, một cơn tức giận bùng phát dữ dội trong xương, máu nóng của anh ta sôi lên. Cũng giống như Dương Tiêu, Mục Lâm cũng là một tồn tại thích thử thách bản thân. Mục Lâm giễu cợt nhìn chằm chằm Dương Tiêu, được, chúng ta hãy dùng thực lực để thấy biện pháp có hiệu quả thiết thực. Mời, Dương Tiêu cười nhẹ làm động tác anh làm trước đi.
Mục Lâm hừ lạnh, nhìn chiến thần Son, tay phải. Son không hề do dự, trực tiếp đưa tay phải của mình cho Mục Lâm. Chuyện này, làm sao có thể? Mục Lâm kiểm tra mạch của Son, ngạc nhiên khi thấy mạch của Son gần như ngừng đập. Thậm chí ngay cả trái tim cũng không có cơ hội xông. Tình hình nghiêm trọng hơn anh ta tưởng tượng, Mục Lâm chưa từng thấy một căn bệnh như vậy. Dương Tiêu chê giễu, rất bất ngờ à, đó mới là thử thách thật sự. Mục Lâm, các chủ Lâm, hy vọng đừng khiến người khác thất vọng là anh chứ không phải tôi. Dương Tiêu, cậu đừng cười quá sớm, sở dĩ lần này tôi tới đây là muốn đánh bại cậu, đường đường chính chính đánh bại cậu, người cười cuối cùng nhất định sẽ là tôi. Mục Lâm điên cuồng hét lớn. Các chủ uy vũ, cho anh ta đẹp mặt đi. Nhóm thành viên của Long Lân các đồng thanh hét lớn. Dương Tiêu cười lắc đầu, người cười cuối cùng là anh. Chờ lát nữa anh muốn cười cũng sẽ không cười được. Các triệu chứng cảm lạnh trong cơ thể Son không phải là các triệu chứng cảm lạnh thông thường, chất độc cảm lạnh đến từ cái lạnh bên trong vực thắm Bắc Cực. Cả nhà tải ớp xuyện hô la đọc tiếp nhé. Hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, khó có thể xua tan. Ngay cả khi Dương Tiêu ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không dám dễ dàng tiền vào vực thắm Bắc Cực. Rốt cuộc, ở độ không tuyệt đối, hầu như không có sự sông nào có thể tồn tại được. Độ không tuyệt đối là nhiệt độ thấp nhất của nhiệt động lực học, nhưng nó chỉ giới hạn rưỡi lý thuyết, xấp xỉ bằng âm 273,15 độ C trên thang độ G vũ khí hạt nhân đốt cháy. Nhiệt độ cực cao, nhưng độ không tuyệt đối có thể lên tới âm 273,15 độ C. Với cái lạnh tuyệt đối không độ xâm nhập vào cơ thể, việc Son có thể sống sót đã là điều kỳ diệu, chứ chưa nói đến việc chữa bệnh. Nếu Son không phải là chiến thần hàng đầu thế giới, nếu không phải Son dùng nội lực bảo vệ chút cơ hội sống cuối cùng trong trái tim mình, thì e rằng Son đã chết từ lâu rồi. Không cười được, Dương Tiêu, tư thế cao cao tại thượng của cậu thật sự khiến người khác khó chịu. Vẻ mặt Mục Lãm u ám, vẻ khinh thường dần dần hiện lên. Anh ta kiêu ngạo ngạo mạn, như thể lần này Dương Tiêu đã cam chịu bại trước mặt anh ta. Như thể lần này anh ta đã được định sẵn giẫm mạnh Dương Tiêu dưới chân. Dương Tiêu biết Mục Lâm có lai lịch lớn, thân phận bí ẩn, thậm chí anh ta càng kiêu ngạo hơn. Anh lười nói nhảm với Mục Lâm, bót nói mây lời vô nghĩa đi, anh được thì anh làm đi. Vợ tôi còn đang chờ tôi về nhà ăn cơm mồ. Cái gì, vợ cậu bảo cậu về nhà ăn cơm? Hai đờ ò mò. Trong chốc lát, không biết có bao nhiêu người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt lộn xộn. Làm ơn đó anh dai, anh có biết chỗ này là chỗ nào không? Anh biết đây là hiện trường cuộc chiến giành danh hiệu thánh y không? Anh có biết rất nhiều bác sĩ thiên tài vì danh hiệu thánh y mà đã không ăn một ngày một đêm không? Vậy mà lúc này anh còn muôn vệ nhà ăn cơm? Phụt! Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Dương Tiêu, không biết có bao nhiêu người suýt chút nữa bị nội thương. Ngay cả Mục Lâm cũng không nhìn được khóe miệng giật mạnh, đừng kiêu ngạo như vậy, mở mắt ra mà nhìn. Yên tâm! Tôi mắt tròn mắt dẹt. Dương Tiêu cười nói. Mục Lâm không muốn nói chuyện vô nghĩa với Dương Tiêu nữa. Anh ta có cảm giác nếu tiếp tục cãi nhau với Dương Tiêu, anh ta đang sông sờ sờ sẽ bị tức đến chết. Mục Lâm nhìn Son, cởi hết áo rêu. Son nhìn Dương Tiêu gật đầu. Được sự cho phép của Dương Tiêu, Son cởi cúc áo, phần trên cởi hết ra. Xí hi hi khi nhìn rõ phần trên của Son, hiện trường tỏa ra một luồng khí lạnh. Quan sát kỹ hơn thì thấy một số lượng lớn các cơ ở phân trên cơ, thể của Son bị teo nghiêm trọng, giống như một bệnh nhân bị tàn tật nặng về thể chất. Đâu phải chiến thần một thế hệ, đây rõ ràng là một đứa trẻ bệnh tật. Lấy kim của tôi tới, Mục Lâm nghiêm nghị nói. Các chủ, một thanh niên bước tới đưa cây kim vàng. Vèo 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 on nhận lấy kim vàng, ánh mặt Mục Lâm lóe lên, kim vàng trong tay anh đâm vào da thịt của Son với tốc độ nhanh chóng. Tốc độ tay của anh ta gần như hóa thành bóng mờ, một số lượng lớn kim vàng tiên vào cơ thể Son. Khi kim vàng xuyên qua cơ thể, nước da của Son dần trở nên hồng hào, những múi cơ teo nhỏ cũng không ngừng nở ra. Đây là đại pháp kim vàng. Huyền một người dường như nghĩ đến điều gì đó không khỏi hét lên. Đại pháp kim vàng hai trời ạ, chẳng phải đại pháp kim vàng đã thất truyền mấy trăm năm rồi sao hai? Trời ạ, Mục Lâm xứng danh là các chủ của Long Lân Các. Vậy mà lại điều khiển được đại pháp kim vàng, đây cũng đỉnh quá rồi nhỉ. Nhìn thấy Mục Lâm làm đâu ra đầy sử phương pháp đâm kim vàng vào người Son, hiện trường lập tức nổ tung như bom, hàng nghìn ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía trước. Dương Tiêu cũng hơi ngạc nhiên, đại pháp kim vàng, thật thú vị. Đại pháp kim vàng, cấp thánh trong y học châm cứu,
một khi sử dụng có thể kích thích sự phát triển cơ thể thứ hai của con người. Nói trắng ra, đại pháp kim vàng có thể mang lại sức sống mới cho cơ thể con người mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, đại pháp kim vàng đã thất truyền từ lâu, ngay cả Dương Tiêu cũng chưa từng được học. Trong mắt Dương Tiêu hiện lên gọn sóng, ghi nhớ từng phương pháp đại pháp kim vàng. Các chủ nghiêm túc, đại pháp kim vàng là một trong những quân bài mạnh nhất của các chủ ý nhóm người trong Long Lân các phần khích. Mặc dù họ có tài năng phi thường, nhưng rất hiếm khi thầy Mục Lâm trực tiếp ra tay. Khi tất cả kim vàng châm xuống, Mục Lâm mới chậm rãi lấy một lọ ngọc tinh xảo từ trong hộp y tế ra. Sau khi mở bình ngọc ra, hai con tằm băng trong suốt hiện ra trước mắt mọi người. Đó là cái gì? Hàng chục nghìn người kinh ngạc. Dương Tiêu xoa căm, sự kết hợp giữa tằm băng cực lạnh và đại pháp kim vàng, thật sự quá hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mục Lâm nhìn Dương Tiêu với vẻ không hài lòng. Dương Tiêu cười nhẹ, đáng tiếc. Anh không biết gì về sức mạnh của độc lạnh độ không tuyệt đối. Thật không, Mục Lâm cười khinh thường. Dương Tiêu giang hai tay ra, anh không tranh luận với Mục Lâm nữa, chờ Mục Lâm sử dụng phương pháp xong, có hiệu quả hay không chỉ cần nhìn qua là biết. Mục Lâm hừ lạnh, hai con tằm băng vô cùng lạnh lẽo tiến vào cơ thể so ý dọc theo tai của Son. Hơn chục nghìn người kinh hãi, họ chưa từng nghe nói đến phương pháp cứu người như vậy. Ngay sau đó, Mục Lâm cầm cây sáo ngọc thôi nhẹ. Hai con tằm băng tiếp tục nuốt chửng cái lạnh trong người Son dưới sự điều khiển của tiếng sáo. Âm thanh tiếng sáo của Mục Lâm thanh thoát, lúc nhanh lúc chậm, giống như âm thanh của tự nhiên. Những người không biết sẽ cho rằng, Mục Lâm đang thổi sáo chứ không hề điều khiển con tằm băng cực kỳ lạnh lẽo kia. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, anh đã dự đoán được lần này Mục Lâm không những không cứu được Son mà còn mất đi hai con tằm băng quý giá. Tằm băng cực lạnh sinh ra ở nơi lạnh giá lạnh lẽo. Hai cực Nam Bắc là dễ sống nhất, thường chủ yếu nuốt cái lạnh duy trì sự sống. Nếu là lạnh thường, tằm băng cực lạnh có thể đóng một vai trò lớn. Tiếc là, khí lạnh trong cơ thể Son đến từ độ không tuyệt đối. Hả, Mục Lâm thi sáo ngọc, mày nhíu lại càng nghiêm nghị hơn. Vì anh ta nhận thấy tằm băng cực lạnh di chuyển chậm chạp trong cơ thể Son, gần như mất liên lạc. Mỗi con tằm băng cực lạnh đều rất quý giá, ngay cả anh ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có được hai con. Để giữ cho tằm băng bình an vô sự, Mục Lâm quyết định cố gắng triệu hồi tằm băng trở lại. Phút 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 dưới âm thanh tuyệt đẹp của tiếng sáo, hai con tằm băng cực lạnh từ từ chui ra khỏi tai Son. Bịch bịch, khoảnh khắc hai con tằm băng cực lạnh leo ra khỏi tai Son, hai con tằm băng cực lạnh dùng mình, cơ thể đông cứng rơi xuống đất. Nhìn thấy những con tằm băng rơi xuống ông đát, mí mặt của Mục Lâm nhảy lên, anh ta nhanh chóng nhặt hai con tằm băng lên. Tuy nhiên, khi anh ta nhặt nó lên, hai con tằm băng đã hoàn toàn mất đi sức sống, một cơn ớn lạnh trong cơ thể tằm băng lao về phía trái tim của Mục Lâm. Vẻ mặt Mục Lâm thay đổi dữ dội, anh ta trở tay, hai con tằm băng đã chết rơi xuống mặt đất lần nữa. Rít! Một âm thanh chói tai nổ tung, thân thể tằm băng lạnh lẽo rơi xuống đất biến thành khối băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cái gì? Vô số người sững sờ khi nhìn thấy hai con tằm băng lạnh lẽo biến thành khối băng. Dù bây giờ thời tiết sắp bước vào mùa đông, nhưng cũng không đóng băng nhanh như vậy. Cho dù nước lạnh thông thường rơi trên mặt đất cũng không thể đóng băng với tốc độ nhanh như vậy. Nó sẽ chỉ đóng băng cho đến đêm tối khi thời tiết đóng băng thành một lớp. Làm sao có thể, tay phải của Mục Lâm run lên. Anh ta chỉ cảm thấy trong nháy mắt có một cơn ớn lạnh gần như đóng băng tay phải của anh ta, điều này thật đáng sợ. Nhìn Mục Lâm đã mất bình tĩnh, Dương Tiêu chế nhạo, sao thế? Vừa nãy tôi nói đúng chứ? Tôi còn sợ anh không cười được đấy. Quá lạnh, không ai trên thế giới này có thể hiểu được cái lạnh này. Vẻ mặt Mục Lâm khó coi nói. Tằm băng cực lạnh có nguồn gốc từ vùng cực lạnh ở Nam Cực, ngay cả loài tằm băng cực lạnh cũng không thể nuốt được khí lạnh này, sao lại lạnh thế này? Mục Lâm tự cho rằng kỹ năng y học của anh ta chắc chắn thuộc hàng tốt nhất thế giới, nhưng anh ta không thể đối phó với căn bệnh lạnh như vậy. Dương Tiêu nói một cách bất lực. Được rồi, Mục Lâm, bản thân không có bản lĩnh thì bước sang một bên, giữ lại trò đùa. Sao, chẳng lẽ cậu có thể chữa khỏi triệu chứng cảm lạnh trong người Son? Hai mặt Mục Lâm lạnh đi. Đúng thế, các chủ của chúng tôi còn không thể chữa khỏi cho chiên thần Son, thì làm sao loại người nói khoác không biết ngượng như anh có thể chữa được? Đúng vậy, theo tôi thấy, tên này chỉ đang cáo mượn oai hùng, không có bản lĩnh gì, thậm chí còn không xứng xách giày cho các chủ của chúng ta.
ha 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 hai. Trong chốc lát, nhóm người Long Lân Các nhìn chằm chằm Dương Tiêu cười phá lên. Như thể Mục Lâm, các chủ của bọn họ không thể chữa lành cho Chiến Thần Son, thì một người bé nhỏ hèn mọn như Dương Tiêu hoàn toàn không thể. Dương Tài Ba, Liễu Giang Hà lo lắng nói. Ngay cả Mục Lâm cũng không thể xua tan khí lạnh trong người, Chiến Thần Son, điều này đủ cho thấy sự nghiêm trọng và khó khăn của vấn đề, ông không khỏi vô cùng lo lắng cho Dự Ong Tiêu. Thầy, bậc thầy Alan cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Là một bác sĩ đẳng cấp, thế giới, Alan đương nhiên biết rằng ở Thiên Phủ Chi Quốc chỉ có hai bác sĩ thực sự vươn lên tầm thế giới. Hai người là thầy của anh, Dương Tiêu và các chủ của Long Lân Các, Mục Lâm. Bây giờ Mục Lâm đã thất bại, Alan không kìm được đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, có thể chữa khỏi hay không, thử xem sẽ biết ngay ý mài. Vậy thì tôi rửa mắt mong chờ. Mục Lâm chế nhạo. Theo ý kiến của anh ta không thể chữa lành cho Son, thì Dương Tiêu cũng vậy. Là thế hệ y học thiên kiêu, Mục Lâm cao ngạo, luôn không khuất phục Dương Tiêu, lần này nhất định phải phân rõ thắng thua với Dương Tiêu. Dương Tiêu nói với Son, thả lỏng toàn bộ cơ thể, giữ nguyên phòng thủ, tiền vào trạng thái hư không với tôi. Nghe Dương Tiêu nói vậy, trên thân Son lập tức sử dụng tâm pháp, huy động nội lực bảo vệ vững chắc trái tim, cả người nhanh chóng tiên vào trạng thái hư không. Bót lòng vòng, làm nhanh đi. Dương Tiêu nhìn Mục Lâm. Mục Lâm khịt mũi, sau đó bước tới lấy hết những cây kim vàng trên người Son ra. Đi tới phía sau Son, Dương Tiêu hít sâu một hơi, xoa hai tay vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Không thể không nói, tình huống trong cơ thể Son rất bết bát, ngay cả Dương Tiêu cũng cảm thấy nhức đầu. May mắn, vừa nãy Mục Lâm đã sử dụng đại pháp kim vàng đánh thức sức sống trên bề mặt da của Son, đồng thời cũng dùng tầm băng cực lạnh ăn tươi nuốt sông rất nhiều khí lạnh trong cơ thể Son. Động thái của Mục Lâm vô hình chung đã giúp Dương Tiêu giải quyết được rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên, Dương Tiêu muốn chữa khỏi hoàn toàn triệu chứng khí lạnh trong người Chiến Thần Son không phải là điều dễ dàng. Dương Tiêu đứng yên tại chỗ xoa tay liên tục, được một lúc vẫn không làm gì. Hàng chục nghìn người đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Tiêu, nhìn thấy Dương Tiêu không ngừng xoa tay, rất nhiều người nhíu mày, hoàn toàn không hiểu Dương Tiêu đang làm gì. Anh chàng này đang làm gì vậy? Kéo dài thời gian à? Một thành viên của Long Lân Các mất kiên nhẫn nói. Đúng vậy, xoa tay làm gì, lạnh à? Nếu lạnh quá thì mau về nhà chui vào chăn, bớt ở chỗ này không biết xấu hổ đi. Dương Tiêu đúng không, anh làm được không đây? Không được thì mau cút khỏi đây đi. Nhiều người đã mất kiên nhẫn, thậm chí có không ít người còn nói những lời bản thỉu, suýt ném rau xanh trứng thối vào người Dương Tiêu. Trong mắt Mục Lâm lộ ra vẻ khinh thường, anh ta muốn nhìn xem hôm nay Dương Tiêu có thể tạo nên sóng gió gì. Ánh mắt của Alan giám khảo chính cuồng nhiệt, không biết lần này thầy sẽ sử dụng loại kỹ năng thần kỳ nào, thật sự rất mong chờ. Người khác không hiểu Dương Tiêu, nhưng bậc thầy Alan đã đi theo Dương Tiêu lâu như vậy. Nên Alan hiểu rất rõ. Khởi đầu càng bình tĩnh, điều đó càng cho thấy tất cả chỉ là khúc dạo đâu trước cơn bão. Dương Tài Ba, cố lên, Liễu Giang Hà căng thẳng. Chỉ thấy Dương Tiêu bình tĩnh đối mặt với sự giễu cợt của mọi người, tiếp tục xoa tay liên tục. Đờ mời anh dài à, anh có được không đấy? Không được thì mau về nhà đi. Trời mưa rồi, mau về nhà cất quần áo đi. Đám người không ưa thích Dương Tiêu hét lớn, bọn họ thật sự không. Nhìn nồi dáng vẻ tỏ vẻ thâm sâu của Dương Tiêu. Chỉ là, Dương Tiêu thật sự đang tỏ vẻ thâm sâu sao? Đột nhiên, một luồng sức mạnh trào ra khỏi cơ thể Dương Tiêu như đại dương dâng trào, tụ lại trên tay Dương Tiêu. Rít! Với sự xuất hiện của sức mạnh bùng nổ, xung quanh nổi lên một cơn gió, cát bụi bay đầy trong không khí. Đờ mời, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một luồng hơi thở mạnh mẽ trào ra từ trong người Dương Tiêu quét về mọi phía. Không biết có bao nhiêu người đã kinh ngạc thốt ra những lời chửi thề. Mục Lâm, các chủ của Long Lân Các lộ ra vẻ kinh ngạc, nội lực quá mạnh. Dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu từ từ nhắm hai mắt lại, một luồng năng lượng vây quanh tay phải vỗ lên lưng Chiến Thần Son. Hự, theo sau Dương Tiêu ra tay, Chiến Thần Son không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ. Người khác không thể cảm nhận được, nhưng Son có thể cảm nhận rõ ràng một luồng nhiệt như lũ quét qua toàn thân. Cảm giác ấm áp thật sự rất thoải mái. Ngay cả Son cũng dao động vì nó, một nội lực mạnh mẽ. Là chiến thần số một nước Nga, Son tự hào rằng nội lực của mình đã xuất thần nhập hóa, đạt đến đẳng cấp hàng đầu thế giới.
không ngờ nội lực của Dương Tiêu lại mạnh hơn anh ta vô số lần. Đây chính là thần chết sao? Đây chính là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất thiên phủ chi quốc không sao? Quả thật rất mạnh. Nếu Son biết Dương Tiêu bị thương nặng vẫn chưa bình phục hoàn tấn, thì e rằng Son sẽ càng chân động hơn. Tí tách, tí te chi dưới sự chú ý của mọi người, trên trán Son chảy mồ hôi lạnh không ngừng, mồ hôi rơi tí tách xuống đất. Dương Tiêu chua xót trong lòng, khí lạnh trong người Son kinh khủng đến mức khiến anh cũng khó giải quyết. Trong lúc không thể làm gì, Dương Tiêu chỉ có thể vận hành tâm pháp tối cao của Long Môn bảo vệ cơ thể của mình, đồng thời giữ vững nội lực mạnh tiếp tục xua tan cái lạnh. Dương Tiêu hiểu sâu sắc, hiện tại thực lực của mình mới khôi phục được 90%, còn thiếu 10% nữa mới đạt tới trạng thái đỉnh cao. Đừng thấy còn 10% chưa hồi phục, nhưng thực lực chênh lệch quả thực là một thế giới. Giống như bạn đạt được 99 điểm trong bài kiểm tra, và những người khác đạt được 100 điểm trong bài kiểm tra. Đó chỉ là một điểm khác biệt, nhưng vinh dự lại khác nhau. Mục Lâm càng nhìn vẻ mặt càng dao động, nội lực xua tan cái lạnh. Tên này điên rồi sao? Từ xa xưa, việc xua tan khí độc lạnh bằng nội lực đã là điều thường thấy trong nhiều tiêu thuyết võ hiệp. Nhưng trong xã hội ngày nay, việc dùng nội lực xua tan cái lạnh là chuyện khó tin. Ngoài là một bác sĩ đẳng cấp thế giới, Mục Lâm còn là một siêu cao thủ võ thuật. Tuy nhiên, trước tình thế khó khăn đó, Mục Lâm cũng không dám dễ dàng huy động nội lực xua tan cái lạnh cho chiến thân Son. Một khi nội lực bị tiêu hao quá mức sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể và làm giảm tuổi thọ của cơ thể con người. Bên cạnh đó, ngay cả hai con tầm băng cực kỳ lạnh đến từ hai cực Bắc Nam của anh ta cũng chết dưới cái lạnh kinh hoàng trong cơ thể Son, việc huy động nội lực thông thường cũng vô ích. Nội lực xua tan cái lạnh, thật sự rất táo bạo, nhưng mà, Dương Tiêu cậu thật sự có thể chữa khỏi cho Son sao? Mục Lâm lạnh lùng nói. Anh ta biết Dương Tiêu là thân chết trong truyện thuyết, nhưng dù vậy, Mục Lâm cũng không mấy lạc quan về Dương Tiêu. Xét cho cùng sức người có hạn, Dương Tiêu là người chứ không phải thân, Mục Lâm không tin Dương Tiêu có thể biến mục nát thành ma thuật. Nội lực xua tan cái lạnh, tên này thật sự có thể nghĩ ra. Coi mình là cao thủ võ thuật trong tiểu thuyết võ hiệp của ông Kim Dung hả? Chậc, theo tôi thấy, tên này đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp. Nội lực xua tan cái lạnh, chớ chọc cười nữa. Nhiều người chế giễu, ánh mắt nhìn Dương Tiêu vô cùng thích thú. Hầu hết hàng chục nghìn người có mặt tại hiện trường đều là bác sĩ bình thường, họ chỉ sử dụng thuốc hiện đại chữa bệnh và cứu người, chứ chưa bao giờ nghe nói về phương pháp mà Dương Tiêu sử dụng. Ngay sau đó, thay đổi đáng ngờ. Nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt, những người đang chê nhạo Dương Tiêu mở to hai mắt đến nỗi như muốn rớt tròng mắt. Nhìn kỹ hơn thì thấy thân thể chiến thần sòi vậy mà lại. Chỉ thấy dưới nội lực xua tan cái lạnh của Dương Tiêu, thân thể chiến thần sợ ồ vậy mà lại bay ra từng luồng khói trắng. Những làn khói trắng này không phải thứ gì khác, mà là luồng khí cực kỳ lạnh trong người chiến thần Son biến thành hơi nước, bị nội lực của Dương Tiêu làm cho bốc hơi. Phùy y dưới sự tiêm nhiễm nội lực cuồng bạo của Dương Tiêu, làn khói trắng càng ngày càng dày đặc, nước da tái nhợt của chiến thần Son cũng dần trở lại hồng hào. Trời ạ! Hàng chục nghìn người sững sờ, trong lòng nỗi sóng gió. Nội lực xua tan cái lạnh, đây thật sự là nội lực xua tan cái lạnh. Phép màu, bậc thầy Ellen không kìm được thốt lên. Hai vị thánh y các mùa trước ngạc nhiên mồm chữ O, họ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt tam quan cũng bị lật đổ. Lúc này, rất nhiều khí lạnh trào ra khỏi người chiến thần Son, cảnh tượng này giống như một chiếc bánh hấp, số lượng khói trắng nhiều không ngừng bộc lên từ chiếc bánh hấp. 3 phút. Cảnh tượng này kéo dài 3 phút. 3 phút sau, Dương Tiêu từ từ mở mắt ra, vẻ mặt anh hơi tái nhợt nhìn Liễu Giang Hà, mau, ấn tay lên làm như tôi vừa mới làm. Ấn vào, Liễu Giang Hà kinh ngạc. Môi Dương Tiêu hơi tái nhợt, anh không nói nhiều lời, trịnh trọng gật đầu. Trước sự chứng kiến của mọi người, Liễu Giang Hà đưa tay phải già nua của mình đặt lên lưng chiến thân Son theo như lời của Dương Tiêu. Phụt! Lúc này... Liễu Giang Hà ấn tay phải lên lưng chiến thần Son, máu trong người Son dâng trào, nôn ra một ngụm máu ngay trước mắt mọi người. Máu rơi xuống đất, một luồng không khí cực kỳ lạnh đóng băng trên mặt đất. Quá lạnh, vô số người kinh hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt Mục Lâm nhảy loạn lên, thành công. Trị liệu thành công. Thành công, thực sự thành công. Các thành viên của Long Lân Các đều ngắn ra. Liễu Giang Hà sửng sốt, ông không ngờ mình chỉ chạm nhẹ. Chiến thân Son không những không chỉ hộc máu mà dường như đã bình phục. Cùng lúc đó, tay phải của Dương Tiêu vô cùng lạnh, lẽo,
tay anh run rẩy châm một điều thuốc, hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng khá lên. Mẹ ơi, chết cóng rồi, lần sau sẽ không làm loại việc nặng nhọc này nữa. Dương Tiêu dùng mình, không nhịn được than thở. Hết cách, cái lạnh trong người Son tích tụ bao nhiêu năm đã ngâm sâu vào tận tim gan. Với kỹ năng chữa bệnh thông thường thì không thể chữa khỏi cho Son, vì vậy Dương Tiêu chỉ có thể sử dụng nội lực mạnh mẽ của mình xua tan mọi cơn ớn lạnh. Cũng giống như Mục Lâm, anh ta cũng chỉ có thể mượn khả năng đặc biệt của tầm băng cực lạnh nuốt chửng cái lạnh. Tiếc là tầm băng vô cùng lạnh cũng không thể chịu được cái lạnh kinh hoàng trong cơ thể Son, trực tiếp bị chết cóng. Nếu chịu được cái lạnh độ không tuyệt đôi, Mục Lâm có thể dễ dàng làm thuyên giảm bệnh tình của Son. Bây giờ, thân thể Dương Tiêu lạnh ngất, anh chỉ cảm thấy máu gân như đồng cứng lại. Hắt xì nghĩ đến đây, Dương Tiêu không khỏi hắt hơi một cái. Lạnh, cái lạnh độ không tuyệt đối quá lạnh. Cũng may có tâm pháp tối cao của Long Môn bảo vệ cơ thể, nếu không tình huống của Dương Tiêu tuyệt đôi sẽ kinh khủng. Dù vậy, lông mày của Dương Tiêu đã bị bao phủ bởi một lớp băng mờ. Cảm thấy sức sống trong người như được xông lại, Son bước thăng xuống chỗ Dương Tiêu. Chiến thần Son định làm gì? Hàng chục nghìn người nhìn Son. Son không để ý đến ánh mắt của mọi người, hãi tay siết chặt, trịnh trọng nói với Dương Tiêu, ơn lớn của Dương Tiêu điện hạ không lời nào cảm ơn hết. Tôi nhớ kỹ cái ơn này, ngày sau tội, Son sẽ đền đáp gấp trăm ngàn lần. Nhớ kỹ cái ơn này. Hỏi trong chốc lát, những lời nói của Son không khác gì một hòn đá lớn đập xuống vực sâu, khiến nhiều người văng nước bọt tung tóe. Đã chữa khỏi, tên này thực sự đã chữa khỏi cho chiến thần Son. Đờ mời không phải chứ, nội lực xua tan cái lạnh, nội lực của tên này thật sự có thể xua tan cái lạnh trong người Son hai. Làm sao có thể, nội lực xua tan cái lạnh, đây không phải chỉ có trong Tiêu Thuê võ hiệp sao. Đậu xanh rau mát tôi không nghe nhầm chứ. Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng, choáng váng, mọi người có mặt tại hiện trường đều choáng váng. Mục Lâm, các chủ của Long Lân Các hóa đá, tất cả các thành viên của Long Lân Các đều chết lặng. Bậc thầy Ellen vô cùng kinh ngạc, hai vị thánh y các mùa trước đã thốt lên đó là phép màu. Dương Tiêu xua tay, được rồi, giúp tôi châm thuốc. Nhìn kỹ thì điều thuốc trên tay Dương Tiêu bị dập tắt dưới làn hơi lạnh. Son mỉm cười bước tới giúp Dương Tiêu châm thuốc. Dương Tiêu hít sâu một hơi, cười khổ nói, thể lực này quá lớn. Còn tốt hơn uống rượu. Không ngờ thần chết điện hạ lại không thể chống lại cái lạnh không độ. Son trêu chọc. Dương Tiêu không vui trọn mắt, tôi là người, không phải thần, trên đời này cũng chẳng có mấy người có thể chịu được cái lạnh độ không tuyệt đối mà nhỉ. Nhìn thấy Dương Tiêu đang lạnh cóng, Son nở nụ cười, trong mắt là chân thành sâu sắc. Cảm ơn, Son chân thành nói. Dương Tiêu nở nụ cười, chẳng phải vừa nãy đã nói rồi còn gì. Ơn lớn không lời nào cảm ơn hết, anh nói cảm ơn cũng vô dụng. Chờ ngày khác báo đáp tôi, công ơn của chiến thần số một nước. Nga chắc hẳn phải có giá trị tương đối. Yên tâm, sẽ không làm thần chết điện hạ thất vọng. Son cười chân thành. Nghĩ có thể trở lại chiến trường, chiến đấu bằng máu, Son cảm thấy hăng hái cao ngất. Dương Tiêu hút điều thuốc thật sâu, hút một hơi hết điều thuốc. Tỉnh thần phán chắn, đầu óc Dương. Tiêu hoàn toàn tỉnh táo lại, anh nhìn Mục Lâm, xem ra lần này tôi lại thẳng. Nghe nói chẳng phải cậu bị thương nặng sao, thực lực khôi phục nhanh như vậy. Mục Lâm kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu bất lực nhún vai, nhanh. Anh có hiểu, lầm gì về từ nhanh này à? Anh biết tôi đã im lặng 5 năm không? Đối với trình độ của cậu, 5 năm đã đủ nhanh rồi. Mục Lâm nghiêm nghị nói. Dương Tiêu cười khổ, nhanh à? Anh nói nhanh thì cho là nhanh đi. Đối với Dương Tiêu mà nói, mỗi ngày đều gờ rộng như một năm, khó chịu đến mức gần như không thở nổi. 5 năm tôi luyện tâm tính. Dương Tiêu đã đạt đến mức độ sóng dậy không kinh ngạc từ lâu rồi. À này Ellen, vừa nãy cậu cũng đã nhìn thấy rồi đó, không phải tôi chữa khỏi bệnh cho chiến thân Son, mà là thần y Liễu Giang Hà, hiểu không? Dương Tiêu nhìn Ellen. Ellen đáp lại, vâng thầy, học trò hiểu ạ. Nghe vậy, khóe miệng của vô số người có mặt tại hiện trường co giật dữ dội. Chính Dương Tiêu là người đã chữa khỏi bệnh cho Son, Liễu Giang Hà chỉ là người cuối cùng giúp một tay mà thôi. Gian lận trắng trợn. Nhưng tất cả mọi người có thể thấy rằng Dương Tiêu đang bảo vệ Liễu Giang Hà, bọn họ cũng không thể nói gì. Rốt cuộc anh chàng này là a? Sao trình độ y thuật và nội lực lại đỉnh như vậy? Một người không nhịn được nói. Một người khác nghi ngờ nói, đúng thế. Ngay cả Mục Lâm,
các chủ của Long Lân Các cũng không phải đối thủ của anh ta, rốt cuộc người này là ai? Đúng vậy, hình như ở trong nước không có bác sĩ trẻ tuổi như vậy đâu mà nhỉ? Chẳng lẽ người này là người nước ngoài da vàng? Nghe mọi người thảo luận, Dương Tiêu cười lắc đầu. Anh đâu phải người nước ngoài đâu, rõ ràng là người Trung Hoa chính gốc. Mục Lâm đã thua, nhưng anh ta thua tâm phục khẩu phục. Anh ta liếc nhìn đám đông rồi chậm rãi nói, cậu ta là ai? Chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua, Dương Tiêu không phải người nước ngoài, mà là truyền thuyết Trung Hoa, cũng chính là Dương Tài Ba, người mà các người thường nói giống như trong sách giáo khoan. Cái gì? Dương Tiêu chính là Dương Tài Ba. Dương Tài Ba, người đàn ông bí ẩn khó đoán, dung trời chuyển đất trên thế giới, mạnh nhất thiên phủ chỉ quốc. Dương Tài Ba là người mà Mục Lâm, các chủ của Long Lân Các thua lần đầu trong đời kể từ khi ra mắt. Thân phận của Dương Tiêu lộ ra, vô số người như bị trúng đạn vào đâu, cả người đều choáng váng. Thân phận bị bại lộ, Dương Tiêu tức giận trợn to hai mắt, Mục Lâm, anh cho rằng nói như vậy rất thú vị à? Có thể để tôi khiêm tốn chút không? Cậu muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép, tôi không thể thua một người vô danh, đúng không? Mục Lâm cười ngạo nghễ. Dương Tiêu hờ hững nhún vai, xin lỗi, tôi thật sự là hạng người vô danh. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, hàng chục nghìn người chỉ cảm thấy mình thầy xám xét giữa trời quang. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Dương Tiêu chuyển từ sững sờ sang cuồng nhiệt. Dương Tài Ba, thảo nào, có thể trở thành thầy của bậc thầy Alan. Thảo nào anh ta có thể khiên Mục Lâm, các chủ của Long đối xử trịnh trọng. Hóa ra anh ta chính là Dương Tài Ba, thần Long thấy đuôi không thấy đầu. Đúng thế, đúng thế. Vẫn luôn nghe nói Dương Tài Ba đã đóng góp võ sâu cho nền y học Trung Hoa, nhưng chưa bao giờ thấy bóng dáng đâu. Hôm nay nhìn thấy quả thật phi, thường, kỹ năng chữa bệnh xuất thần nhập hóa, vượt xa chúng ta không thể so sánh được. Mẹ kiếp, đáng lẽ tôi phải nghĩ tới anh ấy là Dương Tài Ba từ lâu rồi mới phải. Vừa nãy tôi đã nói những lời không tốt với Dương Tài Ba, tôi xin lỗi, Dương Tài Ba, tôi xin lỗi NHTL. Trong chốc lát, mọi người chợt hiểu ra. Thì ra Dương Tiêu chính là Dương Tài Ba trong truyền thuyết, bậc thầy về y học tâm cỡ thế giới. Gian lận, đây đâu phải gian lận. Mọi người đều biết, bác sĩ siêu đỉnh của Trung Hoa có thể được quốc tế công nhận chỉ có Dương Tài Ba và các chủ Mục Lâm mà thôi. Đây hoàn toàn là cuộc đối đầu đỉnh. Cao giữa hai bậc thầy y học đẳng cấp thế giới, chỉ là dẫn tới cuộc chiến tranh giành thánh y mà thôi. Nhân vật chính thực sự của ngày hôm nay là Liễu Giang Hà và những người khác, Dương Tiêu và Mục Lâm đã đạt đến cảnh giới xuất thần, cái tên Thánh Y Trung Hoa hoàn toàn xứng đáng với thực lực của họ. Xin lỗi Dương Tài Ba, tôi cũng đã biết mình sai rồi. Một người khác nói. Xin lỗi Dương Tài Ba, tôi không nên đánh giá thấp anh. Xin lỗi Dương Tài Bô. Trong phút chốc, hàng nghìn người có mặt tại hiện trường lên tiếng, thủy triều cuồn cuộn, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ ăn năn sâu sắc. Hết cách, mấy chữ Dương Tài Ba đã quá nặng trong giới y học Trung Hoa, không kém gì một vị thân trong lòng mọi người. Dương Tiêu xua tay, mọi người không cần phải như thế đâu, hiểu đạo lý có trước có sau, kỹ năng nghiệp vụ nghiên cứu am hiểu chuyên sâu. Tôi, Dương Tiêu chỉ là người bình thường, cũng lười học y thuật. Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, cần phải dùng đến y học đó mới là học thành tài. Còn việc giành lấy vinh quang cho đất nước thì chỉ vẻn vẹn như thế thôi. Dương Tài Ba khiêm tốn quá rồi, ai mà chẳng biết cậu mới thực sự là bậc thầy đẳng cấp thê số 1 ông già 2U1333 tôn kính nói. Đúng vậy, Dương Tài Ba, cậu khiêm tốn quá rồi, một thần y khác đứng lên kính cẩn nói. Nghe vậy, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Anh thực sự không có ý đăng các bài báo trên các diễn đàn y tế quốc tế, càng không có chuyện trục lợi. Rất nhiều lần, Dương Tiêu vì hoàn thành nhiệm vụ nên mới liều mình cứu người. Ví dụ. Một ông chủ nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới có thông tin mà Dương Tiêu muốn có được thông tin thì phải ra tay cứu người. Theo thời gian, số lần tăng lên, tên tuổi của Dương Tài Ba hoàn toàn vang xa trên đấu trường quốc tế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn ánh mặt cuồng nhiệt và thành kính của mọi người, Dương Tiêu hít sâu một hơi, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi, chuyện tôi có thể làm không nhiều, tôi có thể làm thì giống như câu nói này. Không hối hận khi sinh ra là người Trung Hoa, kiếp sau vẫn là người Trung Hoan. Lúc này, Dương Tiêu mới hoàn toàn hiểu ra, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tuy không muốn dính vào những tranh chấp trong giới y học, nhưng chính vì năng lực y học hơn người,
anh đã bị mọi người đẩy lên thần đàn y học. Không hối hận khi sinh ra là người Trung Hoa, kiếp sau vẫn là người Trung Hoa, nhóm bác sĩ vô cùng xúc động. Nhiều người trong số họ có tấm lòng nhân hậu, chăm chỉ học y cứu người. Nghe những lời của Dương Tiêu, tất cả mọi người đều vô cùng cảm động. Dương Tiêu nhìn Mục Lâm, lần này anh không nên tới đây. Dù sao thì tôi cũng đã thua một lần rồi, thua thêm lần nữa thì có hại gì. Dương Tiêu, chờ xem, sẽ không lâu nữa một sự kiện y, học tầm cỡ thế giới sẽ bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta sẽ phân rõ thắng thua tiếp, ánh mắt Mục Lâm đầy ý chí chiến đấu. Dương Tiêu tức giận nói, vậy thì anh cứ đợi đi. Tôi rất bận. Đừng từ chối, tôi có linh cảm cậu sẽ tới. Mục Lâm tính trước kỹ càng cười nói. Nhìn dáng vẻ đáng ghét của Mục Lâm, Dương Tiêu cười nhếch mép, tới hay không cũng không quan trọng, cái chính là lần này tôi có thể cứu Son còn phải thật sự cảm ơn anh. Nếu không phải có đại pháp kim vàng của anh, nếu không phải tầm băng cực kỳ lạnh của anh, có lẽ lần này tôi phải tốn rất nhiều công sức. Cảm ơn anh các chủ Lâm, anh là người tốt. Cái gì, anh là người tốt? Phụt! Nhìn thái độ được hời và tốt bụng của Dương Tiêu, Mục Lâm có cảm giác muôn hộc máu. Đúng vậy, sở dĩ Dương Tiêu để Mục Lâm ra tay trước là vì sẽ có được món hời này. Đúng như dự đoán, Mục Lâm không hề làm mình thất vọng, anh ta thật sự đã gỡ rất nhiều rắc rối cho mình. Sao vậy, không tin à, anh thật sự là người tốt. Dương Tiêu lại cười. Nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ của Dương Tiêu, khóe miệng Mục Lâm co rút, anh ta phát tay áo hét lên với đám người của Long Lân Các, hừ. Miệng lưỡi sắc bén, Dương Tiêu, trận chiến giữa tôi và cậu còn lâu mới kết thúc. Chúng ta đi. Vâng, các chủ, các thành viên của Long Lân Các đồng thanh hét lên. Trước khi rời đi các thành viên của Long Lân Các nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh thường, như thế trận chiến này hoàn toàn là rèn giữa, sớm muộn gì họ cũng sẽ gỡ lại. Nhìn đám người Mục Lâm đang rời đi, Dương Tiêu nhìn về phía Alan, trò hè đã kết thúc, có thể công bố thánh y mới rồi chứ. Alan hiểu ý, anh ta nhìn về phía hai vị thánh y các mùa trước, hai vị thánh y gật đầu. Tất cả bọn họ đều công nhận thực lực của Dương Tiêu, đồng thời cũng công nhận thực lực của Liễu Giang Hà. Nếu không có Mục Lâm đến phá rối tình hình, thì trận chiến này sẽ không có gì hồi hộp, Liễu Giang Hà đã trở thành thánh y mới. Bây giờ tôi tuyên bố, thánh y thế hệ mới là thần y Liễu Giang Hải. Alan nhìn về phía mọi người tuyên bố. Chúc mừng thánh y Liễu. Chúc mừng thánh y Liễu. Hàng chục nghìn người nhìn Liễu Giang Hà. Động thanh hét lên, tất cả các bác sĩ giỏi từ khắp nơi trên đất nước đều thán phục. Họ biết rằng y thuật của Liễu Giang Hà hơn họ rất nhiều. Bây giờ Liễu Giang Hà còn được Dương Tài Ba trong truyền thuyết đích thân hướng dẫn, cho dù bọn họ không phục cũng tái mặt bắt lực. Thân thể già nua của Liễu Giang Hà chấn động, vẻ mặt ông cảm động nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu vỗ vai Liễu Giang Hà, ông Liễu, đây là ông xứng đáng, mau hưởng thụ vinh dự này của ông đi. Nói xong, Dương Tiêu cũng không nán lại mà đi về phía bên ngoài hiện trường. Anh biết rằng mình ở lại sẽ chỉ di chuyển sự chú ý của mọi người, làm trạch hướng vinh quang của Liễu Giang Hà. Trên lưng Dương Tiêu đã có đủ vinh quang, anh chỉ muốn Liễu Giang Hà hưởng thụ vinh quang tối cao này một mình. Vinh quang tôi cao làm bác sĩ. Xét cho cùng, Liễu Giang Hà cũng là người của mình. Tôi, Dương Tiêu không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu. Tôi có thể chịu mọi tội ác, và tôi bằng lòng chia sẻ tất cả vinh quang với mọi người. Tôi có người bạn cũ cầm kiếm chém gió xuân không chịu trở về. Đao cao ngất trời khiếp sợ hoàng hôn, viên mãn mang đầy áo giáp vàng. Đúng vậy, tôi Dương Tiêu, sẵn sàng chia sẻ mọi vinh quang với tất cả mọi người. Nhìn chăm chú bóng lưng Dương Tiêu rời đi, hàng chục nghìn người kính phục. Người thông minh vừa nhìn đã biết Dương Tiêu đang dành hết vinh quang cho Liễu Giang Hà. Tôi đến nhẹ nhàng, tôi đi nhẹ nhàng, không mang theo một gợn mây. Xứng danh là bậc thầy đẳng cấp thế giới, xứng danh là Dương Tài Ba nổi tiếng quốc tế, làm người quả thật cao cả nhân tài kiệt xuất. Cảm ơn, Liễu Giang Hà cảm động rơi lệ. Đồng thời cùng lúc đó, ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Trung Nguyên. Trong một con hẻm bỏ hoang, Phùng Tứ thắt gạc trắng trên ngực, cầm một con đao đường. Một chiến tướng trịnh trọng nói, Tứ gia, người thật sự muốn đập nôi dìm thuyên. Đúng vậy Tứ gia, đêm nay chúng ta sẽ thật sự nhắm vào tập đoàn Tuyết Tiêu. Một chiến tướng khác hỏi. Vẻ mặt Phùng Tứ tái nhọt, bên tai có thêm mớ tóc trăng. Trong trận chiến ở Vịnh Thanh Long toàn đội do ông ta đứng đầu đã lít đê thảm bại. Võ Thu Hoàng cao thủ xó một trong sáu tỉnh Đông Hải thất thủ. Hàng ổ bị chiếm,
ông ta bị Dương Tiêu chém hai nhát vào ngực. Nghĩ đến cuộc đời anh hùng của mình lại có kết cục như thế này, trong lòng Phùng Tứ bị thương đến lạ thường. Hôm nay, Phùng Tứ bí mật mua một lô súng với số tiền khổng lồ, gần 300 khẩu, tất cả đã được phân phát, muốn sống chết với Dương Tiêu. Cho dù đầu rơi máu chảy, cho dù chết, Phùng Tứ cũng phải chiến một trận sông mái với Dương Tiêu. Ông ta không tin mình đã chuẩn bị kỹ càng còn không thể đối phó với một mình Dương Tiêu. Dương Tiêu mạnh hơn thì có làm sao? Chẳng lẽ còn không phải là người phàm? Hỏa lực áp chế vẫn có thể giết chết Dương Tiêu. Vẻ mặt Phùng Tứ lạnh như băng nói, chuyến lệnh của tôi, đêm nay sẽ tiến hành theo kế hoạch, ai vào chỗ nấy, chỉ cần Dương Tiêu, dám tới, bằng mọi giá phải giết cậu ta cho tôi. Vâng, Tứ gia, đám thuộc hạ đồng thanh hô lên. Nghĩ đến sự sâu hỗ mà Dương Tiêu mang lại cho họ, nhóm người này không thể chờ, đợi muốn ăn tươi nuốt sống Dương Tiêu ngay lập tức. Đêm nay là một ngày quan trọng của tập đoàn Tuyết Tiêu khi cung cấp thuốc cho các đối tác khác, số thuốc trị giá hàng trăm triệu tệ được vận chuyển từ nhà máy sản xuất của tập đoàn Tuyết Tiêu. Kế hoạch của Phùng Tứ là cướp tất cả số thuốc này, sau đó nốt hết, dùng chuyện này chọc giận Dương Tiêu. Chỉ cần Dương Tiêu tức giận, sẽ lại dẫn theo nhóm bậc thầy võ thuật tới đây công kích. Với sự bố trí tinh vi của họ, đủ để giết Dương Tiêu và những người khác. Có nghĩa là, những gì Phùng Tứ muốn là lấy Dương Tiêu làm người đứng đầu, tối nay sẽ tiêu diệt một mẻ. Dương Tiêu không hề hay biết, đêm nay đã định sẵn là một cơn bão đẫm máu khác. Rời khỏi địa điểm thi đấu thánh y, Dương Tiêu gọi cho Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, xong rồi. Nhanh như vậy, Đường Mộc Tuyết rất ngạc nhiên. Cô tin Dương Tiêu có thành tích phi thường, nhưng cô cũng biết lần này Mục Lâm, các chủ của Long Lân đã đích thân ra tay, nhưng cô không ngờ cuộc đối đầu giữa hai bên lại kết thúc nhanh như vậy. Dương Tiêu cười nhẹ nói, đề thi năm nay quá khó, tất cả các thần y đều cảm thấy đau đầu. Lần này, Ni Lâm tới đập phá, với thực lực của Liễu Giang Hà đã đủ đứng ở vị trí đầu. Anh đuổi Mục Lâm đi tự nhiên sẽ không có chuyện gì khác. Ông xã quá giỏi, Đường Mộc Tuyết vui vẻ tinh nghịch nói. Dương Tiêu giật mình, Mộc Tuyết, em gọi anh là gì? Não công, Đường Mộc Tuyết chơi chữ đồng âm. Tám A lão góng lão công, tám dây rét na ngóng não công nghe thấy giọng nói tỉnh nghịch của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cười vui vẻ. Bây giờ quan hệ giữa anh và Đường Mộc Tuyết đã hòa thuận, ba ngày sau trở về đề đô, Dương Tiểu đương nhiên đã an tâm rất nhiều. Đường Mộc Tuyết nói tiếp, à đúng rồi, lát nữa gọi băng băng qua dùng bữa. Còn nữa, nếu em Thiên Lung rảnh thì chúng ta cùng tụ tập đi. Anh sắp trở về đệ đô rồi, cũng không biết đi bao lâu. Tối nay tụ tập, sắp đến năm mới rồi. Dương Tiêu biết Đường Mộc Tuyết không nỡ xa mình, anh nở nụ cười cưng chiều, được. Về phần lần này trở lại đế đô bao lâu Dương Tiêu cũng không rõ, trước khi đi, Dương Tiêu cũng muốn tụ tập cùng mọi người. Nói chuyện với Đường Mộc Tuyết xong, Dương Tiêu liên lạc với Tô Thiền Lung thiên hậu trẻ tuổi châu Á. Hả, tối nay tụ hội. Ôi, anh Dương Tiêu tối nay, bọn em phải làm thêm giờ, chắc sẽ không đi được đâu. Dương Tiêu biết năm mới đang đến gần, Tô Thiên Lung là thiên hậu trẻ tuổi châu Á, chắc chắn phải tham gia nhiều sự kiện và chuẩn bị. Dương Tiêu cười dịu dàng, được rồi, em cứ làm việc đi, hai ngày nữa anh sẽ trở về đế đô, hẹn gặp lại em ở đế đô. Trở về đế đô, anh Dương Tiêu, anh sắp trở về đế đô ạ, thật tuyệt, đến lúc đó hẹn gặp anh ở đế đô nhé. Tô Thiên Lung hơi kích động. Tô Thiên Lung không đi được nên Dương Tiêu chỉ có thể liên lạc với Tôn Bằng. Tuy nhiên, Dương Tiểu quên xin số điện thoại của Tôn Bằng, anh hỏi Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết cũng không có số điện thoại. Trong lúc không biết phải làm gì Dương Tiêu chỉ đành phải đến tập đoàn chăm sóc sức khỏe của Kim Đại Trung. Ngay lúc này, trong tập đoàn Kim Thị, một thanh niên mặc vest, đi giày da đeo kính gọng vàng trông như một người thành đạt nhìn Tôn Bằng nói, người mới tới, rót cho tôi cốc cà phê. Vâng, Đường Tổng, Tôn Bằng ngoan ngoãn đồng ý. Thanh niên này không phải ai khác mà chính là Đường Long, một nhân tài kiệt xuất xuất thân từ nhà họ Đường. Ở lần họp mặt trước, Đường Long vì khinh thường Dương Tiêu nên đã xúc phạm Tông Công Minh, chủ nhà họ Tống một trong 10 đại gia hàng đầu, bị đuổi việc một cách tàn nhẫn. Sau đó, Đường Long nhờ năng lực xuất sắc của mình gia nhập công ty chỉ nhánh của nhà họ Lý ở Đông Hải tại Trung Nguyên, lương hàng năm 1 triệu tệ, vì xúc phạm Đường Đường. Bị Dương Tiêu phát hiện, lại bị đuổi việc một cách tàn nhẫn. Cũng phải khâm phục Đường Long này, không lâu sau anh ta gia nhập tập đoàn Kim Thị với mức lương 1 triệu tệ hàng năm. Anh ta nghe nói Tôn Bằng là do Dương Tiêu giới thiệu vào đây, nên Đường Long chướng mắt Tôn Bằng. Tuy rằng không cùng bộ phận,
nhưng Đường Long có địa vị cao hơn Tôn Bằng, Tôn Bằng mới gia nhập công ty lớn như vậy, nhất thời không dám xúc phạm ai. Choan Di ngay lúc Tôn Bằng nhận cốc cà phê, Đường Long cố ý buông tay, cốc cà phê trực tiếp rơi xuống đát vỡ tan tành. Nhìn cốc cà phê vỡ tan tành, Tôn Bằng lập tức mở to mắt, Đường Tông, tôi. Đường Long tỏ vẻ nổi trận lôi đình, vung tay tát vào mặt Tôn Bằng, đờ mời người mới tới, cậu thầy tôi chướng mắt hả? Ngay cả cốc cà phê cũng không câm nồi, mẹ nó còn làm nên trò trông gì? Nếu tôi là cậu, tôi đã tìm một cái hỗ nhảy xuông chết cho rồi từ lâu rồi. Đường Tổng, không phải tôi không cầm nổi, mà là anh không hề đưa tới tận tay tôi. Tôn Bằng chua xót nói. Đường Long nghe vậy lập tức đá Tôn Bằng một cái, Yun làm sai mà còn dám cãi lại hả? Không cầm được thì là không cầm được, chẳng lẽ còn trách tôi? Người này là ai tuyên vào? Sa thải, không sa thải loại người như này, giữ lại để tổn thất hả? Đúng vậy, mình làm sai mà còn chồn tránh trách nhiệm. Đường Tổng, tôi khinh thường loại người như này, hay để cho các anh em đưa tên này ra ngoài đánh cho tơi bời rồi sa thải, anh thấy sao? Một người nịnh nọt nói. Đúng thế, Đường Tổng. Chẳng biết tên ngốc này có quan hệ gì mà có thể vào đây. Đô nhà quê, phá hủy hình ảnh công ty chúng ta. Cũng chẳng biết tên ngốc nào đã tuyển dụng tên này, lại còn đưa vào bộ phận nghiên cứu và phát triển, nói ra không sợ bị chê cười à. Trong chốc lát, nhiều người chướng mặt Tôn Bằng, muốn có được sự ưu ái của Đường Long lập tức nhảy ra phụ hoa. Bị trở thành mục tiêu lạnh của mọi người, vẻ mặt Tôn Bằng càng tái nhợt hơn. Cậu ta đến từ một thị trấn nhỏ cấp 18. Đâu đã từng thấy cảnh tượng này, Tôn Bằng lập tức bị dọa sợ. Ánh mắt Đường Long khinh thường, như có thể làm chủ sinh tử khinh thường nói, đồ mắt mặt, sa thải, loại rác rưởi này nhất định phải bị sa thải. Đi thông báo, ai tuyển dụng tên này cũng sẽ bị đuổi việc. Vâng, Đường Tổng, nhóm người nhao nhao hô lên. Bọn họ chướng mắt Tôn Bằng đủ kiểu, họ không thể hiểu được làm thế nào mà tên ngốc này lại vào được công ty của họ. Vẻ mặt Tôn Bằng tái nhợt. Màu sắc hồng hào trên mặt nhạt dẫn. Sa thải, Đường Long, tôi cho anh thể diện chưa? Ngay lúc Tôn Bằng đang sững sờ, một giọng nói không tức giận mà uy vang lên, Dương Tiêu lạnh lùng bước ra khỏi thang máy. Đây là ai, chảnh như vậy, nhiều người vô cùng kinh ngạc khi thấy Dương Tiêu dám trực tiếp tấn công Đường Long. Xét cho cùng, Dương Tiêu chẳng đến công ty của Kim Đại Trung là mây, vì vậy rất ít người biết Dương Tiêu. Tôn Bằng thấy Dương Tiêu đến. Như túm được cọng rơm cứu mạng nói, anh rể. Anh rể, ha, hóa ra là anh rể của thằng. Rể nhũi này, tên rể nhũi này, ăn mặc không ra thê thống gì, anh rể của cậu ta càng quê mùa hơn. Đúng, ha 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 ha, dám chống lại Đường Tổng, ai cho anh can đảm của Lương Tĩnh Như. Khi biết Dương Tiêu là anh rể của Tôn Bằng, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, đều cười phá lên, vẻ mặt đầy mỉa mãi. Như thế chỉ cần qua lại với Tôn Bằng. Thì cũng là người quê mùa đẳng cấp thấp. Dương Tiêu động viên, đừng sợ, có anh dễ ở đây. Có cậu ở đây thì như thế nào? Dương Tiêu, cậu biết nơi này là chỗ nào không? Đây là tập đoàn Kim Thị, không phải chỉ nhánh của nhà họ Lý ở Đông Hải. Đường Long cười âm hiểm. Lần trước khi làm việc trong công ý của Lý Minh Hiên, anh ta đã bị đuổi việc một cách tàn nhẫn vì xúc phạm Đường Đường, sự việc này luôn khiến Đường Long ghi hận trong lòng. Cuối cùng cũng gặp được một cơ hội. Đường Long quyết tâm sỉ nhục Dương Tiêu một cách nghiêm khắc. Nhìn Đường Long làm người hung ác, Dương Tiêu chế nhạo, tôi biết đây là tập đoàn Kim Thị, vậy thì sao? Anh muốn nói gì? Hừi, tôi biết cậu và Lý Minh Hiên có quan hệ không bình thường, nhưng đây là tập đoàn Kim Thị, là sân nhà của tôi. Là rồng thì phải nằm ngửa, còn nếu là hồ thì phải nằm sắp cho tôi. Nếu không, tôi bảo đảm sẽ khiến hai người bị đuổi như chó nhà có tang. Trên mặt Đường Long lộ vẻ kiêu ngạo mạnh mẽ. Đúng vậy, trước mặt Đường Tổng, của chúng tôi, các người chăng là cái thá gì? Tôn Bằng, cái thằng vô dụng xúc phạm Đường Tổng, còn dám vu oan cho Đường Tông không đặt cốc cà phê vào tay cậu ta, thật sự không biết xông chê. Đường Tổng, hai người này trông thật sự rất chướng mắt, hay là anh nói một câu, chúng ta đánh bọn họ đến mức cha mẹ không nhận ra, anh thấy sao? Trong tập đoàn Kim Thị, Đường Tổng là tổng giám đốc dự án, có địa vị cao, hơn nữa Đường Long có thể thu phục lòng người. Hiện nay trong công ty có rất nhiều người lầy lòng Đường Long. Chính là bởi vì Đường Long ăn sâu bén rễ nên Đường Long mới dám kiêu ngạo như vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Dương Tiêu và Tôn Bằng bằng ánh mắt lạnh lùng, như thế chỉ cần Đường Long ra lệnh,
bọn họ sẽ bảo đảm khiên Dương Tiêu và Tôn Bằng chịu không nổi. Nhìn Đường Long không ai bì nổi, Dương Tiêu chê nhạo nhìn Tôn Bằng, oai phong như vậy. Hiện tên này giữ chức vụ gì? Em không biết, vẻ mặt Tôn Bằng tái nhọt nói. Nhắc đến chuyện này, Đường Long ngạo nghề chê nhạo, tôi có chức vụ gì? Tôi là trưởng nhóm phụ trách dự án thứ ba của tập đoàn Kim Thị. Nói đến đây, tôi còn muốn cảm ơn cậu nhiều đó Dương Tiêu, nếu không có cậu, tôi cũng sẽ không bị Lý Minh Hiên đuổi việc, cũng không có thước vị trí tốt như này, biết không? Lương một năm của công việc này nhiều hơn trước kia 500.000 tệ. Tròn 500.000 tệ, chết lặng rồi gù 2N ánh mắt của anh ta cực kỳ khinh thường, như thế Dương Tiêu không đáng nhắc tới trước mặt anh ta, Dương Tiêu chỉ là một tên hề nhảy nhót điển hình mà thôi. Người phụ trách tổ dự án thứ ba. Tôi còn tưởng là quan chức cấp cao nào cơ. Được rồi, đừng đắc ý nữa, trở về thu dọn đồ đạc đi. Dương Tiêu không khỏi bật cười. Nhìn thấy Dương Tiêu không hề sợ hãi, Đường Long nhíu mày nói, thu dọn đồ đạc. Phê vật, cậu có ý gì? Không có gì cả, ý tôi là anh lại bị đuổi việc, thu dọn đồ về nhà đi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Cái gì? Thu dọn đồ về nhà. Điều này không phải ám chỉ Đường Long sắp bị sa thải sao? Đường Long bị tập đoàn Kim Thị đuổi việc.